Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ và dòng quen thuộc. Và buổi ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Thanh Thanh, một tác giả rất quen thuộc với kênh. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Diệu từng nói rằng làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Tình yêu vô cùng là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà ngoài những giây phút tuyệt vời đó thì tình yêu lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc vô cùng là đau tim. Giống như trong câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tình yêu của cô gái tên Hà My, một cô gái 17 tuổi, nhưng mà tình yêu đối với cô lại gặp rất rất nhiều chắc trở. Từng người đàn ông đến và mang cho cô rất là nhiều niềm đau. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với Tâm An để biết thêm những tình tiết vô cùng là xúc động và vô cùng là mãnh liệt của tình yêu tuổi 17. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Tác giả Thanh Thanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiết trời vào độ đại hàn, khi màn đêm buông xuống, cái rán lạnh của thời tiết lại càng khiến cho vạn vật cảm thấy lười biếng. Bên ngoài ô cửa sổ, gió đông vẫn thổi hấp từng cơn, tiếng lá cây rơi xào xạc. Chuông gỗ trước cửa nhà nghiêng ngả theo gió đông và phát ra âm thanh leng keng, leng keng. Ngồi trước bàn học, Hà mi chăm chú nhìn vào điện thoại và nhắn tin cho người yêu. Đang soạn giờ tin nhắn, thì màn hình lại hiện đến cuộc gọi của bà chúc hà my nghe máy ngay tức thì dạ con nghe đây mẹ hôm nay trời lạnh lắm con học bài xong rồi đi nghỉ sớm nhé thế mẹ không phải trực à sao lại gọi điện cho con giờ này hôm nay ít bệnh nhân mẹ tranh thủ chập mắt một lát nhớ lời mẹ dặn đấy đừng có thức khuya quá trời lạnh thế này dễ bị ốm lắm dạ vâng con nhớ rồi thế sáng mai ăn cái gì đi trực về mẹ mua cho Mẹ về sớm thì đồ ăn nguội lạnh hết Con không ăn đâu Khi nào đến trường Con ăn sáng ở căng tin Ừ thế nhá Chứ mẹ tắt máy đây Dạ vâng con chào mẹ Cuộc gọi kết thúc Hà My viết nốt tin nhắn và gửi đi cho bạn trai Lát sau cô đến bên tủ đồ Và lựa cho mình một bộ đồ thật ấm Để đi hẹn hò Những ngày bố mẹ vắng nhà như thế này Thật là thích Đứng trước gương Hà My tu son Và ngắm nghĩa thêm một lát Mở cửa phòng bước xuống tầng 1, thấy cô giúp việc đã đóng cửa im lìm. Hà Mi rón rén bước ra cổng và nhanh chóng hòa mình vào trong bóng đêm vô tận. Đi bộ được một quãng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô mừng rỡ cất lời. "Anh đợi em lâu chưa? Ôi, hôm nay trời lạnh thật đấy. Anh cũng vừa mới tới. Em đi khỏi nhà vào giờ này, có ai biết không?" Quân đứng dựa lưng vào chiếc xe máy, nhìn thấy Hà Mi, anh chạy đến và ôm chầm lấy cô bố mẹ em đi trực rồi nhà chỉ còn mỗi cô giúp việc em đợi cô ấy ngủ say mới lén ra khỏi nhà đấy mình đi thôi nhưng bây giờ đi đâu được giờ này cũng khá muộn rồi hàng quán người ta đóng cửa hết rồi hay là mình đến công viên ở ngoài đầy có ngọn núi đứng ở trên đó nhìn xuống được cả một cây cầu bắc qua sông lớn có thể ngắm được toàn cảnh thành phố khi về đêm nhưng mà lạnh anh sợ em không chịu được Em mặc ấm rồi, không sao đâu Mình đi anh nhé Ngồi sau xe máy của Quân Hà My thích thú vòng tay lên bụng của anh Và ôm thật chặt Đêm dần khuya Nhưng ánh sáng màu vàng nâu Lặng lẽ chiếu sáng cung đường Vắng bóng người qua lại Xe máy của Quân đi thêm một quãng Thì có mặt ở công viên Dọc cái lối đi lại đèn điện sáng lung linh Ở phía xa xa sau bờ hồ thấp thoáng Bóng dáng mấy chị tóc vàng tóc xanh Đang kỳ kèo ngã giá với vài vị khách đêm rồi không có ai trong xe mình để xe ở đây có được không nhỉ sợ mấy anh nghẹo thôi nhưng mà em nghĩ chắc là không mất được thôi anh khóa xe cẩn thận vào nhé ừ, nếu mất ý, thì lát nữa hai đứa lại đi bộ về thế là xong quân xoa đầu hòa mi và chiều đùa cả hai khoác tay nhau bước vào từng bậc đá để trèo lên ngọn núi nhỏ trong công viên lên cao những cơn gió lớn càng thổi mạnh Mái tóc ngang vai của Hà My Bị gió thổi hắt đi từ phía Ánh sáng của buổi đêm Cùng với ánh đèn mờ ảo Lại khiến gương mặt của cô càng thêm ngây thơ và xinh đẹp Ngồi bên ghế đá Hà My tựa đầu vào vai của Quân Để tìm kiếm hơi ấm Vòng tay của anh ôm cô thật chặt Thì thoảng Quân lại cúi xuống Hôn nhẹ lên mái tóc nhung huyền của cô Anh đi chơi thế này Bố anh và cả mẹ hai Có nói gì không anh sống một mình, đã từ lâu bố anh không quản giờ giấc của anh nữa. Còn mẹ hai, bà ấy lại càng không có quyền gì để mà can thiệp. Quân trầm rãi đáp lời, cùng với đó, bàn tay của anh mơn man tìm kiếm hơi ấm trong áo khoác của Hà Mi. Trong thoáng chốc, những ngón tay tò mò đã dừng lại trước thềm ngực căng đầy của người thiếu nữ tuổi 17. Hà Mi run rẩy vì hành động thân mật này, cô bối rối đưa tay lên và ngăn không cho cánh tay của Quân được tùy ý động chạm. Anh nghiêm túc đi, chúng mình đang là học sinh đấy. Trời lạnh thế này, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi, ôm cho ấm nhé. Quần thì thầm, liền sau đó anh nâng cầm của cô lên cao, ánh mắt nhìn nhau như muốn chìm sâu vào những tâm tư dồn nén. Quần cúi xuống và hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô. Hà mi không phản đối, có chút sợ hãi, nhưng sự thật là cảm giác ở gần nam nhân như thế này khiến cho cô tò mò không đúng, cô thật sự rất tò mò, cảm giác lâng lâng khó tả khi mà những ngón tay của Quân mơn man động chạm lên cơ thể. Hà Mi nhắm mắt và đón nhận nụ hôn ngọt ngào của người yêu. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô gái 17 tuổi này, hai người họ đã nhiều lần hôn nhau như thế, nhưng chưa có khi nào bàn tay của Quân lại mạnh dạn thám hiểm như bây giờ. "Đừng mà, em sợ lắm." Bàn tay của Quân đã kịp thời khám phá vào trong lớp áo dày cộp của Hà Mi. Những ngón tay bạo dạn lần tìm khuy áo và cởi bỏ trong nháy mắt. Cảm giác được chạm tay lên vùng da thịt đẫy đà của người thiếu nữ tuổi 17, Quân dường như không kiềm chế được bản năng đàn ông trong mình. Đêm nay ở bên anh có được không? Em rất sợ. Mình ngồi đây một lát rồi về. Ngày mai mình còn phải đến trường đi học. Về muộn mà bị cô giúp việc phát hiện bố mẹ em sẽ mắng em mới hôm qua em bị bố mẹ mắng rồi ánh mắt của quân đỏ ngầu nhưng trong bóng tối cô lại không phát hiện ra điều này nghe cô nói như thế bàn tay của quân vẫn mơn man đùa ghẹo trên người của cô thế bố mẹ mắng em thế nào kể cho anh nghe đi học về trễ này kết quả học tập giảm sút kỳ này mà không được giấy khen mẹ nói cắt luôn tiền tiêu vặt Em sợ lắm Ở bên anh một lát rồi về Nhá Bình thường có khi nào Em ngủ sớm đâu Thế rồi bàn tay của quân bạo dạn hơn Những ngón tay tò mò chiêu gẹo đó hoa mai Đang ngự trị trên đỉnh núi đầy kiêu hãnh Hơi thở của Hà My bắt đầu gấp gáp Cô vòng tay lên cổ của anh Và tìm kiếm vị ngọt đôi môi Hà My à Anh, anh khó chịu Anh khó chịu cái gì Anh muốn anh muốn được làm chuyện đó cùng em. Không được, chúng mình đang còn là học sinh, làm chuyện này nguy hiểm lắm. Anh học lớp 12 rồi, anh có phải là con nít đâu. Em sợ cái gì chứ? Làm chuyện đó, nhỡ như có baby. Thôi, em không chịu đâu. Có rất nhiều biện pháp. Biện pháp gì? Ví dụ như dùng áo mưa hoặc là uống thuốc. Tại sao anh biết những điều này? Chuyện đó bây giờ bình thường, chỉ cần chú ý một chút là biết internet rồi các trang mạng, cập nhật đủ hết còn gì? Em không đồng ý. Mình đi về đi. Về muộn quá ngày mai em không dậy đi học được. Anh xin đấy, đừng về bây giờ. Anh chỉ muốn được gần em thôi. Năm tới anh chuẩn bị thi đại học rồi, cũng nên chú ý học hành một chút. Hôm nào mình cũng thức khuya thế này không tốt đâu. Anh không thi đại học. Tốt nghiệp cấp 3 xong, anh sang Đài Loan cùng với mẹ. Sao cơ? đài loan anh sang bên đấy ừ thế tại sao không thi đại học anh không thích đi học anh qua đó với mẹ học nấu ăn mẹ anh mở nhà hàng ở bên đấy mẹ nói rằng chỉ cần anh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đón anh qua bởi vì bà ấy không muốn anh ở chung với bố và mẹ hai bây giờ anh cũng đâu có ở chung với họ mình anh một nhà mà biết là vậy nhưng anh vẫn bị bố và mẹ hai kiểm soát nói là tự do nhưng không hoàn toàn thoải mái. Học xong cấp 3 rồi, đi học đại học này, khi đó anh cũng xa nhà, có ở gần với bố và mẹ hai đâu, mà sợ họ kiểm soát. Anh qua Đài Loan, thế còn em? Em thì sao? Anh để em ở đây một mình à? Mình sẽ liên lạc qua mạng xã hội. Em lo cái gì? Nhưng mà em không muốn xa anh. Vậy thì đêm nay, em ở bên anh đi. Anh cũng không muốn xa em. Không được, em phải về đừng mà Hà Mi nói xong quân cúi xuống và hôn Hà Mi cuồng nhiệt hơn nụ hôn gấp gáp như muốn níu giữ lại những cảm xúc bản năng đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể da thịt nữ nhân mơn mịn vật đàn ông sau lớp vài quần jean của quân biểu tình một cách dữ dội những ngón tay hư hỏng của quân tham lam dở dẫm khắp nơi cành xuân đầy đặn trước thềm ngực của Hà Mi được anh nâng niu và dày vò tới mức biến dạng. Hà Mi thực sự bị cuốn vào những cảm xúc mới lạ này, vừa sợ, nhưng cô không có cách nào ngăn chặn được cái cảm giác tò mò khi ở gần với anh. "Anh Quân, anh đưa em về đi, em sợ." "Ở bên anh một lần thôi." Anh thật sự rất muốn. Bàn tay của Quân mạnh dạn thám hiểm xuống vùng cấm địa của Hà Mi, sau lớp vải dày của chân váy chữ A là lớp quần tất mềm mịn, mặc dù đã qua ba lớp vải nhưng ngón tay của quân vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt đang trực trào anh dừng lại đi anh mà làm thế này em giận bây giờ anh xin lỗi quân bối rối thù tay lại cảm giác ham muốn vẫn chưa hề vơi bớt nhưng quân sợ hà mi giận nên anh ngoan ngoãn nghe lời cô anh đưa em về thế rồi hai người lặng lẽ dắt nhau xuống núi thật may mắn là xe của quân vẫn còn dưới chân núi là nơi tụ tập của những anh nghèo khi về đêm. Hà Mi sợ xe bị mất trộm nên cô lo lắng. Những ánh sáng màu vàng nâu vẫn lặng lẽ chiếu sáng hai bên đường phố. Gió lớn vẫn thổi mạnh, nhiệt độ càng lúc càng bút giá. Nhưng không hiểu tại sao Hà Mi không thấy lạnh nữa. Ngồi sau xe máy của Quân, cô mơ màng ôm chặt lấy người yêu và tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Bất ngờ xe máy của Quân dừng lại. Hà Mi cứ tưởng đã về đến nhà mình, Cô mở mắt ra nhìn thì giật mình táo hỏa, khi ở đây chính là nhà nghỉ Hoa Hồng. Sao anh đưa em tới đây? Trời lạnh, cứ lang thang ngoài đường thế này, anh lo em bị ốm, mình vào đây ngồi một lát thôi, rồi anh đưa em về. Không được, khuya rồi. Em không vào đâu, anh đưa em về nhà đi. Còn sớm, anh chưa muốn về. Mình vào đây tâm sự một chút nhé, anh hứa. Ai mà tin anh được? chứ em không yêu anh à hà mi nghe câu hỏi này thì bối rối nhìn quân lát sau anh dứt khoát kéo tay cô đi vào bên trong và chủ động thuê phòng nghỉ vào đây ấm thật đấy đúng là khác hẳn cảm giác ở trên núi bước vào phòng quân mạnh dạn cởi bỏ áo khoác trên người mình xuống và thì thầm với cô thôi anh mặc áo vào đi tại sao anh lại cởi ra nhưng anh thấy nóng vào trong này đúng là ấm thật Khuya rồi Anh không biết à Nhìn đồng hồ treo tường đi Gần 12 giờ đêm rồi đấy Mọi ngày chúng mình vẫn nói chuyện đến 2 giờ sáng Hôm nay như vậy đang còn sớm mà Anh Quân Em thấy anh khó hiểu kiểu gì Anh khó hiểu à Khó hiểu ở đâu Tự nhiên anh rủ em vào đây Để ngồi tâm sự Như vậy là khó hiểu Ở ngoài trời lạnh thế kia Anh sợ em bị ốm, bị nhiễm lạnh Anh như vậy là đang quan tâm em còn gì Thôi, anh đưa em về đi. Sáng mai em còn đi học mà. Anh cũng đi học còn gì? Có riêng gì em đâu." Quân ngồi sát lại phía Hà Mi, bàn tay của anh cầm lấy tay của cô, vuốt ve nhẹ nhẹ. "Ôm anh có được không?" "Không được, anh xấu." "Anh có làm gì đâu mà xấu?" "Em không biết đâu. Vậy để anh làm người xấu nhé." Nói đoạn Quân đầy Hà Mi nằm xuống giường liền sau đó anh nằm phủ lên người của cô hà mi có dãy vì hành động bất ngờ này cô lo sợ bản thân mình sẽ đi quá giới hạn với quân cô mới chỉ là một nữ sinh 17 tuổi cô phải giữ mình đúng vậy cô không thể nào tùy tiện làm chuyện này với quân anh buông em ra chúng mình còn chưa trưởng thành anh đừng làm như vậy phải có lần đầu tiên thì chúng ta mới trưởng thành được chứ hà mi bên anh một lần thôi nhá anh thực sự không thể nào nhịp thêm được nữa. Thân dưới của quân không ngừng động đậy, kích thước nổi cộm và rắn chắc ấy, cứ như vậy đùa gẹo vào nơi kín đáo của Hà Mi. Những cảm xúc bối rối xen lẫn tò mò được tiếp xúc thân mật khiến cho Hà Mi thực sự khó nghĩ. Cô sợ bản thân sẽ đầu hàng trước những hành động kích thích mà quân đem đến. Vậy áo của cô sọc sạch, chiếc áo ngực bị quần tháo gỡ từ khi nào. Trước ánh nhìn đầy khao khát của quân, cảnh xuân nóng bỏng trước thềm ngực, khiến anh thực sự mất kiên nhẫn. Hai bàn tay đưa lên đó và ôm thật chặt. Quân cúi xuống và dùng bờ môi nóng ấm của mình để thưởng thức hai nụ hoa đầy kiêu hãnh. Hạ mì thực sự đầu hàng vì cái hành động mờ ám này. Cô già vờ chống trả một cách bất lực. Chân váy chữ A bị Quân cởi ra trong nháy mắt. Chiếc quần tất vướng víu cũng được anh loại bỏ khỏi đôi chân thon mịn của cô. Anh Quân, anh đừng làm thế. Em sợ Bên anh một lần thôi Hà mi anh thực sự không chịu được Em cho anh nhé Nhưng, nhưng mà Bờ môi của cô nhanh chóng bị quần chiếm hữu Anh tham lam tách môi của cô Và đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Hai bàn tay của anh vẫn không ngừng nâng niu Nơi thềm ngực mềm mại Ở bên dưới Cửa huyệt của cô ẩm ướt tới mức không tưởng tượng Anh yêu em Quần thốt lên những lời nói dịu dàng cùng với đó anh thách chân của cô và nhẹ nhàng thâm nhập vào thâm cung huyền bí có chút khó khăn cảm giác nơi ấy chật trội và gò bó lần đầu tiên của em tại sao anh nỡ anh sẽ trân trọng em hà mi à anh yêu em nói đoạn quân dùng sức và ấn sâu cơ thể của mình vùi lấp vào hoang động chật trội hà mi cảm giác như cơ thể đang bị xé rách cô nhăn mặt vì đau đớn cự vật nằm gọn trong hang sâu vừa chật trội vừa nóng ấm nhưng lại khiến đầu óc của quân như muốn bùng cháy thật sự quá tuyệt vời bảy giờ sáng hà mi đang ngủ say thì bị giọng nói của cô giúp việc làm cho tỉnh giấc hà mi bảy giờ rồi dậy đi học kẻo muộn thôi chết bảy giờ rồi à? cô ơi sao muộn thế này mà cô không gọi cháu dậy hà mi vùng dậy khỏi chăn ấm Cô luống cuống vào nhà vệ sinh Làm vệ sinh cá nhân để sửa soạn đến trường Toàn thân đau nhức mệt mỏi Bởi vì đêm qua Hà My đã trở thành phụ nữ Ở tuổi 17 Nghĩ lại những giây phút ở gần quân Hà My lại thấy hai má của mình nóng gian Một cách khó hiểu Bước xuống tầng 1 Thấy cô Lan đang loay hoay dọn nhà Hà My cất lời chào qua loa Rồi chạy vụt ra phía cổng Tháng này cô đi học muộn 7 lần cúp tiết 3 lần chuẩn bị viết bản kiểm điểm, lại bị bố mẹ mắng cho nên thân. Ngồi học trong lớp, hà Mi vì thiếu ngủ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. Linh ngồi kế bên, tò mò hỏi Han. Này, đêm qua mày thức đêm để làm cái gì? Cày view cho idol à? Thiếu ngủ trầm trọng thế. Idol cái gì? Chồng, chồng yêu của mày, Sơn Tùng idol chứ còn ai. Lần nào chồng yêu của mày ra MV, chả thấy mày thức đêm, để cày còn gì. Ừ nhỉ, ừ thì... Hà My ngập ngừng, cô là fan ruột của ca sĩ Sơn Tùng. Nhưng hôm qua là cô bận hẹn hò với người yêu, nên cô quên khuấy. Chưa kể đêm qua cô cả gan, đi vào nhà nghỉ cùng với cả quân. Uống trà đào cam xả không? Ừ, không, trời lạnh thế này, uống trà gừng cho ấm bụng. Vậy đi xuống căng tin mua nhé, tranh thủ giờ ra chơi. Ừ, Linh và Hà My dắt tay nhau đi xuống căng tin, vừa đến cửa, Hà My đã bắt gặp Quân đang ngồi uống nước cùng với đám bạn trong lớp. Nghĩ lại chuyện đêm qua, Hà My đỏ mặt bối rối và bước qua. Em ăn gì chưa? Quân chủ động đến gần và hỏi cô, dường như sau chuyện đêm qua, cô thấy Quân trưởng thành hơn hẳn, ánh nhìn cũng phảng phất điều gì đó trầm lắng hơn. Em ăn bánh mì rồi, mua trà gừng uống cho ấm bụng. Để anh mời hai bạn nhé. Linh đứng bên cạnh nhìn Hà My với ánh mắt ngưỡng mộ. Rời khỏi căng tin, Linh tò mò hỏi. Anh ấy học lớp chuyên lý, có đúng không? Ừ, sao bà biết? Ra lớp chuyên lý thì đẹp trai nổi tiếng, lại còn ga lăng. Anh ấy đang thích bà, có đúng không? Làm gì có chuyện đấy, bà lại thích suy diễn rồi. Đừng có mà giấu, nhìn thoáng qua là tôi hiểu ngay. Ánh mắt chàng tình tứ thế cơ mà, lại còn mua nước cho bạn gái. Đẹp trai ga lăng, Tôi duyệt nha. Bảy tháng sau, một ngày hè bầu trời đổ cơn mưa như chút nước, không gian u ám tới não nề. Giữa nền trời xám xịt, thi thoảng lại xuất hiện một tia sét đánh ngang dọc. Mẹ thiên nhiên dường như đang hơn dỗi điều gì đó, nên nổi cơn thịnh nộ như muốn nhấn chìm vạn vật dưới làn nước trắng xóa. Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt hà mi đẫm lệ, thông tin người yêu lên máy bay cất cánh sang Đài Loan vào ngày mai thật sự khiến cô cảm thấy sốc những tháng ngày qua cô quen với trạng thái có anh ở bên ngày ngày đến trường buổi tối lại lén lút hẹn hò và đi chơi cái thứ cảm xúc mong manh rung động của tuổi học trò thật khó để cô chấp nhận cuộc chia xa này hà mi cô nấu cơm xong rồi cháu xuống ăn trưa nhé dạ cháu không ăn đâu ạ à? cô ăn cơm trước rồi nghỉ đi ấy chết sao đến bữa lại không ăn cơm có hai cô cháu mình thôi cháu phải xuống ăn với cô cho cô vui chứ hôm nay cháu hơi mệt cháu không muốn ăn chiều ngủ dậy nếu mà thấy đói bụng cháu ăn sau à cháu thấy trong người thế nào có chỗ nào không được khỏe cô nấu cháo cho cháu ăn nhé ăn cháo xong uống thuốc cháu mà bỏ bữa thế này bố mẹ cháu lo lắm đấy cháu không bị ốm cháu chỉ thấy hơi mệt thôi cháu không sao đâu cô xuống dưới nhà đi ạ à? Cô Lan miễn cưỡng bỏ xuống dưới nhà. Hà Mi im lặng ngồi một chỗ, bất giác khóe mi lại tuôn trào những giọt lệ nóng hổi. Ánh mắt vô hồn nhìn ra bầu trời âm u xám xịt. Hà Mi đang lờ đánh thì điện thoại rung lên, có tin nhắn của Linh. Chiều nay đi xem phim không? Tranh thủ ghé qua trung tâm thương mại, mua mấy bộ đồ mặc đi biển. Mưa to, tao muốn đi. Tí sĩ lo gì? Hôm nay ấy, tao được ba ba cho khá nhiều ngân lượng chị em mình phải xóa. không có hứng ơ ừ, mày bị làm sao thế không thích xem phim ấy, thì đi ăn linh tinh cũng được mới khám phá ra mấy chỗ ăn ok lắm hôm nay tao hơi mệt tao bảo không có hứng rồi mà ừ, không đi thì thôi nhưng mà này có chuyện gì thế bình thường mày có khó tính như hôm nay đâu đừng nói là bà gì đến chơi nhá tự nhiên không thích đi thôi hỏi nhiều thế hay là giận nhau với anh người yêu đang buồn nẫu hết cả ruột đây có chuyện gì kể cho bạn nghe xem nào trời đã sập đâu dài đẹp cũng còn rất nhiều không phải đau buồn nó già người đi mày thì biết cái gì đổi lại là mày đang tự nhiên tình cảm yêu đương mặn nồng thắm thiết như thế đùng một cái anh ấy bảo đi đài loan mày có chịu được không chán chả muốn nghĩ nếu như đi hà nội hoặc là sài gòn thì còn có thể gặp nhau thường xuyên. Đài Loan đấy. Mày nghĩ đi. Đi là không về được. Có thật không? Anh Quân đi Đài Loan à? Thế anh ấy không đi học đại học à? Không thích học. Người yêu khuyên nhủ chật cả lưỡi. Mà có thay đổi được gì đâu. Tao giận anh ấy mấy ngày hôm nay rồi. Nhắn tin đến, tao không thèm trả lời. Nghe mày kể hình như mẹ anh ấy ở bên Đài Loan có đúng không? hoàn cảnh đáng thương như thế mẹ con họ chia cách bao nhiêu năm đổi lại là mày thì mày tính thế nào mày may mắn hơn anh ấy sống trong gia đình có cả bố và mẹ hạnh phúc biết nhường nào anh quân thiếu vắng tình cảm của mẹ lâu ngày lại ác cảm với mẹ hai mày nên đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của anh ấy để mà thông cảm để mà thấu hiểu như vậy mới là tình yêu đọc tin nhắn của linh hà mi ngỡ ngàng đây là suy nghĩ của một cô gái đang ngấp nghé bước sang tuổi 18 sao? Tại sao hôm nay Linh lại sâu sắc tới như vậy? Thì... Tao quá đáng lắm à? Còn không đúng hay sao? Anh Quân có chí hướng muốn đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Theo lý, mày nên động viên, ủng hộ anh ấy chứ. Lát nữa, tao có nên nhắn tin cho anh ấy không? Phải chứ, nếu như không nhắn lại, bà là người có lỗi. Nhưng mà Mày nghĩ mà xem Lần này anh ấy đi Khác nào chúng tao chia tay Buồn lắm Rõ ràng, tự nhiên Mà chia xa thì ai mà không buồn Nhưng buồn thì có thay đổi được điều gì đâu Chuyện này không phải mình anh Quân quyết định là được Hơn cả là mẹ của anh ấy Đã định hướng từ trước rồi Mày đừng suy nghĩ nhiều Ngày mai anh ấy đi rồi Chuyện sau này không ai nói trước được điều gì Trước mắt đi, mày phải động viên để anh ấy vui vẻ lạc quan mà đi gặp mẹ ruột chứ ừ tao hiểu rồi lát nữa tao nhắn tin cho anh ấy tranh thủ mà ôm ấp đi cho thỏa nỗi nhớ sau này khó gặp lắm đấy ừ mà anh trai của bà lâu rồi có về không hỏi anh trai của tao làm gì định cua anh trai của tao à lại không à hôm rồi thấy anh ấy cập nhập avatar mới trên facebook nhìn bảnh dai <laughs> Đúng là anh trai của Hà My Này Làm mai cho tôi đi Bảo sao hôm nay lại quan tâm đến tôi như thế Thề ra Là có mục đích cả Này Sợ quá Sợ luôn rồi đấy Thôi Linh có ý gì xấu đâu Chỉ muốn quan tâm anh trai của Hà My thôi mà Anh ấy bận học Năm nay năm cuối Nên cũng ít về Quên không hỏi Anh của mày học cái gì Lập trình viên Xịn thế Sang năm tao cũng theo học ngành ấy Sang năm anh tôi ra trường rồi Bà theo học làm gì Chán thế chứ lệ Thì hôm nào anh Long về Mày bảo với tao một câu nhá Tao qua nhà chơi Ngắm anh dai của mày một tí Đúng là đủ mê trai Buổi tối sau khi xem xong phim truyền hình trên VTV Bà Trúc cầm giò đồ skincare Và lặng lẽ đi lên phòng của Hà My Hà My Con đang làm gì thế Mẹ vào trong có được không Dạ vâng mẹ bước vào đi ạ à? Con đang nghịch điện thoại một tí thôi Bà Trúc đẩy cửa bước vào Nhìn thấy gương mặt của Hà My nhạt nhòa Ánh mắt buồn bã Bà tò mò hỏi Con gái của mẹ hôm nay có chuyện gì thế này Thấy cô Lan bảo con không ăn chưa Bị ốm hả à? Dạ không Tại sáng nay con dậy muộn Ăn muộn Nên đến trưa Bụng còn no Con không muốn ăn thêm Hôm nay mẹ không đi trực à mẹ thấy mắt con cũng sưng lên có chuyện gì giấu mẹ có đúng không không có đâu mẹ tại đợt này nghỉ hè rảnh rỗi quá con thức khuya xem phim mắt sưng là do thức khuya đi ạ à? thức đêm ít thôi hại mắt hại sức khỏe không ngủ nghỉ khoa học mẹ tịch thu điện thoại đấy mẹ lúc nào cũng dọa tịch thu điện thoại của con anh long ngày trước chơi game cả đêm mẹ đâu có dọa anh ý nhưng nó là con trai là con gái con không được thức khuya già rẻ nó xấu đi sạm đi nhiều nếp nhăn con ạ à. con gái của mẹ sinh sẵn rồi xấu đi một chút cũng chả sao chơi thêm mấy ngày nữa đăng ký học hè nhá năm sau cuối cấp rồi thế con có nguyện vọng thi vào trường gì chưa vừa mới nghỉ hè mẹ có thể thôi không tạo áp lực cho con được không ạ à? nghĩ đến chuyện học hành con thấy mệt lắm phải định hướng dần dần chứ bố mẹ còn trẻ còn có chỗ đứng Học y hoặc là học dược đi Sau này ra trường Bố mày xin cho vào biên chế Không cần phải lo đầu ra Nhưng con không thích công việc của bố Lúc nào cũng diện trang phục blue Nhìn chán bỏ xử Giờ giấc thì nghiêm ngặt Chỉ cần nghĩ đến thôi Con đã không thích rồi Đắp mặt cho mẹ một lát Dạo này trực đêm Già rẻ xấu quá Bà Trúc nằm xuống giường Chỉ tay vào giò đồ đựng mỹ phẩm Hà My đặt điện thoại xuống kệ trang điểm, loay hoay, đọc từng loại một. Con thấy mặt nạ nhà đam này dùng thích thật, khá lành không bị kích ứng ra. Mẹ mua ở đâu đấy ạ? À? Mấy cô đồng nghiệp của mẹ bán, cứ giới thiệu là dùng thích. Da đang xấu, nghe miêu tả thích quá, nên mua dùng thử. Anh Long đợt này ít về thăm nhà mẹ nhỏ. Chắc là có người yêu rồi cũng nên. Anh Long có người yêu á? Sao con không biết nhỉ? Con trai tuổi nó bây giờ mà chưa biết yêu Mới là bất thường Hình như là quen được con bé học thanh nhạc Ở trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương Xịn thật Cái linh bạn con Đang muốn làm mai anh long cho nó Ôi giời mấy đứa chúng mày Lo mà học hành đi Yêu đường nhằng nhít Coi chừng mẹ đấy Mẹ Đấy là con nói cái linh Con gái của mẹ làm gì có ai yêu Với cả tại anh Long Anh Long anh ấy đẹp dai Bà Trúc nghe như vậy liền phồng mũi, ở cơ quan đi đâu bà cũng tự hào vì được mọi người khen đẻ được hai đứa con, đứa nào cũng xinh xắn và đẹp đẽ. Đêm đã khuya, Hà Mi lén lút đi ra khỏi phòng và ngó nghiêng xuống dưới xem mẹ và cô giúp việc đã ngủ chưa. Diện đồ đẹp, cô bước đi thật khẽ, tránh không phát ra tiếng động và lầm lũi mở cổng bước ra bên ngoài. Cơn mưa lớn của ngày dài đã tạnh hẳn, nhưng nước mưa đang còn động lại. Hà Mi di chuyển từng bước thật khéo để không bị nước vấy bẩn lên quần áo. Đi thêm mấy bước thì nhìn thấy xe máy của quân đứng đợi. Hà Mi bày ra bộ mặt hờn dỗi, cô im lặng không nói gì. Quân đến bên cạnh thì thầm vào tai cô. Anh cứ tưởng em không muốn gặp anh nữa. Mẹ nằm chơi ở bên phòng nên em có đi đâu được đâu. Em phải chờ mẹ ngủ. Em mới lén ra khỏi nhà đấy. Mình đi dạo một lát nhé hà my gật đầu rồi ngồi lên xe của quân cả hai lang thang dưới những con đường ngõ hẻm của thành phố xinh đẹp này mỗi đoạn đường quân đi qua như gợi nhắc lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau hà my không ngăn được cảm xúc của mình nước mắt của cô lăn dài trong vô thức anh quân ngày mai anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm chúng mình sẽ liên lạc thường xuyên em đừng suy nghĩ nhiều có thể liên lạc được thường xuyên nhưng khi đó anh ở với mẹ bận rộn công việc và cuộc sống lại còn tranh lệch về giờ giấc sao có thể như bây giờ được ạ à? anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em mà nhưng em không biết đâu em chưa hết giận đâu thôi mà anh xin lỗi ánh sáng màu vàng nâu hắt hiu quân lái xe chậm rãi trên đường tâm tư của hai trái tim mong manh ấy đang cực kỳ rối bời và hỗn loạn vì cảm giác sắp sửa phải chia xa. Hôm nay mình về nhà anh có được không? Khuya rồi, mình đi dạo một lát rồi về. Mà anh dậy sớm đón xe đến sân bay. Hôm nay em phải về sớm, mẹ em không đi trực. Về muộn mà bị phát hiện, xác định hôm sau em bị phạt. Em sợ lắm, nhưng anh muốn được ở bên em lâu hơn một chút. Qua đêm nay, chúng mình không được ở bên nhau thường xuyên. Anh sẽ rất nhớ em. Quân thì thầm những lời đường mật và không đợi Hà My đồng ý, anh lại lái xe chạy thẳng về căn nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám. Anh Quân, anh chả nghe lời gì cả. Đang còn sớm mà, vào bên trong một lát, sau đó anh đưa em về nhé. Hà My dù giận, nhưng mà cô vẫn bước vào trong sân theo Quân. Căn nhà nhỏ im lìm chìm vào bóng đêm vô tận, với tay bật công tắc đèn, một khoảng không gian gọn gàng sạch sẽ Nhanh chóng hiện lên trước mặt Phòng khách nhỏ hẹp Nhưng lại khá ngăn nắp Giữa phòng kê một chiếc bàn tròn màu trắng Và một chiếc ghế sofa Trên bức tường màu vàng Là những bức tranh sơn thủy trầm mặc Hạ mi lơ đẩy quan sát Lát giàu quần cầm tay cô Dắt vào trong phòng ngủ Cạnh giường là bàn học và kệ sách cao lớn Thấy trên bàn có khung hình đã cũ Hạ mi tò mò ngồi xuống và cầm lên xem đây là bố mẹ của anh có phải không? Ừ, ngày anh còn bé Ngày mẹ anh chưa qua Đài Loan Anh giống mẹ nhỏ Nhưng mà có nhiều nét giống bố hơn Quân ngồi xuống giường và im lặng ngắm nhìn cô Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy bối rối Không muốn nói gì với anh sao? Ngày mai anh đi xa rồi đấy Em chỉ mong anh luôn giữ gìn sức khỏe Gặp lại mẹ chắc là anh vui lắm Nhưng anh không được quên em nào, đến đây với anh." Hà Mi ngồi xuống bên giường, Quân được thề vòng tay ôm trầm lấy người yêu. Anh cúi xuống và cố ý để lại dấu hôn trên cổ của cô. "Anh buông em ra đi, em muốn về." Hà Mi run rẩy, thanh âm mơ hồ không rõ ấy lại càng khiến cho Quân cảm thấy mất kiên nhẫn. Trong phút chốc, anh đẩy cô nằm xuống giường, dùng sức nặng cơ thể của mình để áp đảo cô. Vật đàn ông sau lớp vải quần bắt đầu động đậy và cố ý ghi sát vào người của Hà Mi. Quân đưa tay lên mặt vuốt ve những lọn tóc nhung huyền rồi anh nhanh nhẹn phủ xuống bờ môi của cô. Hà Mi à, cùng anh đêm nay nhé. Khẽ tách chân của cô sang hai bên, Quân ghi sát hạ thân vào vùng cấm địa. Cự Long đang vươn cao đầy kiêu hãnh, mơn man chơi đùa ngoài cửa hang, cố ý chiêu gẹo thật lâu khiến cho cô không thể nào chịu được được nữa đêm đó quân và hà mi đã dính lấy nhau không biết bao nhiêu lần bao nhiêu nỗi nhớ và sự dằn vặt họ đều gửi gắm qua những thăng hoa tình ái hà mi bỏ qua sự sợ hãi khi đêm không về khi ở gần người yêu lý trí của cô hoàn toàn biến mất chỉ muốn được say đắm bên quân một đêm chỉ sợ sau này ngày được ở bên cạnh anh không thể nào tính trước được khi ánh nắng của buổi mai mơn man ẩn hiện nơi chân trời. Hà Mi theo quân ra bến xe để chia tay người yêu. Cả đêm không ngủ, hai mắt của cô sưng húp, gương mặt không che được nỗi buồn sâu thẳm. Xe đến rồi, anh đi nhé. Em ở lại nhớ phải ngoan. Nhớ anh nhắn tin thì phải trả lời. Yêu em nhiều lắm. Em không muốn anh đi. Anh Quân à, em không muốn. Ngoan nào, hứa với anh nhá em phải ngoan đừng khóc nhưng em không muốn xa anh anh đừng bỏ em ở đây một mình có được không qua bên đấy công việc cuộc sống ổn định anh sẽ về nước thăm em đừng buồn nhá sắp đến giờ xe chạy rồi em về đi kẻo mẹ phát hiện đấy hà my đứng đó cho đến khi chiếc xe khách chậm chậm lăn bánh và khuất dần sau cung đường vòng lần đầu tiên yêu một người bằng cả trái tim và sự ngây thơ thuần khiết khoảnh khắc chia xa này hà mi thấy lòng mình quặn thắt trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp nghẹn ngồi thụp dưới gốc cây cổ thụ hà mi ôm mặt và để mặc cho những giọt lệ nóng hồi tùy ý lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp vậy là anh đã rời xa cô thật rồi trở về nhà với gương mặt thất thần hai mắt sưng lên vì khóc vừa mở cổng bước vào nhà hà mi giật mình vì nhìn thấy bà chúc đang ngồi trong phòng khách cô bối rối cất lời mẹ sao mẹ dậy sớm thế ạ à? hà mi con vừa đi đâu về nét mặt của bà chúc không giấu được vẻ tức giận hỏi cô con con vừa chạy ra bến xe một lát tạm biệt cái linh nó về quê nghỉ hè trong lúc sợ hãi hà mi cố gắng vẽ ra một lý do thích hợp nhưng dường như mẹ cô không cảm thấy tin tưởng câu trả lời này tạm biệt cái linh sao hai đứa thân thiết tới mức này sao dạ vâng ở quê ngoại linh ở quảng nam nó đón xe chuyến sớm nhất nên con cũng dậy sớm để đi có thật không bà Trúc lớn giọng khiến trái tim trong ngực hà mi suýt văng ra ngoài cô thật sự lo lắng nếu như mẹ cô biết chuyện đêm qua cô ở bên cạnh quân cả đêm không về nhà thì phải làm sao đây con nói thật Tại sao mẹ không tin con? Cái Linh và con hai đứa thân nhau như chị em ruột. Nhà mình có mình con là con gái, con muốn có thêm chị gái hoặc em gái để tâm sự, nhưng mà có đâu ạ? À? May mắn là con hợp tính với cái Linh. Lần này nó nghỉ hè về quê hẳn một tháng, chị em với nhau phải ra tạm biệt nhau một chút chứ ạ? À? Hà My cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lại lời mẹ một cách rành mạch, dứt khoát. Gương mặt của bà trúc giãn ra có đến năm phần tin tưởng vào câu trả lời của con gái. Vẽ chuyện, nó đi về quê thăm ông bà ngoại, chứ có đi nước ngoài đâu mà sáng sớm, phải lặn lội ra bến xe chia tay. Chúng mày đúng là dở hơi. Thế tại sao tối qua không nhắn tin gọi điện chia tay nhau? Đi về ông bà ngoại thì vẫn liên lạc thường xuyên, chứ có làm sao đâu. Đúng ra thì cũng chả đến mức phải lặn lội ra biến xe, nhưng mà tối qua nói chuyện con mới trượt nhớ. Hôm trước bọn con có order Trên mạng hai chiếc áo phông Áo đôi Còn quên chưa đưa cho nó Sáng nay dậy sớm Vừa tranh thủ để dập thể dục này Vừa là đưa áo cho nó Bảo đợi khi nào về Thì gặp sau Nhưng mà nó có chịu đâu Nhất định đòi con mang ra biến xe Quê ngoại nó gần biển mà mẹ Nó muốn mặc để chụp hình ấy chứ Đúng là các chị Lắm trò Bà chúc lườm con gái Sau đó bĩu môi dậy sớm nên con mệt hôm nay mẹ không đi làm à tối nay mẹ đi trực bây giờ được nghỉ ở nhà ăn sáng xong mẹ qua bên nhà ông bà nội con có muốn đi cùng không để hôm sau được không mẹ bây giờ con buồn ngủ lắm mẹ qua bên đấy trước hẹn đồng hồ chưa dậy sớm qua bên ông bà nội ăn cơm lâu rồi không qua thăm ông bà coi chừng ông bà giận có đưa cháu gái tối ngày chỉ nhốt mình ở trong nhà vâng ạ à, con biết rồi Mẹ cứ qua ông bà nội trước Đến trưa con qua sau ạ à? Hà My nói xong vội vàng bước lên cầu thang Và đi về phòng của mình Cô thở phào nhẹ nhõm Vì khả năng nói dối của mình Không để lộ sơ hở Nằm xuống giường hai mắt của Hà My díu lại Vì mệt mỏi Cảm giác thức trắng đêm Thật sự rất đáng sợ Cơn buồn ngủ bắt đầu ngấm vào từng tế bào thần kinh Cô chỉ muốn ngủ ngay tức khắc Nhưng mà sợ bà Trúc sẽ liên lạc với Linh Để xác minh lời cô nói là thật hay không Hà My vội vàng mở điện thoại và gọi cho Linh Dường như cô nàng đang ngủ nướng Hà My gọi đến lần thứ hai Linh mới ấn nghe máy Có chuyện gì thế Sáng sớm Không để cho người ta ngủ à Tôi bảo này Nếu như thế mẹ tôi nhắn tin Hoặc là gọi điện hỏi cái gì Bà cứ nói sáng nay tôi ra bến xe đưa áo phông cho bà Hai đứa chia tay nhau Để bà về quê ngoại Ở Quảng Nam nhá Bị dở hơi à? Sao tự nhiên lại phải nói thế? Bình tĩnh, phải nghe người ta trình bày chứ. Nói, có chuyện gì? Đêm qua, trốn đi chơi với anh Quân. Sáng nay đưa anh ấy ra bến xe, rồi tao mới về. Vừa về đến nhà, bị mẹ phát hiện, nên phải đành nói dối. Linh ơi là Linh, mày phải cứu tao. Thế là trong vòng một tháng tới, tao không được qua nhà mày chơi à? Thì Tao qua nhà mày Đúng là dại trai Đi cả đêm không về Ghê gớm Thì mày bảo Tao phải làm sao đây Anh ấy sang tận Đài Loan Ai mà nỡ chia xa Cũng muốn về sớm Nhưng mà cứ bị cuốn vào nhau Không nỡ rất xa mà về Thôi được rồi Nghe kể Tao cũng muốn được yêu ai đó nồng nhiệt đây Thôi ngủ đi nhá Tao cũng chợp mắt một chút Buồn ngủ lắm rồi Khóc sừng cả mắt May mà mẹ không truy cứu thêm đấy. Bây giờ gọi người ta dậy rồi, lại bảo người ta ngủ tiếp. Ngủ thế nào được? Thì dậy ăn sáng, tao ngủ đây. Lát trưa tao phải qua nhà ông bà nội. Mẹ tao hẹn rồi. Thế thì chiều qua nhà tao chơi, đi uống trà sữa nhá. Ừ ừ, có cái gì tao alo sau. Những ngày sau đó, tin tức về quân giống như một ẩn số. Hà My cố gắng nhắn tin và liên lạc qua mạng xã hội thì hỏi thăm tình hình của anh nhưng đáp lại sự mong mỏi của cô là sự im lặng đến đáng sợ Hà My không hiểu Quân đã đến Đài Loan gặp mẹ hay chưa hành trình di chuyển có gặp điều gì bất chắc hay không cô thực sự rất tò mò và lo lắng cho người yêu nhưng kể từ lúc chia tay nhau ở bến xe mạng xã hội Quân không còn online nữa gọi điện thoại thì thuê bao không còn liên lạc được Hà My cảm thấy trống vắng và hụt hẫng thực sự. Nỗi tò mò và dai dứt cứ như vậy ngự trị trong tâm trí của cô. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Có những chiều buồn, Hà mi một mình chạy xe lang thang khắp công viên, tất cả những nơi hai người đã đi qua. Một mình lầm lũi, leo bậc thang trên núi, ngồi ghế đá và ngắm cảnh sông thơ mộng. Từng ký ức ở bên người con trai ấy cứ hiện về, chắp nối thành những thước phim quay chậm. Mỗi ngày trôi qua, Hà My cảm thấy nhớ anh đến cùng cực, mối tình đầu thực sự khó quên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa đông năm ấy đến thật nhanh, Hà My xa người yêu cũng nửa năm trời. Thời gian dần trôi, nỗi nhớ anh cũng vơi đi một chút. Hà My đã quen với trạng thái cô đơn này, dường như sau cú sốc ấy, cô nữ sinh lớp 12 càng ngày càng sâu lắng và trưởng thành hơn. Năm cuối cấp, Hà My tập trung để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Hầu như cô không la cà và giao du với bạn bè nào nữa. Cũng bởi vậy nên thành tích học tập đi lên đáng kể. Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, ngày đầu tiên trở lại với trường lớp, vừa bước vào, Linh, cô bạn thân của Hà My, đã bày ra bộ mặt nghiêm trọng. Happy New Year! Năm mới có chuyện gì mà nhìn mặt nguy hiểm thế? Có thể không nguy hiểm được sao? Tôi mới nhận được một nguồn tin suốt dẻo. Hôm nay trường mình có một đoàn giáo sinh thực tập về. Cụ thể là lớp mình có bốn người. Vừa giảng dạy, vừa làm công tác chủ nhiệm. Trong khoảng thời gian là bảy tuần đấy. Lại là giáo sinh thực tập à? Hà My ngồi xuống ghế tựa lưng ra chiếc bàn phía sau. Khẽ vuốt những lọn tóc xoăn mềm mượt. Gương mặt của cô tỏ vẻ suy tư. Cô tiếp tục nói. Năm cuối rồi. Mà còn cho giáo sinh thực tập dạy lớp 12. Nghe sai sai nhỉ. Bởi vì mấy anh chị đấy chưa có kinh nghiệm mà chúng mình đang ở giai đoạn nước rút, cần được giáo viên dạy giỏi và kiến thức chuyên sâu. Thì cũng hay, có giáo sinh thực tập thì vui, có nhiều hoạt động hay ho, thú vị. Nhưng nghe bảo khối 12 được phân công nhóm giáo sinh dạy những môn phụ nên không lo. Học môn phụ vừa được giải trí, vừa được giao lưu với thầy cô, vui quá còn gì. Nhưng linh này, cụ thể là môn gì? Thể dục này giáo dục công dân lịch sử ừ. tao chả thèm quan tâm giờ truy bài cô nga giáo viên chủ nhiệm bước vào theo sau là bốn thầy cô giáo trẻ hai nam hai nữ cô nga đứng trước bục giảng và trịnh trọng lên tiếng cả lớp cả lớp xin giới thiệu với cả lớp trường chúng ta có các thầy cô giáo là giáo sinh của trường đại học sư phạm hà nội về giảng dạy và thực tập lớp mình hân hoan được chào đón bốn thầy cô đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh. Lời cô Nga vừa dứt cả lớp hò reo cổ vũ không ngừng và cúi xuống phía cuối lớp để nhìn ngắm diện mạo của bốn thầy cô. Cô Nga lại tiếp tục. Cô giáo Mai Hương và Thủy Chi sẽ dạy lớp mình môn giáo dục công dân. Thầy Mạnh Kiên và thầy Đức Trung dạy môn thể dục. Các thầy cô sẽ đứng lớp hai bộ môn này thay thế cho giáo viên của lớp mình trong khoảng thời gian là 7 tuần. Đề nghị các bạn có tinh thần học tập tích cực, phối hợp với các thầy cô giáo để phát huy những bài học hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lớp đứng dậy giới thiệu và ra mắt các thầy cô nào. Cô Nga ngồi xuống ghế, Hà Phương lớp trường và Minh Đức lớp phó học tập, Trí Dũng lớp phó văn thể lần lượt đứng dậy giới thiệu họ tên và làm quen với các thầy cô. Trong lúc đó Hà Mi chăm chú quan sát thầy giáo, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn và khá điển trai. Đúng là giáo viên dạy thể dục, nhìn dáng hình cao lớn và rắn giỏi của thầy giáo Hà My bỗng liên tưởng đến người yêu cũ tên Mạnh Quân của cô. Tuần học đầu tiên khi có các thầy cô giáo về thực tập diễn ra khá sôi nổi. Hà My theo dõi thấy các bạn nữ trong lớp càng ngày càng đòm và ăn diện, dường như cố ý tạo sự thu hút với hai thầy dạy thể dục. Mấy bạn trai trong lớp cũng tương tự, nhất là mấy đứa ngổ ngáo nghịch ngợm, luôn tìm cách bắt chuyện và chiêu các cô giáo dạy môn giáo dục công dân. Hôm ấy lớp của Hà My có tiết thể dục cuối buổi. Giữa trưa nắng, cả lớp hơn 30 người rồng rắn chạy khởi động trong vòng sân. Bữa sáng ăn qua loa, vừa chạy được mấy bước, Hà My thấy mặt mũi tối sầm, bụng dưới đau quần quại. Cô không thể nào chạy tiếp được nữa, ngồi xuống đất ôm lấy bụng mình. Thầy Kiên thấy như vậy, liền đến bên và quan tâm cô. Em không được khỏe sao? Ngồi nghỉ một lát nào. Hà My vâng dạ cảm ơn thầy và đi về phía gốc cây cổ thụ kiên nhẫn ngồi dưới ghế đá chờ hết giờ để ra về. Trời nắng Hà My nhìn gì cũng cảm thấy hoa mắt. Lát sau cô thấy quần mình ướt đẫm. Hà My hoang mang khi phát hiện mình tới ngày rụng dâu mà lại chưa kịp chuẩn bị gì. Trưa nắng thầy Kiên cho lớp nghỉ sớm thấy Hà My cứ ngồi lì không chịu đứng dậy đi về. Kiên tò mò. Em thấy trong người thế nào? Tại sao không chuẩn bị để về nhà? dạ em mệt quá đúng không? thế nhà em có gần đây không? dạ cũng gần thầy ạ à, khoảng hơn một km. thế thì em về. trưa nắng thế này mệt lắm đấy. dạ vâng thầy cứ về trước đi ạ. À? còn ngồi đây để chờ bạn trai sao? À, dạ không em em không có bạn trai chỉ là chỉ là làm sao nói thử thầy có thể giúp được gì thì thầy giúp ừ, thầy cứ về trước đi Em không sao đâu Em về ngay bây giờ đi ạ à? Nhìn mặt mũi của em nhạt nhòa xanh sao Chắc là đang khó chịu ở đâu có đúng không nào Các bạn về hết rồi Nhưng em... Không phải ngại Có cái gì Nói với thầy, thầy giúp ngay Em... Em đến chu kỳ con gái Thầy cứ về trước đi ạ à? <laughs> Bị dao quần có đúng không ừ, Thôi, thầy đi về đi Em xấu hổ lắm Mặc áo của thầy vào Thầy đưa em về Không cần đâu ạ à. Chờ mọi người về hết Em sẽ về Ngốc à Chuyện này là chuyện bình thường Có cái gì ghê gớm đâu mà sợ hãi Em mặc áo của thầy đi Không ai nhìn thấy đâu Về nhà tắm rửa cho thoải mái Mà có đi xe không Hay thầy đưa em về Sự dịu dàng quan tâm của Kiên Lại khiến cho Hà My cảm thấy ấm áp với khó hiểu Cô bối rối Dạ Em cảm ơn thầy Em có đi xe rồi Thầy về trước đi, à? em tự về được." Sợ Hà Mi ngại nên Kiên lại dặn dò mấy câu rồi quay người bỏ đi trước. Khoác chiếc áo rộng của Kiên, Hà Mi nhanh chóng đi về lớp lấy đồ và trở về nhà. Biểu cảm gương mặt giọng nói ánh nhìn chiều mến cùng với cách quan tâm của Kiên khiến cho cô suy nghĩ thực sự. Mấy ngày sau Hà Mi tìm hiểu và biết được khu trọ mà Kiên đang sinh sống, đó là một dãy nhà tập thể cách trường học của cô khoảng 500 mét. Mỗi ngày đến lớp thi thoảng Hà My nhìn trộm thì phát hiện rằng thầy Kiên cũng đang nhìn mình chăm chú. Mỗi khoảnh khắc như vậy, cô thấy trái tim của mình đập rộn ràng, một cảm giác rất khó tả mà lâu lắm rồi Hà My chưa cảm nhận được. Những biểu hiện đó có phải là thích một người khác giới hay không? Rồi không hiểu từ khi nào Hà My mong ngóng được đến lớp, muốn thời gian học kéo dài hơn để mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm được thầy cô thực sự bị cuốn hút bởi dáng vẻ thư sinh của thầy giáo kiên cuối tuần đoàn trường tổ chức giao lưu bóng rổ giữa các lớp và các thầy cô giáo trong trường bình thường những hoạt động thể thao ngoại khóa như vậy hạ mi không thích và không bao giờ quan tâm nhưng lần này biết rằng có thầy kiên tham dự những giải đấu giao lưu nên cô có mặt ở sân vận động từ rất sớm cô ý ăn diện và make up thật xinh để gây chú ý với thầy buổi tối hôm đó lớp hà my thắng giải bóng rổ nên cả nhóm rủ nhau đi ăn liên hoan trong đó có cả mấy thầy cô thực tập hà my về nhà sửa soạn thật kỹ háo hức được đi liên hoan với lớp nên bây giờ cô đã rời khỏi nhà tay xách một túi đồ bên trong là chiếc áo sơ mi mới mua hà my hồi hộp bước vào quán ăn hà my lại đây vừa nhìn thấy hà my linh cũng lớn giọng đưa tay ra vẫy vẫy cứ tưởng là đến sớm lắm rồi Hóa ra mọi người lại còn đến sớm hơn Vừa nói Hà My vừa liếc nhìn về phía đối diện Thầy Kiên diện chiếc áo sơ mi trắng Gương mặt điển trai ấy Cũng đang chăm chú nhìn về phía cô Hà My bối rối cục mi mắt Và ngồi xuống bên cạnh Linh Ăn xong lát nữa còn đi hát Hôm nay cuối tuần Chúng ta xóa tươi bến luôn Đi hát á Lâu lắm rồi Lớp mình chưa đi hát nhở thì nhân dịp có các thầy cô về thực tập Nên tổ chức đi luôn Mấy thằng Đạt Long Hoàng Nó chi hết rồi Mình chỉ việc xóa thôi Bọn nó giàu thế Toàn con nhà giám đốc thì trả giàu à Ăn nhiều vào Mà này Mày mang cái gì đấy Nhìn túi đồ trong tay của Hà My Linh vô cùng tò mò À Đồ nam à Bà mua đồ nam làm gì Mua tặng cho ai à À không Làm gì có tặng cho ai đâu lại còn chối Không tặng Thế chả nhẽ bà mua áo con trai để mặc à Tôi Tôi mua áo tặng thầy Kiên Nghe xong câu này Linh tròn mắt Hà mi sợ Linh nói năng tùy hứng Nên kịp thời ra hiệu cho bạn giữ im lặng Để yên Nghe tôi kể hết câu chuyện đã nào Là như thế nào kể đi Làm người ta tò mò chết đi được Thì hôm trước học thể dục Đúng lúc bị rụng dâu Bị ra quần Thầy Kiên cho mượn áo mặc để che cái áo ấy Tao giặt sạch rồi Nhưng mà nó dính bẩn Ngại quá, có dám đem trả đâu Nhìn kiểu dáng mẫu mã Đây, mua cái này gần giống như vậy Để trả cho thầy Câu chuyện đơn giản chỉ có thế thôi Đơn giản á à? Mày nói nghe đơn giản nhỉ Nhưng cái áo sơ mi này Không bao giờ có giá dưới 500 nghìn Đấy Thế thì chắc chắn Là bà mua tặng Chứ làm gì có cái chuyện thôi 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 chỉ muốn trả áo cho thầy có cái gì đâu mà sai nói xem có phải là mày thích thầy kiên hay không bị hâm à chuyện này không đùa đâu chỉ là gửi lại cái áo thôi mày đang suy diễn linh tinh cái gì thế tao không thể tin được lý do của mày nói chung yêu thầy cũng được dù sao mình cũng sắp sửa tốt nghiệp thầy ý cũng sắp ra trường yêu nhau là vừa đẹp nhưng người ta ở nơi khác đến biết thế nào mà yêu Chết cha Nói như vậy Là biết thích thật rồi này Thôi không đùa với mày đâu Đừng có suy diễn linh tinh Lúc này tại phòng hát karaoke Nhóm thanh niên lớp Hà My ai nấy đều phấn khích Lắc lư theo giai điệu của dòng nhạc Vina Hau Hà My ngồi một chỗ và quan sát Bởi vì cô cảm thấy chóng mặt Đặt sau thầy Kiên cầm mic Và thể hiện ca khúc Tân dòng sông ly biệt Khi giọng hát của thầy cất lên Hà My ngỡ ngàng thực sự không ngờ thầy lại sở hữu giọng hát ngọt ngào và dễ nghe như vậy cô ngồi thần mặt và chăm chú nhìn thầy giống như người bị lấy mất hồn vía bài hát kết thúc thầy kiên chủ động ngồi gần bên hà mi gương mặt đỏ hồng bởi bia rượu kiên nhẹ nhàng hỏi hà mi em có biết hát không dạ em không thầy hát hay quá hôm nay thầy uống một chút rượu nên nổi hứng hát một bài em không chê là được rồi Dạ không đâu thầy, em không chê đâu. Thầy hát hay lắm ạ. À? Vậy lát nữa thầy đưa em về nhé." Nghe lời đề nghị này, Hà My thấy trống ngực đập rộn ràng, cô đáp nhỏ: "Thầy say rượu rồi, nên về nghỉ sớm. Em có xe, em tự về được ạ. À? Trời tối thế này con gái đi đường ngoài nguy hiểm lắm, để thầy đưa em về." Hà My định đưa túi đồ cho thầy nhưng nghĩ lại, lát nữa cô có dịp đi riêng cùng thầy, khi đó cô gửi sau cũng được. Dạ vâng, nếu thầy không phiền thì lát nữa đi cùng em một đoạn. Ok. 11 giờ khuya, nhóm lớp rời khỏi karaoke Hoàng Gia. Ai về nhà người nấy, Hà Mi đi trước, Từ phía sau Kiên lặng lẽ bám theo. Khi đến góc phố gần nhà, cô chủ động dừng xe lại. Kiên tò mò hỏi. Nhà em ở đây sao? À, dạ không, nhà em còn một đoạn nữa mới tới. Thế tại sao lại dừng xe ở đây? dạ thầy cho em gửi lại cây áo em cảm ơn thầy áo á áo gì dạ áo thầy cho em mượn hôm trước thầy quên rồi ạ à? à anh nhớ rồi chỉ là cái áo thôi mà em giữ lại dùng cũng được ơ ừ, nhưng thầy anh chỉ hơn em có mấy tuổi gọi anh là anh nhé trên lớp thì xưng hô thầy giáo nhưng mà những lúc bình thường thế này mình xưng hô anh em Em không sao, anh có nhiều quần áo, nếu em không dùng thì cứ để đấy cũng được. Dạ không, chiếc áo này em muốn tặng thầy. Vẫn là thầy sao? Ờ anh anh nhận cho em vui. Làm thế này anh thực sự rất ngại. Chỉ là một chiếc áo thôi, em lại khách sáo quá rồi. Em cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm trước. Em về đây à? Hà Mi rất khoát đặt túi đồ vào tay của Kiên và nhanh chóng chạy xe đi trước. Trái tim trong ngực hồi hộp tới mức khó hiểu. Chả nhẽ, cô đã thích thầy Kiên, thật rồi sao? Cả đêm hôm đó, Hà My trằn trọc thao thức, không sao vào ngủ được. Nghĩ đến giọng hát du dương của Kiên, ánh mắt quan tâm và thái độ mỗi khi tiếp xúc gần với anh. Trái tim của nữ sinh lớp 12 ấy thật sự bị lay động. Loại hoài chờ mình từ bên này sang bên kia Giấc ngủ vẫn lì lợm không chịu tìm đến Hà Mi mở điện thoại lướt web, vừa đọc mấy bản tin vu vơ thì có tin nhắn của Mạnh Kiên. Anh cảm ơn em vì chiếc áo. Em chưa ngủ sao? Dạ, thầy cũng chưa ngủ à? Lại thầy rồi. Hôm nay anh hơi khó ngủ. Em có muốn biết lý do không? Em, em không biết. Bởi vì anh nghĩ về em. Đọc tin nhắn xong Hà Mi thấy hai má nóng gian. Câu nói của Kiên gây hoang mang cho cô. Tại sao lại nghĩ về em? Cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm. Ngày mai còn đến trường. Anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn. Hà My này, em có biết không? Em sở hữu một đôi mắt biết nói và một nụ cười thật đẹp. Em thực sự không biết mình sở hữu vẻ đẹp này cho đến khi anh nhận xét đi ạ. À? Chiều mai em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước với cả cũng muốn được đi lang thang ở thành phố này nhiều hơn. Anh là người tình khác đến, nên cảm thấy rất tò mò. Vậy là muốn em làm hướng dẫn viên sao ạ? À? Ừ, đúng rồi. Nếu như được cô hướng dẫn viên xinh đẹp là em, đưa đi tham quan, thì anh sẽ rất thích. Dạ vâng, chiều mai cũng không có lịch học gì. Anh muốn đi chơi ở đâu? Cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, có đồi thông rất đẹp. Chiều mai mình đi nhé. Ừ, vậy thì chiều mai chúng ta đến đó. Anh sẽ chụp hình cho em Dạ Thế bây giờ mình đi ngủ nhé Ừ, chúc em ngủ ngon Điện thoại tắt lịm Nhưng nghĩ đến cuộc hẹn chiều mai Càng khiến cho tâm tư của Hà My trở nên xáo trộn Cảm giác hẹn hò với một người khác giới Thật sự hồi hộp đến khó tả Cứ miền màn với những suy nghĩ không tên Hà My chìm vào giấc ngủ Lúc nào không hay 6 giờ 30 sáng Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cho cô giật mình cô đưa tay tìm kiếm điện thoại và tắt đi cái thứ âm thanh ồn ào đó màn hình điện thoại báo hai tin nhắn mới hà my tò mò mở ra xem ngày mới vui vẻ nhé hẹn gặp em ở trường hà my mỉm cười trong vô thức cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh loay hoay đứng trước gương và ngắm nhìn mình thật kỹ dường như từ ngày kiên xuất hiện hà my bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn ngồi ở bàn thứ ba thì thoảng hà mi lén nhìn suối cuối dãy lớp thì phát hiện hôm nay kiên mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua cô đã tặng thật không ngờ anh mặc vừa in dáng vẻ thư sinh điển trai lại càng khiến cô trở nên thích thú thầy hà mi lơ đễnh linh ngồi kế bên thì thầm này mày đừng nói với tao là mày với thầy kiên có tình ý gì với nhau nhá lại bắt đầu suy diễn linh tinh tình ý cái gì được Bà nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Hôm nay thầy Kiên mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua bà mua tặng. Có đúng không? Thì đồ tôi gửi tặng thầy chỉ là một cái áo. Tùy hứng mặt tôi mà. Có cái gì đâu. Tôi để ý thì phát hiện. Từ lúc vào giờ truy bài tới giờ, bà cứ chăm chú nhìn xuống cuối lớp. Như vậy là đang ngắm nhìn chàng. Có đúng không? Xem lại bài vở đi. Ừ, suy diễn linh tinh. Tôi với bà chị em thân với nhau còn hơn cả chữ thân. Có cái gì mà phải giấu? Tâm sự với bạn xem nào. Biết đâu có khúc mắc gì, bạn lại tháo gỡ cho. Thật sự là không có gì đâu. Cứng miệng là như vậy. Nhưng mà nỗi háo hức khi đi hẹn hò với Kiên vào buổi chiều lại khiến cho Hà My không nhịn được mà bột miệng nói thêm. Thực ra tôi với thầy Kiên có nói chuyện với nhau vài lần. Chiều nay thầy ý mời tôi đi uống nước. Linh nghe như vậy vỗ tay xuống đùi đen đét Rồi làm ra bộ mặt nguy hiểm Đấy đấy thấy chưa Đoán không sai mà Thế tại sao thầy chỉ mời bà Mà lại không mời nhóm con gái lớp mình Khẽ khẽ cái mồm thôi Có thể là thầy thích tôi thật Nhưng lại chưa nói ra Thích nhỉ Thế chiều nay đi uống nước với thầy Về nhớ phải kể cho người ta nghe đấy Ừ thôi không nói chuyện nữa Tập trung mà học đi Cả buổi học đó tâm hồn của Hà My cứ lơ lửng Treo ngược cành cây Cô thực sự không để tâm vào lời thầy cô giảng chút nào. Tâm trí của cô chỉ mãi nghĩ xem chiều nay đi chơi mặc gì, make up như thế nào để chụp ảnh cho đẹp. Đầu giờ chiều Hà My nhìn ngắm mình trong gương, tỉ mỉ kẻ mắt, trang điểm thật xinh, diện chiếc váy đuôi cá màu trắng, đi đôi bốt cùng màu, mái tóc dài ngang lưng, thả buông mượt mà. Hà My đeo túi sách bước ra cổng, chờ đợi Kiên tới đón. Chưa đầy 5 phút sau, xe máy của Kiên xuất hiện, Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, Kiên mặc chiếc áo sơ mi màu be kết hợp với quần jean sáng màu, chân đi giày cá tính, dáng vẻ điển trai ấy lại càng khiến cho Hà Mi Xào xuyến thực sự. "Mình đi uống nước hay là lên đồi thông luôn hả anh? Mình mua nước lên đó uống nhé. Anh nghĩ đến đó ngồi ngắm cảnh sẽ thích hơn." "Dạ vâng. Em về chỉ đường cho anh nhé. Mà em thích uống nước gì? Trà sữa nhé. Mua trà sữa bánh ngọt lên đó ngồi ăn có được không?" Thế anh có thích uống trà sữa không? Anh uống trà chanh cũng được. Vậy thì mình ghé vào, mua nước. Đi 15 km, cũng xa đây ngả. Không sao bây giờ còn sớm, với cả thời tiết không nắng, nên không có gì phải sợ. Trên đường một chiều, Kiên chăm chú chạy xe, theo hướng dẫn của Hà My. Nghe chất giọng ngọt ngào của cô, Kiên tấm tắc khen ngợi. Giọng nói của em dễ thương thật, muốn được nghe em nói mỗi ngày. Em thấy giọng của em bình thường, anh lại quá khen rồi ai thấy bình thường thì anh không biết nhưng mà với anh ấy, em là người con gái sở hữu giọng nói dễ thương nhất trên cuộc đời này những lời ông bướm tán tỉnh của kiên khiến cho hà my thực sự thích thú so với cách tán tỉnh của quân người yêu cũ trước đây của cô thì kiên khéo léo hơn rất nhiều đi bên kiên từng lời anh ấy nói ra đều khiến hà my mỉm cười không sao dừng được đã từ lâu lắm rồi cô mới có cảm giác rung động và tò mò về người khác giới như vậy. Cả hai cứ luyên thuyên trò chuyện, đồi thông chẳng mấy chốc đã xuất hiện trước mặt. Gửi xe và mua vé, Kiên dắt tay Hà My tung tăng đi dạo trên đồi. Nơi này là khu du lịch, hôm nay thời tiết đẹp nên có khá nhiều người đến tham quan. Xa xa thì thoảng có mấy ekip chụp hình đang chụp hình cưới cho các cặp đôi. Lựa tùy ý một bãi cỏ trống dưới gốc thông cao lớn. Hà My và Kiên Thư Thái ngồi uống nước và trò chuyện. Quê của em đẹp thật Cảnh vật yên bình Không khí lại trong lành nữa Còn quê anh thì sao Quê anh có thắng cảnh nào nổi tiếng không Không có Quê anh chả có gì đặc biệt Nhưng ở gần thủ đô Thi thoảng đi chơi Ngắm hoa Thì đến bãi đá sông Hồng Hoặc là đến cầu Long Biên Ngắm hoàng hôn cũng rất đẹp Em có muốn chụp hình không Anh chụp cho em nhé Dạ có Thực ra đây cũng lần đầu tiên Em đến đổi thông Nghe người ta kể nhiều nhưng lại chưa bao giờ tới. Anh dù đi nên có động lực chứ gì? Dạ vâng ạ. À. Nào, em đứng sát vào đây. Đúng rồi, tạo dáng một chút, anh chụp ảnh cho nhé. Hà Mi say sưa tạo dáng, Kiên chụp không ngừng nghỉ, nhìn cô nàng đáng yêu thực sự, dáng vẻ ngây thơ của cô nữ sinh trung học phổ thông ấy lại khiến cho Kiên bỗng nảy sinh lòng tham, Kiên muốn được quan tâm Hà Mi nhiều, nhiều hơn nữa. Hà My lúc này bị vấp chân vào một viên sỏi, ẩn mình dưới đám cỏ rậm rạp, đất đồi không bằng phẳng. Cô trao đảo và ngã xuống, mật đà nên cả cơ thể của cô lăn một vòng. Khiên Hoàng sợ trong lúc đó, anh bối rối chạy theo sườn dốc để cố gắng giữ lấy cô. Chiếc váy màu trắng của cô bị rách mấy chỗ, chân tay cũng bị xước. Ánh mắt của Hà My lo sợ, gương mặt không giấu được nét hoang mang. Em không sao đấy chứ? Dạ em không sao ạ. Kiên dịu dàng đỡ cô ngồi dậy Ngồi dưới thung lũng vắng vẻ Kiên mạnh dạn cầm lấy tay của cô Em làm anh lo lắng quá Cũng may là không bị làm sao Anh xin lỗi Hà mi bối rối thu tay về Nhưng mà Kiên giữ chặt Ánh nhìn có phần chiều mến hơn Biểu cảm đó khiến chống ngực của cô đập loạn xạ Là Là do em bất cẩn Không phải lỗi của anh Em có biết Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em rất giống một chú mèo con không? Thật ạ? À? Ừ, nhìn dễ thương, khiến người khác lo lắng và muốn bao bọc cho em. Hà Mi đỏ mặt cúi đầu, bàn tay của Kiên mạnh dạn hơn nữa. Anh vòng tay ra phía sau và ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của cô. Già thịt nữ sinh mới lớn thực sự khiến cho Kiên mất kiên nhẫn. Trong tâm trí, ham muốn đàn ông của anh bắt đầu len lỏi và dậm dịch phát tín hiệu xuống khu vực nhạy cảm. Mình đi lên đồi đi anh Ở dưới này vắng vẻ quá Hà My vừa nói xong câu đó Lập tức bị kiên đè xuống bãi cỏ Cô giật mình hoảng hốt Anh... anh định làm gì? Hà My Anh nghĩ rằng Anh đã thích em rồi Hà My có dãy chống trả Nhưng thật là cảm giác ở gần người khác giới Trong cự ly mờ ám thế này Lại khiến cho cô cảm thấy tò mò Đã từ lâu lắm rồi Cô chưa ở gần ai đó giống như kiên hiện tại nhu cầu sinh lý cũng theo đó mà hiện hữu trong tâm trí của cô anh kiên anh đừng làm thế này anh buông em ra đi em đang còn là học sinh mà em đẹp lắm thật sự rất đẹp vừa nói kiên vừa cúi xuống và hôn lên cổ lên gáy của cô hơi thở nóng ấm cùng với những cái chạm tay gắt gao khiến cho hàm hy run rẩy đầu hàng anh đừng làm như thế mà đôi đồng tử đỏ ngầu kiên thực sự không kiềm chế được bản năng của mình những ngón tay mơn man bên ngoài váy áo của cô bất thình lình kiên đánh bạo đưa tay xuống dưới và thám hiểm vùng cấm địa cho anh nhé anh thật sự không chịu được đâu anh không thể nào dừng kiềm chế khi ở cạnh em được ánh mắt thả mi mơ màng cô giả vờ chống cự nhưng thực tế cơ thể của cô đã sớm đầu hàng trước những động tác kích thích mà Kiên đem tới. Anh đừng làm như thế, em sợ. Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Giữa thùng lũng bào là, có trời mới biết được ở chân núi kia có hai cơ thể khát khao dục tình đang dính lấy nhau tới mức không thể nào tách rời. Bất thình lình, Kiên dùng sức và ấn ngập sâu vào bên trong hang động ẩm ướt của cô, nơi đó không chút cản trở. Hà mi bật lên tiếng rên rỉ, nghe cực kỳ kích thích. Trời về chiều những cơn gió lạnh man mát Khiến mái tóc của cô tung bay Nắm chặt tay kiên Cả hai người dìu dắt nhau qua những thung lũng Để trở về nhà Sau màn mưa ái ân đó Khoảng cách của hai người giờ đây đã được thu hẹp Ánh mắt của Hà Mi bối rối Gương mặt cũng trở nên ngượng ngùng Kiên thì ngược lại Danh giới đầu tiên anh đã chinh phục được Anh vòng tay vào ôm lấy Hà Mi Giống như một đôi tình nhân thực thụ Cảm giác thăng hoa khi nãy đang còn vấn vương đâu đó. Khoe môi của Kiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Kiên thầm nghĩ, cảnh vật nơi này thật đẹp, thời tiết ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời. Buổi tối, Hà My đang học bài, điện thoại trên bàn cô run lên, cô vội vàng mở máy và xem tin nhắn. Bởi vì cô nghĩ, người gửi tin nhắn lúc này rất có thể là Kiên. Và quả đúng như vậy. Em đang làm gì thế? em đang học bài hôm nay anh có phải soạn bài không giáo án của anh đơn giản anh soạn một chút là xong em đã uống thuốc chưa xin lỗi tại em đẹp quá khi ở bên em anh không có cách nào ngăn chặn được ham muốn nên anh mới lỡ cho vào trong như vậy em uống rồi nhưng lần sau anh đừng như vậy nhé nhưng mà anh muốn có lần sau nữa hà mi đỏ mặt mới sau một ngày mà cách nói chuyện của hai người lại trở nên nhạy cảm quá mức. Cô bối rối không biết phải soạn tin nhắn đáp lại Kiên ra sao. Im lặng một lát, Kiên lại nhắn thêm. Lúc em trượt chân và ngã xuống sườn dốc, bây giờ có thấy người bị đau ở chỗ nào không? Em không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi nhức mỏi một chút. Tất cả là tại anh, anh đúng là có lỗi. Anh nghỉ sớm đi, mai mình gặp nhau ở trường. Em tranh thủ học bài một lát nhé. Ừ, ngủ sớm đi. Anh yêu em. Nhìn những câu gửi mà Kiên gửi cho cô, Hà My cảm thấy hai má nóng gian, trái tim đập rộn ràng, tới khó hiểu. Cô và anh thực sự đã tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm này rồi sao? Buổi sáng thấy Hà My từ trên phòng đi xuống, ngồi ở phòng khách, bà Trúc vội vàng cất lời. Ăn sáng rồi đi học con. Sáng nay có món gì thế mẹ? Bánh mì sốt vang, à, cô ra nấu thơm nước ra, Thế mà lại không ngửi thấy cái gì à? Ngon quá à? Thế thì con ăn sáng, rồi con đi học. Dạo này có bạn trai rồi sao? Sao mẹ lại hỏi con thế ạ? À? Thấy make up mỗi ngày, còn kẻ mắt tỉ mỉ, không ngẫu nhiên mà làm đòm như thế. Mẹ nói có đúng không nào? Con lớn rồi, sắp sửa tốt nghiệp đến nơi, make up một tí, có cái gì đâu ạ? À? Hôm nào dạy mẹ kẻ mắt nhá, mẹ lại chả biết kẻ. Ư vẽ linh tình nhìn mặt như dở hơi, Mẹ mở mạng lên mà xem Người ta dạy make up từ A tới Z Con biết kẻ mắt Nhưng con không dạy mẹ được Bởi vì tay mẹ run run Khó hướng dẫn lắm Cuối tuần mẹ có lương Hai mẹ con mình đi xem quần áo nhá Con muốn mua sắm cái gì mẹ mua cho Thật à mẹ Mẹ mua đồ cho con á Chỉ được thế là nhanh Nhưng mà học hành phải cho tốt vào Phấn đấu vào trường top 1 Cho bố mẹ nở mày nở mắt Vâng con biết thiên hào kiểu gì cũng có câu này Học tài thi phận mà mẹ Có ai dám chắc được đâu ạ à? Đang ăn sáng ngon miệng Nghe mẹ nhắc chuyện thi cử Hà My cảm thấy mất hứng Cô định bỏ giờ và đứng dậy Nhưng bà Trúc lại la lên Ngồi xuống ăn nốt đi Đừng có lãng phí đồ ăn Nhưng con no rồi Con chả muốn ăn nữa Cứ nhắc đến học hành thi cử Là mày lại bày ra cái gương mặt đấy Nhìn ghét lắm con ạ à. Học thế nào thì học Điểm thấp Thì bố mày mắng đầu tiên Mẹ không nói nhiều đâu con xin mẹ đấy, Vừa mới sáng sớm Mẹ làm con mất hết cả hứng rồi À nốt bữa sáng đi Rồi đi học Mẹ cũng chuẩn bị đi làm đây Ôi, Dạo này bận rộn kinh khủng Mua cái thẻ tập gym Mà cả tháng này đã đi được buổi nào đâu Tại trường trung học phổ thông Hà My vừa dựng xe vào lán Tay đang tháo mũ bảo hiểm Thì phía sau có một nhóm năm bạn nữ Với gương mặt không mấy thiện cảm Đi đến gần cô Hà My không quan tâm đến biểu hiện của mấy người đó bởi vì nghĩ chả có chuyện gì liên quan đến mình. Nhưng mà cô vừa đi được hai bước thì bị một người phía sau giật tóc kéo lại. Chúng mày bị điên à? Tại sao chúng mày đụng vào tóc của tao? Nhìn kỹ lại một bạn nữ nhuộm tóc màu hồng đeo khuyên mũi, một bạn tóc màu xanh rêu, tay đeo ba khuyên tai. Ba lại còn lại, nhuộm tóc màu trắng, là một nhóm học sinh cá biệt. Hà My không hiểu mình đắc tội gì với nhóm này mày vừa bảo ai điên mày buông tao ra hà my bị giật tóc nên giận dữ đám đông nhanh chóng đổ dồn về phía hà my và nhóm học sinh cá biệt để xem kịch hay hôm qua bọn tao tận mắt chứng kiến thấy mày đi cùng với thầy kiên dạy thể dục nói đi mày thích thầy kiên có phải không việc này liên quan gì đến chúng mày tại sao lại không liên quan thầy kiên phải là của tao mày biết điều thì tránh xa thầy ấy càng xa càng tốt bằng không ấy, mày đừng có trách bọn này không nương tay đám học sinh hiếu kỳ không ngừng chỉ trò và bàn tán đúng lúc này thì từ phía xa linh bạn thân của hà my lăm lăm chạy đến linh phẫn nộ khi thấy cô bạn của mình đang bị nhóm học sinh cá biệt xử đẹp vốn học võ từ bé linh lao thẳng về phía trước vùng cánh tay và đánh mạnh vào hai kẻ đang giật tóc khống chế hà my mẹ kiếp cái bọn mất dậy này chúng mày có coi nơi này là trường học hay không hả Cả đám lại bắt nạt một đứa con gái Không tính nhục à Đứa con gái nhuộm tóc màu hồng Đeo khuyên mũi Trợn mắt nhìn Linh Sau đó lớn giọng Không phải là việc của mày Đây là chuyện của tao và nó Không phận sự thì biến Đừng để chị mày phải cáu Chuyện của nó cũng là chuyện của tao Chúng mày không giải tán nhanh Đừng có trách tao không niệm tình Vừa nói Linh vừa dơ hai nắm đấm lên trước mặt Ánh mắt cương nghị thần thủ sẵn sàng bắt đầu vào cuộc chiến. Hừ, tình vi, học được mấy miếng võ mà thích lên giọng dạy đời. Cùng lúc này ở phía xa vọng đến giọng nói của thầy Tổng phụ trách. Đến giờ vào lớp rồi, giải tán. Mấy cô mấy cậu này thích đi học hay là thích đi đánh nhau? Nghe giọng nói đầy uy lực đó, cả nhóm học sinh cá biệt khép nép cúi mặt đi về phía văn phòng đoàn. Mái tóc của Hà Mì rối bời, gương mặt make-up tỉ mì Bây giờ đã bị lem mờ Bà làm gì Mà để cho bọn nó bắt nạt thế hả à? Tôi có làm gì đâu Vừa dựng xe xuống Lại bị mấy con điền đến đây Tốm tóc, lôi ngực, đầu vãi ra Mấy cái con dở hơi này đúng là ngông cuồng Nhìn mặt đã chả có cảm tình Nhưng mà không phải ngẫu nhiên Mà bọn nó dở trò Có phải bà làm gì đấy Hoặc là vô tình làm gì Khiến cho bọn nó chướng mắt hay không Hình như trong nhóm đấy có đứa thích thầy Kiên Nhưng mà chuyện đấy thì sao Nó biết bà thích thầy Kiên à Nó bảo chiều qua Thầy tao đi cùng với thầy Kiên Nên bọn nó đến đây dằn mặt tao Đúng là cái bọn điền Phải dạy cho bọn nó một bài học mới được Thôi Linh Đừng làm mọi chuyện phức tạp Hôm nay nó làm ẩm mỹ khắp cả trường rồi đấy Đúng là cay Mấy con rành láo tết ngổ ngáo Gặp con Linh này thì xác định Thôi tao xin mày mà này, bạn bè với nhau thì phải bênh vực bảo vệ nhau. Bây giờ vào trong đấy làm bàn tường trình đi. Dù sao mình cũng không làm gì sai. Có cái gì mà phải sợ. Để xem mấy con danh đấy, kỳ này tốt nghiệp có được không? Nhìn cái mặt kìa, ghét thật sự. Bước vào văn phòng đoàn, nhóm học sinh cá biệt đang cặm cùi ngồi viết bản tường trình. Thầy Tổng phụ trách đứng bên, thao thao bất tuyệt. Đây là lần thứ bao nhiêu các chị phải viết bản tường trình rồi hả? Có muốn ra trường với cái học bạ đánh giá, hạnh kiểm yếu kém hay không? Đây là trường học, không phải là cái chợ. Dăm ba hôm các chị lại đàn đúm gây sự. Nhìn nhìn cái gì viết nhanh đi. Ngày mai mời phụ huynh lên đây. Thầy, chúng em biết lỗi rồi mà. Thầy tha cho chúng em. Đám người đó khi nãy ngủ ngáo, nghe thầy tổng phụ trách mắng phạt, dọa gọi phụ huynh, thì tự nhiên lại sợ hãi, co rúm người lại biết sai thì phải sửa ngay đằng này tôi thấy các chị không hề biết lỗi lầm của mình nằm ở đâu lần nào viết bản kiểm điểm xong cũng hứa sửa đổi thế rồi kết cục thế nào các chị có muốn đi học nữa không năm nay năm cuối rồi có muốn ra trường không hay lại tiếp tục học thêm một năm nữa dạ em chào thầy ạ à. hà my và linh đồng thanh cất lời thầy tổng phụ trách quay ra nói hai bạn cũng ngồi đấy viết bản tường trình đi dạ vâng ạ à. Linh đưa ánh mắt quét qua một lượt đám người ngồ ngáo trước mặt, vẻ mặt thách thức khiến mấy người đó tức điên. Thôi mà Linh, tập trung viết bản tường trình đi, rồi chúng ta về lớp, đừng có gây sự nữa. Tao mà thèm gây sự với mấy con đấy à? Chúng nó nghĩ rằng chúng nó đủ sức để chiến đấu với tao à? Nằm mơ cũng không có cửa với con Linh này đâu. Giờ ra chơi hôm đó, Hà Mi và Linh ngồi thu lưu một góc, thấy điện thoại trong bàn học rung lên. Hà Mi tò mò mở ra xem, sáng nay xảy ra chuyện gì với em à dạ không có gì đâu anh anh có nghe qua mấy bạn lớp rồi cả lớp bên kể rằng có mấy bạn nữ sinh cố tình gây sự với em à có chút mâu thuẫn nhưng mà em giải quyết xong rồi anh thấy em khá hiền ngoan và hiểu chuyện chắc không phải mâu thuẫn gì đó anh nghĩ rằng em bị bắt nạt có đúng không chuyện này có liên quan đến anh đấy sao lại liên quan tới anh hôm qua em và anh đi chơi vô tình nhóm người đấy nhìn thấy nên họ mới gây sự kiếm chuyện với em chuyện đấy thì liên quan gì trong nhóm đấy có một người thích anh vừa mới về đây một thời gian thôi mà anh lại lọt vào mắt xanh của các em ý rồi chắc là không phải đâu anh có bao giờ nói chuyện với mấy bạn ấy đâu sao lại có thể kiếm chuyện một cách vô lý như vậy được họ nói như thế em chỉ biết nghe vậy thế bây giờ anh có đang dậy không Lát anh dậy lớp 11 Em không sao đấy chứ Lát về mình gặp nhau nhé Để chiều được không ạ Xảy ra chuyện sáng nay Mọi người đang chú ý đến em Chiều tan học xong Mình gặp nhau nhé Ừ Ok Bây giờ tối thấy cô Lan bày biện đồ ăn ngập bàn Hạ mi háo hức ngồi xuống trước ồn ào nói lớn Bố mẹ ơi con ăn trước Rồi con đi học thêm Hai người ăn sau nhá Mấy giờ vào lớp hả con Ăn nhiều một chút, lấy sức mà học Dạ, bây giờ 30 con vào lớp Con mời bố, con mời mẹ ăn cơm Cứ ăn trước đi Mà hôm nay bố không đi trực à? Tuần trước bố trực thông cả tuần Tuần này được đổi ca Ở nhà đúng là sướng thật Tối mai nhà mình đi ăn vịt quay Bắc Kinh đi bố Ở phố Trường Trinh Mới khai trương một tiệm vịt quay nổi tiếng lắm ạ à? Thế cũng được Thế tối mai con có lịch học không? Dạ không Con ăn xong rồi con chào bố con đi học đi ạ à. hà my chạy xe như bay trên đường đến lớp học mới biết hôm nay cô giáo cho nghỉ bởi vì cô bận tổ chức sinh nhật cho con trai mở nhóm lớp ra thì cô mới biết cô nhắn tin từ trước nhưng hà my không chịu đọc thật là mất công sửa soạn lang thang trên đường phố một lát hà my chợt nảy ra suy nghĩ hay là ghé qua phòng của kiên chơi cô thực sự tò mò về nơi ở của anh và cũng muốn được gặp gỡ anh nhiều hơn nghĩ vậy cô quay xe và chạy về hướng khu trọ tập thể của kiên cổng không khóa hà my cứ như vậy chạy xe thẳng vào trong sân có phòng khóa cửa phòng thì mở phòng thì chốt bên trong thật sự không biết kiên ở phòng nào hà my mở máy và nhắn tin cho anh anh đang làm gì thế anh ăn tối chưa anh đang soạn bài em không đi học thêm hả cô giáo bận nên em được nghỉ bây giờ em qua phòng anh chơi có được không bây giờ em đang ở đâu để anh qua đón em đang ở khu trọ của anh rồi này thật không sao lại không gọi điện cho anh kiên soạn xong tin nhắn anh vội vàng chạy ra mở cửa nhìn thấy hà my đang đứng dựa xe ở giữa sân kiên đưa tay vẫy gọi hà my phòng anh ở đây hà my mỉm cười bước lại gần cô ngó nghiêng vào trong phòng và quan sát phòng ở tạm thời nên chả có gì em đừng chê nhé Hà My cởi giày và bước vào bên trong. Căn phòng khá sơ sài. Có một chiếc giường ngủ, một bàn làm việc, một tủ nhựa treo quần áo. Bên trong là nhà vệ sinh khép kín. Giản dị nhưng lại khá gọn gàng và ngăn nắp. Nhìn đèn sáng trên bàn làm việc, Hà My tò mò ngồi xuống xem. Giáo án của anh đây à? Nhìn chả hiểu gì cả. <laughs> hiểu cái đấy làm gì? Hiểu anh thôi là đủ rồi. Nói xong kiên thuận tay vặn chút cửa, tiến về phía cô từ phía sau anh cúi người và ôm Hà My thật chặt hương thơm nam tính từ cơ thể của anh nhàn nhạt, nhạt tỏa ra Hà My vờ đầy kiên ra và nói nhỏ ai thèm hiểu anh chứ anh tránh ra anh nhớ em anh vẫn chưa quên được cảm giác chiều hôm qua khi ở gần em em đến đây chơi một lát để biết chỗ thôi xem anh sinh hoạt thế nào anh đừng có làm bậy đấy nhá em giận đấy không đùa đâu vậy thì anh nghiêm túc Kiên vờ làm ra bộ mặt nghiêm túc. Anh buông hào mi ra, sau đó ngồi về phía giường. Em uống nước lọc không? Để anh rót cho. Nhà chả có đủ uống gì. Hay là mình đi ra ngoài uống nước nhé? Không cần đâu. Em không khát nước. Em ngồi chơi một lát rồi em về. Không thấy Kiên nồng nhiệt nữa. Hà Mi lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, giờ ánh mắt khỏi những trang giáo án. Cô quay người và nhìn anh. Anh soạn bài tiếp đi, em đi về đây. Vừa đến đã đòi về Em không muốn nói chuyện với anh à Anh soạn bài đi Em ngồi đây nói chuyện có được không Hà My đứng dậy và nhường chỗ cho Kiên Bất ngờ anh kéo tay cô về phía mình Mất đà Cả cơ thể của cô ngồi gọn trong lòng của Kiên Gương mặt áp sát vào vòm ngực rắn chắc của anh Cô nhẹ nhàng hít hà hương thơm nam tính Từ cơ thể của anh Anh làm em giật mình đấy Vậy sao Anh xin lỗi nhé Kiên cúi xuống và lấp đầy khoang miệng của cô bằng một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi tham lam đùa ghẹo ở bên trong rất lâu. Nụ hôn ấy lại khiến Hà Mi như tê dại, cánh tay của cô buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền và đón nhận những luồng cảm xúc mới lạ mà anh đem đến. Bàn tay Kiên mơn man thám thính trên da thịt trơn mịn của cô, lần cởi từng khuy áo, hơi thở của Hà Mi gấp gáp hơn, cô run rẩy cất lời. "Đừng mà anh, anh muốn được làm thế với em Kiên sớm đã không kiểm soát được kích thích Cự lòng lúc này sau lớp vài quần Đã ngông nghênh Vươn vai đầy khí thế Hà mi đỏ mặt vì cảm nhận được sự bỏng rát ấy Đang ghi sát vào nơi mật tư của mình Chiếc áo ngực của cô nhanh chóng bị tháo gỡ Kiên tham làm vùi mặt vào hai núi đôi đầy đạn của cô Hít hà lấy Hai bàn tay không ngừng xoa nắn Và cảm nhận kích thước căng tràn tuyệt vời thì thoảng Kiên lại ngậm lấy hai nụ hoa nhỏ xinh Nâng niu và đùa ghẹo Hạ mì đầu hàng thật sự Cơ thể của cô như mềm nhũn Trong vòng tay ma mị Của người đàn ông này Chiếc quần của cô cũng bị kéo đi Kiên đưa tay chạm lên vùng cấm địa Nhẹ nhàng nâng niu cô Kiên đưa tay ra ngoài Cúi xuống Và tiếp tục hôn lên bờ môi xinh đẹp của cô Nơi cửa hang Kiên đưa cự vật Chống đỡ đùa ghẹo bên ngoài sau đó được đà đi thẳng vào bên trong anh làm nhẹ nhàng thôi không làm như vậy em không thích sao kiên gia tăng lực ra vào hà mi cảm thấy cơ bụng của mình co rút kiên điên cuồng làm mạnh hơn từng đợt từng đợt tấn công như mãnh thú hà mi hoàn toàn mất kiểm soát hai bàn tay của cô cào cấu vào ga giường và đón nhận từng cơn bão mà anh đem đến cho cô không thể kìm nén được Kiên đặt cô nằm ngửa xuống giường, kéo hai chân của cô và phi nước đại. Một lát sau đó rời khỏi khu trọ của Kiên. Cả hai người cảm thấy quá mệt vì những lần dây dưa ân ái đầy thỏa mãn. Hà My chạy xe về thẳng nhà, đúng như giờ giấc đi học thêm. Vừa bước chân vào phòng khách, Hà My thấy bà Trúc của phòng ngủ đi xuống. Trên tay của bà là mấy bộ đồ diêm rúa. Đi học về rồi đây à? Đến đây. Mẹ cho xem mấy bộ đồ Mẹ lại mua đồ online à Sao biết hay thế Lúc sáng mẹ hẹn con cuối tuần có lương Rồi đi xem đồ Bây giờ mẹ lại có quần áo mới Đúng là Cái này mẹ đặt từ trước Chiều nay vừa mới nhận được Hôm nào có lương ấy, hai mẹ con mình đi Sợ mẹ nuốt lời chứ gì Nhưng mà mẹ mua mấy đồ này làm gì Đi làm thì mặc áo blue Ở nhà càng không có ai Ăn mặc diêm rúa Không ai như thế này cả con thấy gu ăn mặc của mẹ cứ sai sai ở đâu ấy. Mẹ không biết đi, thì mẹ mới nhờ chị tư vấn cho mẹ. Xem cho mẹ mấy màu này, mẹ mặc màu nào thì hợp nhất. Mẹ mua cho cả mấy cô bạn của mẹ chứ gì. Áo dài cách tân như thế này. Một là đi chụp ở trong đền, hai là đi chụp hoa gạo. Bây giờ đang mua hoa gạo rồi đấy. Còn nói chuẩn chưa nào? Ừ nhỉ, yeah. sắp sửa mùng 10 tháng 3 rồi. Mấy bà bạn rủ nhau đi chùa, nhân tiện làm bộ ảnh luôn lâu lắm rồi chưa được tụ tập gì cả ai ai cũng bận rộn mẹ mặc cái màu trắng này này chụp hình nổi bật nhất mà nhìn mẹ trắng mặc đồ trắng chắc chắn là trẻ trung hơn thật hả con vâng mẹ không tin con mẹ còn hỏi ý kiến con làm gì ý là mẹ trẻ thật ý à biết ngay mà khen mẹ trẻ mẹ lại phồng mũi lên mẹ của con trẻ nhất xinh đẹp nhất khéo nịnh vậy thì mẹ chốt cái màu trắng này cho mấy cái bà kia mặc màu sặc sỡ. Thế mẹ, nhà mình còn gì ăn không? Đi học về con thấy đói. Lúc tối bố bảo là con ăn qua loa, nên cô Lan phần cơm đang ở trên bàn kia kìa. Con bảo ăn một chút rồi lên học bài. Phải chú ý ăn uống đầy đủ chứ. Tại khi đấy con vội đi học, nên không kịp ăn à? Vừa nói Hà mi vừa chạy như bay vào trong phòng bếp. Sau màn vận động mất sức, bao từ của cô bây giờ đói meo. Ăn gì cô cũng cảm thấy ngon miệng. Mà mẹ ơi, mùng 10 tháng 3 anh Long có về không? Có. Ôi, anh ấy đi học từ Tết tới giờ, mấy tháng mới về thăm nhà một lần, nhạc đến anh trai. Mà con chả có cảm xúc gì. Anh Long mà về, kiểu gì anh em con cũng xung đột, không hòa thuận cho mà xem. Cái con bé này, mẹ bảo, anh em ấy phải hòa thuận với nhau. Người ngoài họ không biết, lại tưởng hai đứa thù ghét nhau thì tại mẹ hết. Lúc nào mẹ cũng con trai con trai của mẹ. Anh ấy về là mẹ cho con ra gì à? Mẹ đâu có con quan tâm gì con đâu. Anh ấy đi học xa, thi thoảng mới về. Mẹ không quan tâm ấy thì quan tâm ai? Con thì ngày nào cũng ở với mẹ, mẹ quan tâm như thế còn chưa đủ à? Lớn rồi, tại sao lại còn ganh tị với anh? Đúng là đồ trẻ con. Nhưng mà con không thích mẹ quan tâm anh theo kiểu đấy. Muốn mẹ quan tâm con nhiều Cha bố chị lớn rồi, đừng có nũng nịu. Ăn nhanh lên, rồi lên phòng mà học bài. Mẹ nhớ rồi nhá, anh mà về trước mặt con, mẹ tuyệt đối không được nói chuyện. Kiểu như là con trai của mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn gì, con trai của mẹ có mệt không? Vân vân và mây mây. Con nghe xong, con thấy dị ứng. Con gái của mẹ, ăn xong rồi lên nghỉ sớm nhá. Chúc con ngủ ngon. Thôi mẹ, gớm chết đi được. Con thật sự không tiêu hóa được cái cách nói chuyện này của mẹ đâu. Thời gian thực tập tại trường trung học phổ thông Phan Bộ Châu sắp sửa kết thúc, đồng nghĩa với việc Hà My chuẩn bị xa kiên. Cô thực sự không muốn ngày ấy đến một chút nào. Muốn được gặp anh thường xuyên, được nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải điều gì mình muốn thì cũng theo ý của mình. Trước ngày kiên kết thúc thời gian thực tập, Hà My dành thời gian ở bên anh cả buổi chiều. Hai đứa lang thang khắp nơi để ôn lại những kỷ niệm đã có với nhau. Sau quần, có lẽ Kiên là người đã lấy đi không ít tâm tư và tình cảm của Hà My. Cô thực sự rung động trước người đàn ông này. Lần này xa nhau, biết đến bao giờ em mới được gặp anh. Tháng 7 em thi tốt nghiệp rồi, tính ra chỉ còn hơn 2 tháng. Thời gian trôi nhanh lắm, khi đó em lên đại học, chúng mình có nhiều thời gian ở bên nhau. Trước mắt em phải học tốt, thi tốt. Hơn 2 tháng cửa, em làm sao có thể chịu được khi xa anh lâu như vậy chứ? Khi nào em được nghỉ Anh đến thăm em Lo lắng cái gì nào Anh hứa nhá Anh phải đến thăm em Không thì đừng có trách em đấy Với điều kiện là em phải ngoan Xa anh nhưng phải chú ý học hành Tuyệt đối không cho anh nào có cơ hội tán tỉnh Khi đó anh mới xem xét được ừ, Ghê chưa Ghen rồi à Bạn gái anh xinh thế này Không đảm bảo thế Thì làm sao mà anh yên tâm được Có đúng không nào cả hai dòng ruồi trên các cung đường cho đến khi trời tối mịt kiên chạy xe về thẳng khu trọ của mình hà mi tò mò sao anh không đưa em về trời tối rồi về muộn bố mẹ em lại mắng hôm nay em đi cả buổi chiều rồi không muốn tạm biệt anh một chút à cứ như thế mà về hay sao thì tạm biệt cả buổi chiều rồi chưa đủ à anh muốn tạm biệt như thế nào nữa như thế này này Kiên dồn Hà Mi đứng sát vào bước vách, cả cơ thể anh đang nóng hầm hập tới mức khó chịu. cả buổi chiều ở bên cạnh cô, cánh tay mềm mại cùng với cơ thể nuột nà của cô cứ gỉ sát vào người, khiến cho Kiên không thể nào kiềm chế được bản năng của mình. Kiên cúi mặt áp sát vào người cô, mùi hương da thịt nồng nàn, hô hấp của cô càng dần trở nên gấp gáp, thềm ngực phập phồng theo làn hơi thở. Kiên nghe tiếng chống ngực của Hà Mi đang đập rất mạnh sống lưng như có luồng điện chạy qua, dần dà truyền đến tín hiệu. Kiên thấy hai mắt mình mờ dần đi, đầu óc mê mẩn bởi những hình ảnh nhạy cảm đang hiện hữu trong tâm trí. Kiên ghi chặt Hà Mi và cuống quýt tìm môi hôn, nụ hôn hối hà nồng nàn và ướt át, bờ môi anh ngấu nghiến khiến cô có cảm giác như nghẹt thở. Ánh mắt của Kiên in hẳn những tia máu, bàn tay ma mãnh lần tìm khuy áo ngực và cởi bỏ trong nháy mắt. Kiên lại úp mặt thật sâu vào thềm ngực mềm mại của Hà Mi, hít hà. Những ngón tay gấp gáp nhẹ nhàng từ tốn kéo chiếc quần của cô xuống gối. "Hà Mi, anh sẽ rất nhớ khi phải rời xa em." Kiên thì thầm bên tai của cô, khẽ cắn nhẹ vành tai, hơi ấm từ từ lan tỏa, nụ hôn ấm nóng di chuyển xuống gáy, đến xương quai xanh và dừng lại trước núi đôi đang vươn cao đầy kiêu hãnh bàn tay của anh vẫn miệt mài thăm dò tất cả mọi thứ trên cơ thể của cô em không muốn xa anh anh cũng vậy anh muốn được ở bên em mãi mãi như thế này kiên bế hà my đặt xuống giường anh trườn lên người cô một lần nữa đi sâu vào bên trong cơ thể cô cả cơ thể của hai người cứ run rẩy cảm giác thăng hoa này không phải lúc nào cũng dễ dàng trải qua Hà mi thì xin gì Cái thứ cảm giác khao khát đến tột độ Của một người phụ nữ Khiến gương mặt của cô càng trở nên xinh đẹp Và quyến rũ Kiên đưa Hà mi về nhà Trước khi bước vào cổng Hà mi tiếc nuối Quay ngược trở lại và ôm anh thật lâu Như muốn níu giữ lại những phút giây Được ở bên cạnh nhau Đúng lúc này xe của ông Hòa Từ phía xa xa chạy về Nhìn thấy ánh sáng đèn pha ô tô Hà mi trột dạ buông người yêu ra và chạy nhanh vào trong sân. Nhưng bảo vô ích, tất cả những hành động vừa xong của cô đã kịp thời thu vào tầm mắt của ông Hòa. Đứng trước cổng, nhìn thấy ánh mắt đầy thuốc súng của người đàn ông ngồi trong xe hơi. Kiên thấy tay chân của mình run rẩy Kiên cúi người, chào hỏi theo phép lịch sự. Sau đó khởi động xe và rời đi. Hà Mỹ đâu rồi? Hà Mỹ đâu? Vừa bước chân vào trong phòng khách, ông hòa cất tiếng lớn bà trúc nghe giọng của chồng liền lật đật từ bên trong phòng bước ra có chuyện gì thế anh sao anh lại lớn tiếng với con như vậy hà mi đâu rồi nó đâu ông hòa càng gọi lớn hà mi sợ hãi tới mức bao nhiêu cảm xúc yêu đương lúc trước đều tan biến khoảnh khắc này cô thấy hận bản thân mình vô cùng ước gì khi nãy cô không tham lam cô không ôm kiên thêm một chút thì mọi chuyện đã khác rồi. Chậm rãi đi từng bước, từ trên cầu thang xuống, Hà Mi cúi mặt. Dạ, bố gọi con à? Thế tại sao? Bố gọi mãi không thưa. Dạ, con chạy đi cất cặp sách. Bà Trúc thấy không khí gia đình căng thẳng, bà lại chả biết chuyện gì đang xảy ra, nên vội vàng khuyên ngăn chồng. Kìa Minh, có chuyện gì anh cứ bình tĩnh nói chuyện với con. Con bé vừa đi học về, chắc là đang còn mệt. Hà Mi, con đi học hay là con đi yêu đương? Bố bố à con cũng không phải như bố nghĩ đâu ạ. Hà Mi sợ hãi run rẩy, bà chúc tò mò tới phát điên. Hai ba con, suốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như hôm nay tôi không về thì đúng là làm sao biết được, con gái của cô đang ôm ấp trai ngay trước cổng nhà. Có chuyện đó thật sao Hà Mi? Con nói cho mẹ nghe. con, thưa bố, thưa mẹ, con... Bị bắt tại trận, nên Hà My thực sự không biết phải biện bạch như thế nào cho cái hành động của mình. Cô ngập ngừng lắm, không nói được thành câu. Còn không biết chiều nay, nó có đi học hay không? Hay lại đi ngao du với mấy đứa hư hỏng? Mới lớp 12 thôi mà đã như vậy, ngang nhiên ôm nhau trước cổng nhà. Con không xấu hổ, nếu như hàng xóm người ta nhìn thấy à? Bố, con, con xin lỗi. Chấm dứt tuyệt đối cho bố. Đừng để bố phải chứng kiến thêm một lần nào nữa. Còn mấy tháng nữa thôi là thi cử rồi. Lo học hành cho tốt. Thi trượt thì xác định vào khu công nghiệp làm công nhân. Chiều quá rồi. Nên mày, nên mày không biết thương bố mẹ. Con biết rồi ạ. À. Lên nhà thay quần áo, xuống ăn cơm. Vâng ạ. À. Hà My quay người lên gác. Ba Trúc đứng đó tò mò. Thế khi nãy Anh nhìn thấy cái gì Một đứa con trai cao giáo đứng trước cổng nhà mình Hà mi kiễng chân ôm nó Ui giời Như vậy không phải là tình yêu thì là cái gì Con gái nó lớn rồi Tuổi này biết yêu có cái gì mà là quá đáng Mình cứ từ từ dạy bảo thêm Anh đừng quá nặng nề Ảnh hưởng đến tâm lý của con Bố mẹ công chức đàng hoàng Con nhà có giáo dục Chứ có phải là mấy đứa tam mau đâu Nếu như hàng xóm người ta nhìn thấy họ đánh giá con gái mình như thế nào. Mới học cấp 3 thôi, đã như vậy. Còn ở trong tầm quản lý của bố mẹ, đã buông thả như thế. Thử hỏi sau này, nó học lên đại học, ai ở bên cạnh quản lý? Anh chỉ có một đứa con gái. Anh không muốn nó, sớm xa đà vào chuyện yêu đương, chảnh mạng học hành. Tương lai sau này của con là quan trọng. Em đừng có bênh vực, rồi chiều con đến mức thái quá. Từ hôm nay tịch thu điện thoại của nó cho anh. Tuyệt đối không cho dùng không cho liên lạc từ trên phòng bước xuống hà mi nghe rõ từng lời mà bố cô nhấn mạnh mà thực chất ông đang cố ý nói thật to để cho cô nghe thấy nhìn thấy con gái bà chúc cũng không nói thêm gì không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết thôi cả nhà mình vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm ba người lặng lẽ ăn cơm không ai nói với ai câu gì hà mi thấy cổ họng khô khốc cô thực sự không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn sự lạnh lùng và nghiêm nghị của bố khiến cô cảm thấy sợ trong gia đình mẹ cô chiều chuộng và quan tâm bao nhiêu thì bố cô là người nghiêm khắc bấy nhiêu hà mi hiểu những lời ông ấy nói thực sự không phải lời nói đùa tối nay mẹ của hà mi liên hệ với các thầy cô để xin thông tin lịch học cụ thể con mà đi về trễ thì đừng có trách bố, không niệm tình. Bữa tối kết thúc trong không khí im lặng đến đáng sợ. 10 giờ tối, Hà My ngồi bên bàn học với một cái đầu trống rỗng. Cô không biết những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao. Ngày mai kiên rời khỏi thành phố này, không có điện thoại. Cô không có cách nào để liên lạc và thông tin cho anh. Cảm giác này thật sự bức bối tối phát điên. Đang miền man suy nghĩ, thì có người gõ phòng hà mi mẹ vào nhá dạ vâng ạ à. thấy hà mi ngồi thần mặt trước bàn học bà trúc dịu dàng ngồi xuống kế bên và hỏi chuyện cô bố con đã quán triệt rồi đấy nếu con không nghe lời thì mẹ cũng chịu không nói đỡ được cho con đâu dạ vâng lúc trước mẹ nghi rồi hỏi có người yêu thì lại dứt khoát không nhận nó là đứa nào con kể cho mẹ nghe Con lớn rồi Sắp sửa lên đại học rồi Biết yêu người khác giới Có cái gì là quá đáng đâu mẹ Đúng là không quá đáng Nhưng mà nó âm thầm Con lại ngang nhiên đưa bạn ấy về nhà Rồi lại ôm nhau ngay trước cổng Bố con nổi giận là đúng Mà tính cách của ông ấy Con lạ gì Vâng ạ à. Nào nói cho mẹ nghe Nó là đứa nào Con không kể đâu Dù sao thì bố mẹ cũng đã rất thất vọng về con. Hứa là không được tái phạm đâu nha. Vâng ạ. À. Mà mẹ, mẹ cho con mượn điện thoại một lát, có được không ạ? À? Không được. Bố con quán triệt rõ ràng rồi. Lại định nhắn nhủ cái gì cho nó, có phải không? Dạ không. Con xin cái sim điện thoại, con đang xuất khỏi mấy app xã hội. Con xin mẹ đấy. Mẹ cho con đi. Hà My lo sợ bố mẹ sẽ xem được điện thoại của mình. Trong đó có bao nhiêu chuyện nhạy cảm của cô và Kiên. Chưa kể là những kế hoạch cúp tiết đi uống trà sữa với Linh. Chuyện đó mà lộ ra bên ngoài, có lẽ bố cô sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Nhìn ánh mắt cầu xin của Hà My, bà chúc mềm lòng. Bà rời khỏi phòng và lát sau có mặt. Trên tay là chiếc smartphone màu trắng. Hà My mừng rỡ nhận lấy. Cô đang xuất tất cả các áp mạng xã hội, xóa sạch tin nhắn, và tháo sim điện thoại trong nháy mắt. Dạ con xong rồi, con gửi mẹ. Thôi được rồi, nhớ ngủ sớm đấy nhé. Dạ vâng ạ. Sáng ngày hôm sau, Hà My từ phòng riêng bước xuống với gương mặt không thể nào tệ hơn, đôi mắt thâm quầng và sưng húp, dường như đêm qua cô nàng đã khóc. Bước ngang qua phòng khách, Hà My định bỏ bữa sáng và đến trường luôn, nhưng ông Hòa cất tiếng. "Hà Mi, lại ăn sáng." rồi đi học con. Con không đói. Lát nữa đến trường, con ăn vào giờ giải lao ở căng tin. Con chào bố, con đi học quả. À? hàm Hạ Mì đáp lời của bố, nhưng từ đầu đến cuối, cô lại không nhìn ông Hòa dù một lần. Ăn uống thì phải đúng giờ, thì mới khoa học chứ con. Không phải cứ đói thì mới ăn, không muốn ăn thì nhịn như vậy. Phải rèn cho mình một thói quen, nền nếp sinh hoạt ổn định. Cô Lan nấu bữa sáng xong rồi, con vào ăn một chút, rồi con đi học. Giọng điệu của ông nhẹ nhàng nhưng mà ý tứ như chứa đựng sự răn đe. Hà mi biết không thể nào không nghe lời. Cô cúi đầu tháo ba lô và quay người bước về phía phòng ăn. Trên chiếc bàn tròn đã đặt sẵn một bát phở, khói trắng tỏa hương nghi ngút, mùi thơm cũng hấp dẫn đến bao tử của Hà Mi réo lên những âm thanh ồn ào. Cùng lúc này bà Trúc từ bên trong bước ra, nghe được câu chuyện của hai bố con, bà vội vàng lên tiếng. Buổi sáng với vừa ngủ dậy, nhiều khi em có muốn ăn đâu anh đừng có ép con giờ giải lao nếu con đói bụng thì ăn cái gì đó ở căng tin nhà trường cũng được lại được cả em nghề nếp sinh hoạt chả đâu vào đâu cả như vậy bảo sao con cái nó học theo ăn đồ nhà nấu vừa đảm bảo vệ sinh lại bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng mẹ mẹ con con đi ra ngoài chỉ có chú tâm đến mấy đồ ăn nhanh nó ngon thì ngon thật nhưng mà không biết nguồn gốc thực phẩm đó ở đâu không đảm bảo vệ sinh bệnh tật cũng từ đó mà ra cả đấy anh cứ cảm giảm như ông già ấy Ừ hay Không già thì trẻ với ai nữa Mà còn nữa Tháng này tịch thu tiền tiêu vặt của Hà My Cả tiền ăn sáng Tuyệt đối không la cả không ăn uống bên ngoài Bữa ăn sáng phải ăn ở nhà Sau đó con muốn đi đâu thì đi Cho giữ tiền cho người Dễ dàng hư Bố Bố làm như thế có quá đáng không ạ à? Tịch thu điện thoại của con thôi chưa đủ Tịch thu cả laptop Tiền tiêu vặt cả tiền ăn sáng còn có phải là một đứa trẻ Đang học cấp 1 đâu ạ Bố đang theo dõi thêm thái độ của con Để xem học hành giờ giấc đi về thế nào Không thể để cho con buông thả như trước đây được Có tiền cho người là mấy đứa đàn đúng Dối lửa cha mẹ đi chỗ này chỗ kia hư hết cả người Học cho giỏi đi Sau này làm ra tiền Muốn tiêu xài thế nào tùy con Bà Trúc thấy chồng nghiêm khắc với Hà mi Thì động lòng thương nhưng trước mặt chồng bà chỉ biết giữ im lặng Bởi vì sự gian dạy đó hoàn toàn tốt Cho cô con gái cưng của mình Hà My Mì không nói thêm câu gì Lặng lẽ ăn nốt bữa sáng Cô lấy từ trong cặp sách ra một chiếc ví nhỏ Bên trong là toàn bộ tiền tiêu vặt Mà bố mẹ đã cho Giao nộp lại cho bố Con gửi bố ạ à. Còn giấu tiền ở đâu nữa không Dạ không ạ à. Có bao nhiêu con để hết trong này Bố mẹ không tin thì lên phòng con mà kiểm tra thôi được rồi đi học đi kẻo muộn dạ con chào bố con chào mẹ bóng hà mi khuất sau cánh cổng bà chúc ngồi đối diện với chồng và thắc mắc tại sao anh khắt khe với con thế cũng phải để cho con bé nó có mấy đồng ở trong người chứ đi học cả ngày đói mệt muốn ăn cái gì đó thì phải làm sao đói không chết được nhưng mà chửa thì chết hiểu chưa Đồng tiền là nguồn cơn của mọi sự Có tiền là hay la cả Thì thoảng em cứ đi qua mấy cổng trường học mà xem Học sinh nó đàn đúng nhau Ngồi quán xá Thôi được rồi Sắp sửa muộn làm rồi đây Anh cũng ăn sáng rồi đi làm đi Ngồi trong lớp học Hà My gục đầu xuống bàn vì quá mệt mỏi Với mọi thứ đang diễn ra Vừa mới xa anh yêu một ngày thôi Mà ủ rũ thế này à Linh từ bên ngoài bước vào tay cầm một ly trà sữa, đặt xuống bàn ngay vị trí Hà Mi ngồi, cất giọng chiêu chào cô. Tao không uống đâu. Từ hôm nay chính thức gia nhập, gia cấp vô sản. Một xu, không dính túi. Hâm à, ly này tao mời, cứ uống đi. Có ai đòi tiền mày đâu. Nhưng mà tại sao lại gia nhập, giai cấp vô sản? Bị tịch thu điện thoại, laptop, tất cả tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng. Tao trả còn một đồng, nhưng mà phải có nguyên nhân gì chứ? Trước nay ai chả biết, mày được bố mẹ chiều nhất cái khu phố này. Trước là thế, nhưng từ hôm nay mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ bố tao quân phiệt lắm, nghĩ đến còn sợ. Bị phát hiện có người yêu có phải không? Sao mày biết? Ngoài lý do đó ra cha còn lý do nào thuyết phục hơn? Thi thoảng ấy, tôi với bà có cúp tiết đi chơi thật, nhưng mà những cái đó chưa đến mức bị tịch thu điện thoại, laptop rồi cả tiền tiêu vặt hà mi cúi mặt xuống hai bàn tay đan vào nhau chiều qua tao với anh kiên đi chơi với nhau để chia tay anh ấy. trời tối mịt mới về anh kiên đưa tao về nhà lúc ấy tao mà dứt khoát vào bên trong thì chắc chắn là chả có chuyện gì thế cụ thể thế nào kể nghe xem nào thì tao tranh thủ ôm kiên thêm một lát lại còn hôn đúng lúc ấy bố tao về ông ấy bắt gặp Mày không tưởng tượng ra chuyện gì ở phía sau đâu. Thế mày có bị đánh không? Chỉ bị mắng à? Ghê gớm lắm à? Thì đấy, mắng tịch thu điện thoại, laptop, tiền tiêu vặt. Chưa kể còn nói mẹ không cho tao liên hệ với tất cả các thầy các cô để đi chơi nữa. Bây giờ tao mà đi học về không đúng giờ thì chết. Nghe sợ thật. Rồi hôm qua nay không liên lạc được gì với anh Kiên à? Ừ. Hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Vậy mà bây giờ cắt đứt liên lạc. Cuộc tình chóng vánh quá, chưa kịp nảy mầm bị phụ huynh tước đoạt đi mầm sống. Thế thì uống trà sữa đi, lấy lại tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lên đại học, chị em ta phục thù. Tao chán lắm rồi, không thiết tha học hành gì nữa. Cảm giác đi về cứ như tội phạm ấy. Kìa không sao hết, mấy ngày đầu bố mẹ còn tức giận nên nói thế thôi biết đâu theo dõi mấy ngày Thấy biểu hiện của mày khá lên Bố mày lại nối lòng Cho dùng điện thoại Không đâu Tính bố tao, tao biết Lời nói ra rồi thì chắc như đinh đóng cột Không xoay chuyển được đâu Mày không hiểu được cảm giác Không có điện thoại trong người Nó chống trải thế nào đâu Như kiểu người tối cổ ấy Thôi Mà chắc là tao Tao cũng sốc thời tiết truyền mình sang những ngày nắng nóng kinh hoàng ánh sáng đỏ rực của mặt trời chiếu rọi lên những tấm kính của tòa nhà cao chọc trời khiến cho không gian càng thêm phần ngột ngạt bước theo mẹ vào trung tâm thương mại hà my bày ra cái bộ mặt vô cảm bà chúc đi ngắm nghía từng quầy hàng nhìn thấy mẫu nào mới cũng đưa lên ướm thử và hỏi ý kiến của con này con gái cái này có hợp với mẹ không mẹ thích là được Đi mua đồ với mẹ mà nói cái gì thế hả? Con có thích đi đâu. Tại mẹ rủ con đấy chứ. Lại cái giọng điệu giận dỗi, vui vẻ lên. Không phải là con muốn mua đồ mới à? Lựa mấy chiếc váy đẹp đẹp, sắp tới nghỉ hè, cả nhà mình đi Phú Quốc. Mẹ con mình tung tăng chụp hình. Điện thoại không dùng, máy tính không dùng. Chụp hình, để ai ngắm. Học tốt thi tốt, nếu mà chúng đại học, mẹ mua cho mày cái điện thoại xịn hơn, y dược con đều không thích, con sẽ không theo học ngành nghề mà bố định hướng đâu. Con không thích công việc của bố mẹ, thế còn thích học ngành gì? Con muốn học quản trị kinh doanh. Anh Long còn dạo trước đã bị bố mày mắng cho một trận vì không theo định hướng nghề nghiệp của bố. Bây giờ đến lượt mày, ông ấy lại tăng sông lên cho mà xem. y y dược dược, nhìn bố mẹ cứ đêm ngày luân phiên nhau đi trực trong bệnh viện, còn thấy chán ngấy rồi. Con không thích công việc của bố mẹ con nhất định không theo đâu ngốc lắm đang lúc nước sôi lùa bỏng như thế này học tốt thi tốt theo nguyện vọng của bố biết đâu ông ấy chuyển ý bớt khó tính hơn rồi lại cho dùng điện thoại với máy tính con không dùng điện thoại cả năm cũng được nhất định con không theo học nghề của bố mẹ khi nào con chúng đại học lúc đấy con đi làm thêm con tự mình mua sắm những gì con thích bố mẹ thích ấy cứ cầm lấy điện thoại máy tính của con con không cần đi mua sắm với mẹ Hay là đi tranh luận Con chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân Mất cả hứng Thôi đi ăn cái gì Sao nguyên kia ăn lẩu đi Mẹ lại gạ gẫm con ăn uống Va vớ vẩn ở bên ngoài Xong rồi về nhà bỏ cơm Bố lại mắng cho Không sao hết Lúc giận lên ấy, ông ấy nói thế thôi Hai mẹ con mình đi chơi với nhau Chả có cái gì phải sợ cả Nghe như vậy thì Hà My Nở lên một nụ cười Đúng là từ ngày bị quản chặt, cô chưa được la cả quán xá. Người mùi thơm hấp dẫn đang lan tỏa trong không gian. Bao tử của Hà Mi réo lên những âm thanh ồn ào. Mẹ ơi, ăn buffet đi. Con thèm quá, buffet hải sản. Thôi được, hôm nay mẹ chiêu đãi. Thích ăn gì, con cứ gọi thoải mái. Thứ ba tuần sau, anh Long được nghỉ bù ba ngày. Nên chắc là về thăm nhà. Mẹ đang tính không đi chùa nữa. Cả nhà mình về quê, Thăm ông bà cụ ngoại. Lâu lắm rồi bố mẹ bận rộn công việc. Anh Long đi học xa nhà nên chưa về. Lát nữa ăn xong đi ra ngoài kia. Mẹ con mình mua quà cho ông bà nhé. Vâng ạ. À, mẹ ăn đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Ăn chậm chậm thôi. Mình còn nhiều thời gian. Còn bé này. Ăn uống như kiểu. Bị bỏ đói lâu ngày. Ấy. Thì chả thế còn gì. Lâu rồi con sống kiểu không có một đồng tiền trong người. Chả khác gì mấy đứa học sinh mầm non. Bố mẹ bận đi làm. Nhà mình có mấy khi đi ra ngoài ăn đâu. Nhưng mà mẹ làm gì được nghỉ 3 ngày để về quê ạ? À? Mẹ đổi ca nên được nghỉ hai ngày. Mình về quê hai ngày thôi. Vâng ạ. À. Ngày mùng 9 tháng 3 tan trường Hà My vừa chạy xe về đến cổng thì nghe thấy bên trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện ồn ào là giọng nói rất lạ. Không lẽ hôm nay nhà có khách vừa dắt xe vào trong sân Hà My vừa tò mò vừa suy đoán. Cô Lan, nhà mình hôm nay có khách hả à cô? Bước vào trong nhà, Hà Mi vô tư cất lời hỏi. Đúng lúc ấy cô nhìn vào trong phòng khách thì phát hiện một cô gái mặc chiếc váy hai dây màu trắng, mái tóc màu xanh rêu, gương mặt make up, tỉ mỉ, đang ngồi bên ghế sofa và ăn trái cây. Nhìn kỹ lại Hà Mi khẳng định cô gái đó không có anh em họ hàng gì với mình, hoàn toàn xa lạ. Tại sao cô ấy lại ở trong nhà mình? Hay là cô ấy là người quen của cô Lan? Đi học về rồi đấy à? Hôm nay anh Long cháu ở Hà Nội về, còn đưa bạn gái về để chơi đấy. Lúc này Hà My quay lại và nhìn ra ngoài phòng khách, nhìn cô gái đó thêm một lượt nữa. Là chị gái kia à? Ừ, đúng là gái thủ đô, trắng trẻo xinh xắn quá cháu nhỉ. Hà My không để tâm đến lời nhận xét của cô Lan, cô đứng đó thần mặt ra suy nghĩ. Anh Long đưa bạn về nhà, khả năng cao cô gái ngồi ở sofa chính là người yêu của anh trai cô. Hôm nay bố mẹ cháu đi trực cả ngày, trưa nay chỉ có mấy cô cháu mình ăn cơm. Cháu lên nhà thay đồ, rửa mặt rửa tay, xuống ăn uống nhé. Dạ vâng ạ. À? Hà Mi quay người bước lên cầu thang, lúc đi qua phòng khách, cô cất lời. Em chào chị. Cô gái ngồi bên sofa lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng mặt lên nhìn Hà Mi. Chào em, em là Hà Mi sao? Dạ vâng, sao chị biết tên em ạ? À? Anh Long vẫn hay nhắc đến em Hà My xinh gái quá Năm nay học lớp 12 rồi nhỉ? Dạ vâng, em lên nhà thay đồ đi ạ à. Nói xong Hà My Quay người bước lên cầu thang Không hiểu sao nhìn ánh mắt Và nét mặt của chị gái đó Hà My không thấy có thiện cảm Đi qua phòng của anh Long Cửa đóng kín mít Nhưng bên trong lại vọng ra âm thanh ồn ào Của ban nhạc đêm sôi động Thói quen vừa tắm vừa mở nhạc thế này đã từ lâu anh Long chưa thay đổi. Hà My mở cửa phòng mình và bước vào trong. Cô tròn mắt ngạc nhiên vì những thứ đang hiện hữu trước mắt. Trên chiếc giường công chúa Barbie của cô, những đồ mỹ phẩm make-up được bày biện khắp giường. Dưới nền nhà là hai vali quần áo, trên bàn học là những đồ dùng phụ nữ. Những cái đó là của bạn gái anh Long sao? Tại sao chị ta lại tùy tiện vào phòng cô như thế này? Hà My đặt cặp sách xuống giường rồi tức tốc qua phòng anh trai gọi cửa. Tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng gọi cửa dồn dập. Hà Mi cảm thấy bực bội vô cùng, bao nhiêu sự phẫn nộ cô đều chút giận qua lực tác động vào cánh cửa. Nghe tiếng gọi cửa ở bên trong, Long cứ tưởng đó là người yêu nên anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, gương mặt không che giấu đi được sự tà dâm, hào hức vặn chốt cửa. Anh đây anh đây, anh vừa mới tắm xong. Em không ngồi chơi với cô Lan à? Lòng tươi cười nói lời cưng nựng nhưng ngay sau đó nụ cười trên môi của anh vụt tắt khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hà mi ơ cái con bé này nhìn thấy anh mà không chào hỏi à lòng nghiêm nét mặt và hỏi hà mi ai bảo anh cho chị ấy vào trong phòng của em em là con gái chị ấy cũng là con gái hai chị em ngủ chung với nhau đi không lẽ em định để chị ấy ở phòng anh à em mặc kệ đấy Chị ấy ở phòng ai em không cần biết Nhưng mà em không đồng ý Ở phòng em đâu Mày ích kỷ nó vừa thôi Phòng rộng như thế Anh về có 3 ngày anh đi Chị ấy ở chung mấy ngày thì chết à Anh sang mà xem Bạn gái của anh bày biện hết đồ đạc ra phòng của em Nhìn có khác gì cái chuồng lợn không Cái còn này Có mấy bộ quần áo chứ có cái gì đâu Khuếch đại mọi thứ lên Em không thích đâu Tóm lại là từ bây giờ đến lúc em đi ngủ chưa anh nhắc chị ấy dọn dẹp phòng cho em Nếu chị ấy không làm Thì anh qua mà dọn Bạn anh ấy, anh phải có trách nhiệm Đúng là như bà già, khó tính Thôi tránh ra Anh mặc đồ rồi xuống ăn cơm Ăn xong bữa trưa Hà My phụ cô Lan dọn dẹp bát đĩa Long và bạn gái ung dung ngồi phòng khách Bấm điện thoại và tán gẫu với nhau Thì thoảng Long lại có một vài hành động nhạy cảm Dành cho người bạn gái Mà lại không hề thấy ngượng ngùng Hà My đứng trong bếp nhìn ra cô thực sự khó chịu mỗi khi anh trai ở xa về. Bởi vì mẹ cô cưng chiều anh ấy hết mực, này lại thêm cả cô bạn gái đồng đành kia, thực sự là muốn trêu tức người ta. Dọn dẹp xong xuôi, Hà Mi bước ra phòng khách và nói nhỏ. Anh Long này, anh lên nhà đi, em có chuyện này muốn nói riêng với anh. Long đang ngồi chơi, nhìn thấy vẻ mặt câu có của em gái, liền hậm hực. Có việc gì? Mày nói luôn đi, bày đặt lên nhà nói chuyện. Hà My không nói gì thêm. Cô quay lưng lặng lẽ bước lên cầu thang. Long vì tò mò nên cũng đặt điện thoại xuống bàn và bước đi theo. Vào đến cửa phòng, nhìn thấy mỡ hỗn độn mà cô người yêu bày ra phòng em gái. Lòng gãi đầu mấy cái, sau đó ậm ờ cất lời. À mấy, mấy cái đồ này hả? À? Mày thấy vướng mắt quá thì mày dọn một chút là xong. Đồ của chị em phụ nữ. Có cái gì mà mày cầm giàm giống bà già thế hả? À? Nếu như là anh, bây giờ em đưa bạn trai về nhà Bạn trai của em vào phòng của anh Sử dụng đồ đạc của anh Và ngang nhiên chiếm chỗ như thế này Anh có chịu được không? Mày làm gì có bạn trai mà so với trả sánh Với cả nếu là anh ấy, Anh không bao giờ toan tính như mày Đúng là đàn bà con gái nhỏ mọn Ai bảo anh nhỏ mọn? Một là anh tự xử lý Những đồ này Hai là anh gọi chị ấy lên đây Mà dọn dẹp đi Thế mày dọn một tí thì mày chết à? Thế tại sao em phải dọn mấy thứ này? Trong khi đó không phải là đùa của em. Phòng mày thì mày dọn đi. À mà anh nghe kể chuyện rồi. Mày dạo này đú đờn có người yêu chứ gì. Đáng đời. Bị tịch thu điện thoại máy tính. Rồi cả tiền tiêu vặt. Sướng nhá. Anh im đi. Đó không phải là việc của anh. Thôi, anh đùa tí. Làm gì mà căng. Chị ấy đi đường xa về mệt. Em dọn dẹp một chút đi. Rồi hai chị em nghỉ ngơi. Lát anh cho tiền đi uống trà sữa nhá. Vấn đề không phải là chị ấy mệt Em đang nhấn mạnh về ý thức của chị ấy Mệt cái gì mà ngồi bấm điện thoại Cười nói rõ là ồn ào Thế mày có muốn uống trà sữa không? Em không cần Đừng có mang mấy đồng tiền ra dụ em Và cũng đừng bao giờ xoáy sâu vào vấn đề của em Anh lo việc của mình đi Ơ cái con bé này Bây giờ mày ghê gớm nhỉ Bố mẹ không có nhà Nên trưa nay em qua phòng mẹ ngủ Cho bạn gái của anh ngủ nhờ phòng của em anh nhớ nhắc chị ấy dọn dẹp gọn gàng lát nữa em về chưa thấy dọn đừng có trách nếu như chưa dọn thì mày làm gì anh thấy mày như kiểu cố tình kiếm cớ gây sự với anh chị ấy là khách đến đây mày là chủ nhà mày dọn dẹp đi một chút thì chết à anh em với nhau lúc nào cũng như kẻ thù nhìn mặt của mày anh thấy hãm vậy thì anh đừng nhìn em được chứ sẽ không thấy hãm nữa nói xong hà my chạy thẳng xuống phòng của mẹ và đóng cửa cái rầm. Ăn tối xong xuôi, Long đưa bạn gái đi dạo quanh thành phố. Hà My ở nhà nằm xem tivi với mẹ. Gương mặt của cô kể từ lúc anh trai đưa bạn gái về nhà đã sớm trở nên cau có. Không thể nào vui vẻ bình thường. Bà Trúc ngồi trước kệ trang điểm, tỉ mỉ skin care. Thấy con gái mặt mày ủ rũ, bà cất lời quan tâm. Lần nào anh Long về, con cũng có cái thái độ này lâu ngày anh trai mới về mà đáng lẽ ra con phải vui vẻ chứ con xin lỗi mẹ con không thể nào vui được khi mà chạm mặt anh Long bây giờ lại thêm cả nàng dâu hờ tương lai của mẹ mới gặp mặt lần đầu tiên con đã cảm thấy khó chịu rồi khó chịu cái gì thì nên để trong lòng đừng có lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó coi hết ra khách người ta không tự nhiên hiểu chưa con không giả tạo được như thế Nhìn thấy chị ấy là con khó chịu rồi Mẹ không biết đâu Trưa nay con đi học về Mở cửa phòng ra suýt thì tức ói cả máu Đồ nữ trang chị ấy bày đầy ra bàn học của con Giày dép thì vứt được dưới nền nhà Mỗi nơi mỗi chiếc mẹ ạ Quần áo cũng thế Đồ lót Miếng dán ngực Vứt đầy ra giường Mấy đồ mỹ phẩm của con Chị ấy tùy tiện sử dụng Không gian riêng tư của con Bỗng nhiên bị chị ấy chiếm Còn khó chịu Mẹ Mẹ không hiểu được đâu có tí chuyện bé như thế... mà con cũng cáu được. Như thế nào gọi là chuyện bé hả? Đó là ý thức, là nề nếp sinh hoạt của chị ấy. Không phải là chuyện bé hay là chuyện to. Chấp nhận là đi xe khách đường dài về rất mệt. Nhưng mệt không có nghĩa là động chỗ nào. Cũng vứt. Mà con thấy chị ấy có mệt gì đâu. Ngồi ở phòng khách xem điện thoại. Cười hí hí với anh Long. Ấy. Hà mi bực bội nên không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Cô cứ như vậy nói ra những tâm tư dồn nén mà càng ngày hôm nay cô bức xúc. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cổng, tiếng bước chân của cô Lan vọng đến đều đều, sau đó là giọng nói quen thuộc của Linh. Dạ cháu chào cô, Hà Mi có nhà không ạ? À, cháu đi xe vào đi, Hà Mi nó đang trong nhà đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Dựng xe trước sân, Linh tháo mũ bảo hiểm và lấy một chiếc túi ni lông có đựng trà sữa chân châu đường đen đồ uống yêu thích của Hà My và đem vào. Cháu ngồi đây một lát, cô vào phòng cô gọi Hà My nhé. Dạ vâng. Lát sau Hà My vội vã, chạy từ phòng của mẹ ra ngoài. Vừa nhìn thấy Linh, Hà My vội hỏi. Vừa đi đâu về, bà ghé qua đây chơi thế? Anh Long về chơi, có phải không mày? Sao mày biết? Thì đi uống trà sữa, người ta vừa mua cho đấy. Ai, đúng là món người ta thích. Bạn tốt là phải như vậy Biết thích trà sữa là mua cho ngay Này anh Long về Chả thấy thông báo với người ta một câu thế Điện thoại không có thông báo kiểu gì Với cả tao và anh Long ấy, Không hợp tính nhau Nhà mà có đủ hai anh em kiểu gì cũng tranh cãi suốt ngày Này Nhưng mà tại sao mày biết anh Long về Vừa đi đường Gặp anh ấy chờ em nào Lang thang ngoài công viên ấy. Bạn gái của anh ý Ở Hà Nội về đấy Thật á? Thật. Thế nên ấy, mày từ bỏ ý định ấy đi. 30 chưa phải là Tết. Chỉ cần anh Long chưa có vợ thì tao đang còn cơ hội. Có đúng không? Mày bị dở người à? Ngoài kia thiếu gì còn đàn ông con trai. Tại sao phải tương tư anh Long nhà tao? Anh trai của tao ấy chả có ưu điểm gì xấu tính nhất trên cuộc đời này. Mặc kệ, trong mắt của tao anh Long là số một. Tao sẽ không bao giờ từ bỏ ý định. Một ngày nào đó, tao hứa rằng tao sẽ chiếm được trái tim của anh ấy mày đúng là xem ngôn tình cho lắm vào rồi xến xúa kinh dị này đi chơi một lát đi nghỉ lễ mà cứ quanh quẩn ở nhà không thấy chán à điện thoại không máy tính thì không nếu là tao chắc là tao phát điên lên rồi tập thích nghi thôi chưa biết làm sao được thì bây giờ mày lên thay đồ đi đi chơi một tí ở nhà suốt chán lắm phụ huynh không cho đâu Bố tao bây giờ quán triệt kinh lắm. Bố đồng ý, thì tao mới được đi. Ai, đúng là con ngoan trò giỏi, gương mẫu như mày. Kiểu gì, cũng đỗ thủ khoa, trường đại học danh tiếng. Thủ khoa cái gì? Học hành chán bò sử. Không rớt tốt nghiệp là may rồi. Mà ngồi đây nói chút chuyện rồi về nhá. Uống trà sữa no rồi. Bây giờ ra đường, tao cũng lười lắm. 12 giờ đêm, Hà Mi đang mơ mà ngủ thì cửa phòng bật mở trong đêm tối hương nước hoa nữ nồng nặc ùa vào trong phòng lát sau là tiếng bước chân rón rén hà mi tỉnh giấc và biết tiếng động đó là do bạn gái của anh trai cô tạo ra thật là tức chết đi chơi tới khuya mới về đúng lúc người ta đang ngủ ngon thì bị đánh thức hà mi bực bội chùm chăn kín đầu để cố chìm vào giấc ngủ nhưng chết tiệt tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ nhà tắm những âm thanh ồn ào như thế cứ lan truyền cả không gian nhỏ bé. Hà Mi không thể nào ngủ tiếp được. Cứ nghĩ đến những chuyện không vui, cô lại càng thêm khó chịu về sự xuất hiện của anh trai và cô bạn gái của anh. Mới chỉ có một ngày thôi mà không khí gia đình bị đảo lộn tới mức này. Thử hỏi sau này chị ấy là vợ của anh Long thật. Khi ấy cô không biết còn phải chịu đựng những thứ tồi tệ gì. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Hương thơm từ sữa tắm và mỹ phẩm của con gái cũng theo đó tràn ngập cả không gian. Hạ Mi mở hé chăn và nhìn trộm. Trang, bạn gái của Long, mặc chiếc váy ngủ ngắn tới mông, kích thước đầy đặn trước thêm ngực nhô lên sau lớp vải mỏng manh, dường như chị ta không mặc áo lót. Sự kiêu hãnh nơi đỉnh núi cao cứ như vậy nhô lên phía trước, thi thoảng lại phập phồng theo hô hấp và cử động thân thể của cô ta. Ngồi trước kệ trang điểm của Hà Mi, nhờ ánh sáng mờ hắt ra từ phòng tắm Trang tranh thủ skin care trước khi đi ngủ Nhìn chị ấy đúng là sexy thật Hà mi nghĩ thầm Đúng lúc này cửa phòng lại truyền đến tiếng động Cánh cửa mở ra Hương thơm nam tính nhạt nhạt lan tỏa Là anh Long Hạ mi khẳng định chắc chắn Dù không mở chân và quay người ra Tiếng bước chân khẽ giòn rén Đến gần kệ trang điểm Này Em đang skin care Làm cái gì thế hả à? hà my tò mò muốn biết giờ này anh long qua đây làm gì nên hém mở chăn thêm một chút nữa và quan sát ôi trời đất trang đang ngồi trước kệ trang điểm anh trai của cô đang đứng ở phía sau hai bàn tay của long vòng lên trước và ôm trọn lấy kích thước tròn đầy trước thềm ngực của trang tắm cái gì mà lâu thế anh chờ em mãi mới có một lát thôi mà anh đã nôn nóng tới mức này rồi sao bởi vì muốn được ở bên em nói đoạn long xoay người trang lại anh cúi xuống và úp mặt mình vào khe rãnh mê người trước núi đôi đầy đặn và hít hà đầy thỏa mãn anh dừng lại đi đang ở phòng em gái anh đấy nó đi học cả ngày mệt rồi bây giờ ngủ say như chết biết cái gì đâu không được vậy thì qua phòng anh nhé anh nhớ em lắm không đợi trang đồng ý long đứng dậy và bế trang đi ra khỏi phòng trong thoáng chốc không gian sắc dục khi nãy trả về yên tĩnh như vốn có. Cánh cửa đóng lại, Hà Mi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Thật sự không ngờ hai người họ đến bên nhau, đến tận bây giờ mới về. Vậy mà bây giờ lại còn bày trò như thế này. Bài đặt ngủ riêng để che mắt người lớn, ảnh hưởng đến cả không gian riêng tư của người khác. Chết tiệt! Về phòng riêng, Long ngồi xuống giường và bế trang trong lòng mình. Đôi bàn tay vẫn không ngừng tìm kiếm cái cảm giác mịn màng, nơi da thịt nữ nhân của Trang. Bờ môi nóng ấm tham lam, hôn lên má, hôn lên cổ, rồi dần dà đáp xuống nối đôi đầy đặn mà chiêu ghẹo thưởng thức. Anh Long này, em có cảm giác Hà My nó không thích em. Ôi giời, em để ý đến con hâm đấy làm gì? Nhà con mình nó là con gái, bố mẹ anh chiều quá, nên tính tình nó lập dị lắm. Một mình một kiểu, chả giống ai. Nào, đừng có khép chân lại như thế anh lại không chạm vào được em không biết đâu ngày mai em về hà nội em không ở nhà anh nữa chả thoải mái tí nào em lại dỗi đi à ngày kia mình lên trường luôn em không đợi được anh à sáng mai đi về quê thăm ông bà cố ngoại của anh nhé em đồng ý từ trước còn gì nhưng bây giờ em thấy ngại lắm về quê cơm em không biết nấu mà ăn xong ấy lại phải rửa bát nghĩ đến thôi đã sợ rồi lúc đấy anh làm với em mà về quê các cô, các chú, các bà đông lắm. Em không làm ấy, thì mấy người đấy làm, lo cái gì? Chỉ cần đi bên anh là được. Anh hứa rồi đấy nhá. Chuyện này đơn giản, làm sao có thể để người yêu của anh thiệt thòi được chứ? Lòng đầy trang xuống giường, sau đó anh trườn lên người của cô, nhanh tay tháo gỡ chiếc váy ngủ, mặc như không mặc, khỏi người của cô, và chiêm ngưỡng thân thể sexy đang run rẩy dưới tầm nhìn của anh. Vừa xong ở công viên rồi, Sao bây giờ anh lại muốn Tại vì em hấp dẫn quá Ở gần em Anh không thể nào ngăn cản được ham muốn Bản năng của anh Tiết trời dần truyền mình sang những ngày hạ Cái nắng bắt đầu gắt gao hơn Nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể Trong một ngôi làng Nằm sâu trong dãy núi đá vôi Có khoảng 50 mái nhà lợp ngói san sát nhau Bình yên giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ Dưới những bóng cây cổ thụ rộng ngợp Xe ô tô và các phương tiện giao thông dựng la liệt Bên trong sân của một ngôi nhà cấp 4 khang trang, có khoảng 20 đến 30 người cùng nhau tổ chức ăn uống và dọn dẹp. Giữa trưa nắng, có một cô gái diện chiếc váy nhung màu đỏ trói, đồng đành đi từ trong sân nhà cấp 4 ra đầu ngõ và đứng dưới gốc cây cổ thụ gương mặt không che giấu được sự bực bội. Liền sau đó là dáng hình bành bao của cậu thanh niên chạy theo, gương mặt tỏ ra lo lắng và quan tâm. Trang, em lại hờn dỗi cái gì thế à? anh đưa em về nhà ở đây em không thích chưa kể hôm qua anh bảo phụ em rửa bát thế mà anh có giúp gì đâu anh nhìn đi bộ móng em mới làm ngày hôm kia tốn mấy trăm nghìn của em rửa xong cái chỗ bát đấy hỏng hết à anh thấy nó vẫn đẹp mà có bị bong chóc gì đâu với cả khi nãy nhìn thấy em dọn dẹp rồi cũng muốn ra ngoài giúp em một chút nhưng mà lâu ngày anh không về quê các chú các bác cứ mời uống rượu anh thực sự không nỡ từ chối đúng là đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ biết uống rượu thôi thôi mà đang ở nhà ông bà cụ ngoại có cái gì mình về nhà nói chuyện nhé kẻo mọi người chú ý em không biết bởi vì anh không giữ lời hứa khi nãy anh thấy các chị cả hà mi cũng dọn dẹp cùng em có phải là mình em dọn đâu hôm nay có mấy mâm thôi cũng nhẹ nhàng sau này em mà làm vợ anh thật về quê nội nhà anh ấy còn đông gấp 10 lần thế này. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Em không kết hôn. Chỉ nghĩ đến việc về ra mắt đôi bên hai họ thế này. Em cũng cảm thấy mệt rồi. Chiều nay anh đưa em về thành phố. Em sẽ về Hà Nội. Em không muốn ở lại đây. Nào, Trang. Lại bắt đầu trẻ con rồi đấy. Có tí chuyện đơn giản như vậy. Mà em cứ khuếch đại lên. Cả buổi sáng anh phụ em nhặt rau rửa rau các thứ. Thế chả nhẽ bây giờ. Anh đang ngồi trên bàn nhậu anh lại bỏ ở đấy, đi rửa bát cùng em à? Nói tóm lại là em không biết. Em đang cảm thấy rất bực bội. Trang, nếu như anh biết em trẻ con như thế này, anh không bao giờ đồng ý đưa em về quê. Anh đang dọa em đấy à? Thế anh nghĩ rằng là em thích về à? Cô em gái thì đồng đành, nhìn mặt thì dâm dê, thấy ghét. Bố anh thì lạnh lùng, chả nói năng câu nào. Về nhà của anh áp lực bỏ sự. Hôm nay em về quê. Em rửa có mấy cái bát nhặt mấy cọng rau thôi mà em làm mình làm mẩy thế này lúc ở thành phố anh có thấy em động chạm về việc gì đâu bát em không phải rửa phòng không phải dọn em thích ăn thích chơi anh cũng đưa em đi anh đang không hiểu nổi là em khó chịu điều gì em á, em là như vậy đấy anh chịu được thì chịu mà không chịu được thì chúng mình chia tay đúng là đồ trẻ con đứng lúc sau gốc cây hoa sữa Hà My nghe được hết nội dung cuộc nói chuyện của anh trai cô và người yêu. Sẵn không có thiện cảm, giờ đây cô càng thêm khó chịu vì cái tính tình tiểu thư của bà chị này. Trang giận dỗi bỏ chạy dưới trời nắng, lòng bất lực chạy đuổi theo, sau cùng vẫn là anh phải xuống nước. Thôi, giữa trưa nắng, em cứ đi thế này, da rẻ của em đen sạm đi đấy. Mất bao nhiêu công sức để chăm sóc, nghe anh đi vào bóng mát. Anh cứ mặc kệ thôi. Đưa người yêu về quê để người yêu buồn thế này, làm sao anh mặc kệ được? Anh vào mà tiếp rượu các chú các bác của anh ấy. Anh có sai đâu. Ngồi nói chuyện với mọi người mà. Nhưng em không cần biết. Để em đi Hà Nội. Thôi, để em đi Hà Nội, một mình anh đâu yên tâm. Anh cứ làm tròn bổn phận con cháu có hiếu của anh đi. Trang, anh xin lỗi. Được chưa? Được chưa? Thái độ xin lỗi này của anh không thể nào chấp nhận được. Thế phải xin lỗi như thế nào? Hay tối nay anh bù cho em nhé. Hôm nay về quê còn không biết tối ngủ ở đâu, bù bù cái gì? Đừng nói là lại muốn em ngủ chung với em gái của anh nhé. Nhìn mặt con bé khó chịu. Em không ngủ với nó. Bộ mỹ phẩm hôm trước em nói là cái gì ấy nhỉ? Đang nói chuyện tự nhiên, nhắc đến mỹ phẩm làm gì? Thì anh mua cho em. Nhân dịp gì mà mua? Người yêu anh cáu thế này Anh phải mua để tặng cho người yêu chứ Cáu nhiều nhanh già lắm <laughs> Anh lại dám bắt nạt em Anh vừa mới chê em xấu chứ gì Đáng ghét Giữa chờ vắng Long ôm chầm lấy cô người yêu dưới bóng cây cổ thụ Nhìn trước nhìn sau không thấy ai qua lại Lòng mây đánh bảo Đưa tay vào sau lớp vài áo Và mơn trớn tấm lưng mềm mịn của Trang Nào Anh đừng làm thế Mọi người mà nhìn thấy mất mặt lắm Thế bây giờ em phải ngoan nhé Đi vào trong với anh Không được trẻ con như khi nãy Nốt hôm nay tôi đấy nhá Em thả cho anh đấy Người yêu của anh rộng lượng nhất trên đời 10 giờ đêm Chiếc xe bày chỗ của ông Hòa về đến thành phố Hà mi mệt mỏi ngủ thiếp đi Bà Trúc lay lay cánh tay Nhẹ nhàng đánh thức con gái Hà mi dậy đi con Sắp sửa đến nhà mình rồi Sao mẹ bảo ở quê chơi hai ngày Vừa đi một ngày Đã về luôn à ban đầu mẹ cũng tính thế nhưng mà nghĩ lại về quê không quen sợ mất ngủ tối mai mẹ phải đi trực thiếu ngủ mệt lắm không làm việc được về nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe mai còn đi làm chứ lúc sáng còn nói chuyện với cái thảo với cái kiều đang tính tối nay mấy chị em ngủ lại bên nhà ông bà cụ lại bể kẻo đa đảm đúng với nhau được rồi cơ à thì ngày trước mỗi khi nghỉ hè mẹ hay cho con về quê chơi những lần như vậy con với thảo và kiều hai đi tàn bộ ra cái hồ phía sau núi, ấy. bên cạnh là cái chùa nhỏ, bọn con dạy tắm ở hồ. khi nào buồn ngủ thì mới về, thích lắm mẹ ạ. À. bây giờ mới kể cho mẹ nghe. nhưng mà cái hồ đấy nó sâu lắm, coi chừng bị đuối nước. ba đứa con gái đêm vắng, ai biết mà cứu à? bọn con đều biết bơi mà, sợ cái gì? bên cạnh là chùa, chi hô lên, ấy. có mấy chú tiểu ra giúp ngay. nhưng mà chúng con chỉ bơi gần bờ thôi, nước trong veo, thích ơi là thích thích về quê vậy tại sao không nói với mẹ mẹ cho con ở lại chơi chiều mai tự đón xe về sau cũng được bố mẹ về rồi thì con phải về theo ở lại phải nhờ người ta ra đường đón này kia ôi nắng nóng thế này mệt mỏi lắm con thả về trước còn hơn cũng biết tính toán nhỉ với cả con sắp thi tốt nghiệp rồi không ham chơi được khi nào thi xong trong thời gian chờ đợi kết quả con sẽ về quê chơi một tháng lúc đấy Mẹ nhớ Nhưng mà con cũng không về đâu Vâng thưa chị Chị về học hành thi cử cho tốt vào Sáng ngày hôm sau trong phòng bếp Hà My giúp cô Lan nhặt rau và rửa rau Nhìn ra phòng khách thấy anh trai và cô người yêu Vô tư chiêu đùa Nghĩ lại câu chuyện hôm qua cô nghe lòm được ở trong quê Hà My cảm thấy ghét thật sự Đàm chiều một lát Hà My thì thầm với cô Lan Cô này Cô cho cháu mượn điện thoại của cô một chút Ừ, nhưng phải cẩn thận đấy nha Bố mẹ cháu mà biết Lại mắng cả hai cô cháu đấy Dạ vâng, cô yên tâm Cháu gọi cho Linh một chút Hà My ngồi núp sau tủ lạnh Và bấm số gọi cho Linh Gọi đến lần thứ hai Mới thấy bên kia truyền đến tín hiệu Alo, ai đấy Hà My đây Khiếp, hôm nay nói giọng nghe Thảo Mai thế Đồ quỷ Mày dùng máy của ai đấy người ta thấy số lạn nên lịch sự có cái gì đâu mà thảo mai điện thoại của cô lan này mày có rảnh không qua nhà tao chơi hôm trước mới bảo hai ngày lễ mày về quê ngoại thăm ông bà cụ kỵ gì cơ mà sao bây giờ lại ở nhà kế hoạch thay đổi về sớm hơn dự định bởi vì tối nay mẹ của tao phải đi trực tao hỏi lại là mày có rảnh không hỏi mà không trả lời ừ thì rảnh nhưng mà nhưng làm sao anh Long của bà có bạn gái rồi Tao chả còn hứng thú gì Mà sang bên đấy nữa Ơ ừ, hay, phải đánh đồn có địch mới vui Hôm trước ai mạnh miệng tuyên bố cơ mà Chỉ cần anh Long chưa có vợ Thì mày không bao giờ bỏ cuộc con gì Đấy là hôm trước tao bị hâm Bây giờ tao hít hâm rồi Sang đấy nhìn người ta ăn cơm chó với nhau Gà tô mà chết à Thôi, tao không sang đâu Mày sang đây đi Sang đây nói chuyện với tao à mà hôm qua về quê có nhiều cái hay ho lắm sang đây người ta cho ăn tốt bụng ấy thì đem qua bên này lại còn bắt sang đấy ngược lắm mày mà biết ngượng biết chứ làm sao không biết cái chính ấy là tao không muốn chạm mặt với tình địch ghê chưa ghê chưa đã nghĩ là tình địch cơ à nhưng mà tao nói thật đang a à cay vụ người yêu của anh long bà sang đây giúp tôi một tay giúp cái gì Tôi giúp bà cưa được anh trai của tôi Sáng luôn nhé Hà My tắt điện thoại và cười thầm trong miệng Trả điện thoại cho cô Lan Cô đứng núp sau tủ lạnh Và ngắm nhìn anh Long cùng với người yêu Đang hú hí chuyện trò Chưa đầy 15 phút sau Ngoài cổng có người bấm chuông Hà My tức tốc chạy ra ngoài Chứng tỏ là mày rảnh Vừa gọi thôi là có mặt rồi Này Anh trai của bà đang làm cái gì đang ngồi với người yêu ở trong phòng khách suốt ngày dính lấy nhau không rời nửa bước sợ thật thế mày gọi tao sang đây làm gì nhìn cái cảnh đấy tao tăng sông mà chết à vào đây cho ăn bánh hôm qua về quê được các bà các cô cho nhiều bánh ngon lắm bánh lá ngon tuyệt tầm trạng nào mà ăn thôi đừng có giả vờ đi vào đây linh theo hà my bước vào trong nhà lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy anh long đang ngồi cạnh cô gái có mái tóc màu xanh rêu, Linh cảm thấy ghen tuông khó chịu, mặc dù anh ấy và cô chưa bao giờ là người yêu của nhau. Cô Lan nhìn thấy Linh thì vui vẻ. Linh qua chơi đi à? Vào đây ngồi chơi với cô. Dạ cháu chào cô ạ. À. Hà My lúc này giả vờ cầm cái chổi lau nhà, đi đi lại lại gần phòng khách, rồi giả bộ nói chuyện với cô Lan và Linh trong phòng bếp. Linh ơi, cậu nhặt giúp tớ bó rau trên bàn nhá. Tớ lau nhà xong ấy, hai đứa mình ăn bánh lá với nhau. Ừ. Cô Lan ơi, cô có công nhận là từ khi chia tay anh Long, cái Linh nó sinh hẳn ra không? Cô Lan không hiểu gì, nhưng nhìn thấy Linh sinh thật nên cũng hùa theo. Con bé này càng lớn càng xinh, như thế này mai mốt ấy, không thi hoa hậu thì phí lắm. Cha ngồi trong phòng khách nghe thấy như vậy, nóng mặt thật sự. Cô nổi trí tò mò, không biết cô bé Linh kia là ai, mà tại sao lại là người yêu cũ của anh Long? Hà Mi lại cố ý nói to hơn. Cháu thấy trước kia lúc còn yêu anh Long ấy, cái linh nó vừa gầy vừa đen. Đúng là chia tay xong, nhan sắc thay đổi hẳn. Sức mạnh của những cuộc chia tay thật sự không thể nào xem thường. Long cảm thấy ổn nào mà nội dung câu chuyện lại liên quan đến mình nên cất lời nhắc nhở. Này, mày bớt cái mồm đi một câu thì chết à? Còn gái còn đứa, cái nết nói chuyện có duyên thật em nói chuyện ở nhà mình chứ có nói chuyện ở ngoài đường đâu mà sợ hà mi đáp lời xong còn trang lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe hà mi nhắc đến người yêu cũ của long cô thì thầm vào tai của long người yêu cũ của anh đang ngồi bên trong kia có phải không không có hà mi nó liên thuyền làm gì có chuyện đó nhìn mặt của anh kìa em không tin anh được biết anh về quê Người yêu cũ cất công đến tận nhà hỏi thăm thế này cơ mà Anh với con bé đấy chả bao giờ có chuyện Yêu đương gì cả Em đừng có để ý lời đùa gẹo của mấy đứa Chúng nó còn cao lớn hơn cả em Không thể nào mà không tin được Anh nhìn đi Con bé đi cao giáo Nhìn khúc nào ra khúc đấy Trước kia hai người đã làm gì Anh nói đi Khai Lòng bực bội quay ra nói với Hà My Mày bớt mồm bớt miệng đi Nói linh ta linh tinh Em nói chuyện với bạn của em Chả liên quan gì đến anh cả Thế thì mày đừng có nhắc đến tên anh Lòng trợn mắt lên nhắc nhở em gái Còn Hà My đi gần về phía phòng bếp Rồi được Đà nói to hơn Nhớ cái ngày mà anh Long tán cái Linh ấy Mỗi lần nhờ cháu gửi thư tay Anh ấy toàn hối lộ cháu bim bim này Kẹo mút cháu mới giúp đấy Cứ tưởng rằng tương lai hai người họ là một đôi Có ai ngờ Cô Lan nghe vậy Liền bày ra cái bộ mặt trưng hừng ở đời cái chữ duyên không nói trước được đâu cháu ạ. À? Hôm nay yêu nhau, ngày mai chia tay. Đó là chuyện bình thường. Đúng lúc này chàng giận dỗi bước lên cầu thang với gương mặt không thể nào câu có hơn. Lòng bực tức chạy vào phòng bếp và cáo lên. Mày đúng là một con điên. Mày đang nói cái gì thế à? Em chỉ nói chuyện với cô Lan thôi. Nói chuyện với cái Linh. Chả liên quan gì đến anh cả. Thế mày nhắc tên tao vào làm gì? Còn nữa, anh và Linh ấy. Đã khi nào yêu nhau Đơn giản là tán tỉnh nhau cũng chưa hề có Người yêu của anh đang ghen kia kìa Anh thấy mày cố ý phá đám Cố ý chọc tức anh thì đúng hơn Mày nói đi Có phải anh đưa bạn về nhà Nên mày khó chịu Mày tìm cách đuổi khéo hay không Ơ okay, cái anh này hay nhẹ Hàng xóm nhà mình có mấy người tên Long đây Đầu phố của anh Long nhà bác Trương này Cao giáo đẹp trai mới đi du học về Cuối phố của anh Long chạy Grab Tuy là không giàu bằng anh Long đầu phố Nhưng mà khá men lì Này, anh đừng ảo tưởng nhá Em chỉ nhắc đến người có tên giống anh thôi Không hề nói anh Mày Mày giỏi lắm Em gái anh chả có tài Chả có gì giỏi cả Anh quá khen rồi Giờ thì anh biết Mày có tài phá đám Để lát nữa anh xử lý mày sau Nói xong lòng tức tối bỏ chạy đến cầu thang Để tìm cách xoa dịu cơn ghen của người yêu Bóng của anh khuất sau cầu thang Hà mi quăng cái chổi vào góc nhà Và ngồi xuống bàn với Linh trả thù được Dưỡng thật Sao thế Tự nhiên mày cứ bù lu bù loa cái miệng lên Để làm cái gì Tao không thích bạn gái của anh Long Tao cố tình pha đám Để họ chia tay nhau đấy đầu dở hơi Sao mày trẻ con thế hey, Cũng chả hiểu tại sao Nhưng tao có linh cảm rằng Tương lai hai người họ không đến được với nhau Thôi bà cụ non à, Bày đặt Xem tử vi, xem tướng số ừ, Thôi chuyện tương lai Chả ai biết trước điều gì Trước mắt đi vừa xả giận được Nên cũng khá thoải mái Mà thôi bọn mình ăn đi Cái bánh này bác Tào làm ngon nhất làng đấy Ừ để xem Ngon cỡ nào Mà mày lại khen như thế Hà My và Linh ngồi trong phòng bếp Vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả Bỗng ở trên gác Vọng xuống tiếng lộc cộc Kèm theo đó là tiếng gót giày nện xuống nền đá hoa Nghe inh tài nhức óc Trang à Mọi chuyện không như em nghĩ Cái Hà Minh nó nói đùa Phố nhà anh có tới ba người tên Long Em không tin à Chàng trên gác đã kịp thay bộ đồ khác Tay kéo vali Cô ta vùng vàng bò xuống cầu thang Ở phía sau gương mặt của Long nhăn nhó đi theo Và nói những lời thanh minh Như muốn níu kéo cô người yêu đồng đành Em không có gì để nói với anh Chàng đi đến phòng bếp Và nói với cô giúp việc Cô ơi cháu có việc Nên cháu về Hà Nội trước khi nào có dịp, cháu về chơi ạ. À? Cả cô Lan, cả Hà Mi và Linh đều ngỡ ngàng khi thấy Trang nói như vậy. Nhất là Hà Mi cô chú ý chọc tức chị ta một chút, nhưng không ngờ chị ta tính tình lại nóng này tới mức này. Giận dỗi là sách đồ bỏ đi ngay. Cô Lan bỏ giờ công việc đang làm, quay sang nói với Trang. Được nghỉ ba ngày cơ mà, sao vội đi thế cháu? Ở đây chơi ít hôm rồi hãy đi, chẳng mấy khi về quê chơi thế này. Cô đang nấu bữa trưa, hay ở lại ăn cơm xong Chiều hãy đi Cháu cảm ơn cô Nhưng cháu có chút việc Nên cháu phải đi Cháu đi đi ạ Nói xong quay sang nhìn Hà My Nhưng ánh mắt của Trang Lại dừng trước gương mặt xinh xắn của Linh Quan sát một lượt Quả đúng là cô nữ sinh trung học này rất dễ thương Càng nhìn Linh Trang lại càng cảm thấy máu ghen sụp sôi Cố nén giận Trang nói với Hà My Chị về Hà Nội bây giờ lát nữa bố mẹ về em nói với hai bác là chị về trước không kịp chào hai bác khi nào rảnh có dịp lên hà nội alo cho chị nhé chị đưa em đi chơi ô sao chị về hà nội sớm thế chị ở đây chơi thêm vài ngày cho vui ờ ừ, chị có việc nên không ở thêm chị đi đây có dịp chị em mình gặp nhau sau dạ vâng em chào chị trang đi ra ngoài cổng long đưa tay ra giữ chặt lấy vali và níu giữ người yêu anh biết là em đang ghen, chứ chả có việc gì đột xuất cả. Đó không phải là việc của anh. Tại sao em trẻ con thế? Anh bảo với Hà My rồi, là nó kể chuyện người khác, không phải là nói anh cơ mà. Đang tự nhiên đùng đùng giận dữ ghen tuông bỏ về. Anh thật không thể nào hiểu được em. Anh không cần phải hiểu. Chàng đưa tay ra và tùy ý vẫy một chiếc taxi và ngồi vào. Lòng dù cố gắng níu giữ, nhưng không thể nào khiến cho người yêu thay đổi ý định. Một năm sau, ký túc xá trường đại học thương mại. Trở về phòng khi trời đã tối mịt, Hà My mệt mỏi tháo đôi giày và đặt ba lô về giường của mình. Một buổi dậy kèm thực sự hao tồn sức lực của cô. Hà My thấy bụng đói mèo, hai mắt như mờ đi, cổ họng thì khàn đặc vì nói quá nhiều trong một buổi chiều. Hà My, vừa mới đi dậy về đi à? Nằm ở phía giường đối diện, chị Tuyết một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhón đồ ăn vặt cho vào miệng và hỏi cô Dạ vâng, chị đã tắm gội gì chưa? Thế mọi người đi đâu hết rồi ạ? À? Mấy đứa nó đang đi thể dục thể thao gì đấy Cái hạnh nó đang tắm Mà phòng tắm bên ngoài đang còn trống đấy Em tắm giặt đi, chuẩn bị mà ăn tối Dạ vâng Em phải ngồi nghỉ một lát Hôm nay trời nắng, mệt quá chị ạ à? Ngồi dựa lưng vào bức vách Hà My lấy điện thoại trong ba lô ra Và tranh thủ đọc tin tức Màn hình khóa được kích hoạt Hà My thấy hai tin nhắn mới của anh Long và ba của gọi nhỡ của Linh. Không cần đọc nội dung cô cũng hiểu được mục đích nhắn tin của anh trai cô là gì. Hà My bấm số gọi cho Linh trước. Này, có chuyện gì mà gọi nhiều thế? Có việc thì mới gọi. Tối nay rảnh không? Đi chơi với tao. Hôm nay ở ngoài giả phim, có phim hay lắm. Tối nay tao bận làm tiểu luận, hôm khác đi. Vừa đi dạy về, mệt ơi là mệt. Vẫn dạy kèm cái thằng cu bé Nhà anh phóng viên à Ừ vẫn đang kèm Nhưng mà nó tiếp thu chậm lắm Mỗi lần đi dạy về chị muốn ngủ một giấc Cho đến sáng hôm sau thôi Mệt kinh khủng Nhà thì giàu Nịnh mẹ một chút thì tiền tiêu vặt cả tháng Mày đâu phải nghĩ Mệt quá thì xin nghỉ đi Cố làm gì không có thời gian học hành Hay là chuyển qua Làm ở cửa hàng tiện lợi Nhàn hơn nhiều Tuy lương không cao bằng đi dạy nhưng mà cũng vừa sức với sinh viên bọn mình biết thế nhưng mà tao chót võ miệng với bố rồi lên đại học đi tìm việc làm thêm tự mua sắm những thứ mình thích bây giờ tao mà mở miệng ra mà xin tiền nhục lắm ơ ừ, hay con cái xin bố mẹ là chuyện bình thường có cái gì đâu mà nhục hầm với cả sáng tháng tao tính ra ngoài thuê trọ không ở ký túc à chuyển ra ngoài bố mẹ bà có đồng ý không thuê phòng bây giờ không khó nhưng mà cái chính là cái giá cả ấy ở trong này tiền phòng đúng rẻ thật nhưng mà ở chung nhiều người bất tiện lắm hà my vừa nói vừa nhìn sang chị tuyết rồi đứng dậy bước ra ngoài hành lang nói chuyện điện thoại với linh đông người quá thì tìm ai đó ra ngoài ở ghép hai người thuê một phòng cũng được tuy không thoải mái như ở nhà nhưng mà đỡ hơn nhiều so với ở tám người một phòng bây giờ nghĩ lại tao vẫn thấy sợ kỳ đầu ở ký túc ấy Mỗi khi mình buồn ngủ thì mấy bà kia lại học. Cứ nhắm mắt vào thì tiếng thì thầm to nhỏ, âm thanh sách vở sột soạt. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy trầm cảm. Bất tiện chỉ là một phần. Gần đây tao còn hay bị mất tiền. Hà Mê nhìn trước nhìn sau thì thầm vào trong điện thoại. Ở đầu dây bên kia Linh ngỡ ngàng hét lớn. Cái gì? Trong phòng có người ăn cắp à? Thế mày nghi ai chưa? Mà mất nhiều không? cũng không nhiều thi thoảng mất năm chục một trăm một mất mười ngờ bây giờ biết nghi ngờ cho ai vì mấy cái đồng tiền đấy mất đoàn kết thì cũng không đáng chẳng may đồ oan cho người ta thì nhưng mà hay bị mất như vậy thì mày phải theo dõi xem thế nào chứ tám người biết thế nào mà theo dõi càng ngày tao càng cảm thấy bất tiện mỹ phẩm mua về trả dùng mấy quay qua quay lại thì hết mà mình toàn dùng mỹ phẩm đắt tiền Chứ không phải là mấy cái đồ trôi nổi trên thị trường Bực lắm mày ạ à. Cái này mày phải quán triệt rõ ràng Của ai dùng người nấy Mất lòng trước nhưng được lòng sau Người lớn với nhau cả rồi Nói ra thế này Tao ngại lắm Thôi nha Bây giờ mày phải nghĩ cách đi À mà này Công việc ở cửa hàng tiện lợi có áp lực không Tao thấy bình thường Mới đầu làm chưa quen thì căng thẳng một tí Chứ bây giờ thích nghi được rồi chỉ có điều phải đứng nhiều Đi đi về về mỏi chân đấy Lúc trước tao cũng định xin vào làm Nhưng thấy đứng lâu Sợ không chịu được Nên mới đi dạy kèm Em bé nhà anh phóng viên kia tuy hơi chậm Nhưng mà ngoan Với cả vợ chồng anh chị ấy vắng nhà Chỉ có bác giúp việc Nên dạy khá là thoải mái Chả bị áp lực gì Thế thì tốt Cố gắng kèm em bé cho tốt vào Lương cao Không phải đi làm nhiều Một tuần học ba buổi thôi Ừ thế thôi tắm đi người ta định rủ đấy xem phim mà không có hứng thì thôi ở nhà xem phim trên mạng cũng được mà này cuối năm rồi không lo thi cử đi hở ra một tí là chơi bời linh đúng đại gia nhỉ nào dám ai mà sánh được với sự giàu có của cô giáo hà mi bớt xạo đi giàu có cái gì nói chuyện sau nhé cuộc gọi kết thúc hà mi ngồi xuống bậc thang của ký túc xá mở tin nhắn của anh trai ra đọc Hà My tháng này em còn dư đồng nào không? Cho anh mượn ít hôm, đầu tháng có lương anh gửi. Hà My mệt mỏi không muốn soạn tin đáp lại. Cô bấm máy gọi đi. Lát sau cô gọi được kết nối. Vọng vào điện thoại là âm thanh ồn ào của một bản nhạc gì mít. Em đây. Bận cái gì à? Anh nhắn tin cho mày bao lâu rồi? Bây giờ mới gọi. Anh đang làm cái gì mà ồn thế? Vừa tắm vừa nghe nhạc à? Không, anh đang đi tập gym. Mày lúc nào chỉ nghĩ anh tắm thôi Ai mà biết được Lần nào anh tắm ý, Em cũng thấy anh mở nhạc ẩm mỹ Anh nhắn tin cho mày rồi Có cần anh nhắc lại không Em đọc được rồi Em mới gọi đây Em đang đi học Hàng tháng Nhận được mấy đồng tiền chu cấp của bố mẹ Anh nghĩ xem Em có dư giả được không Tháng này anh hỏi mượn tiền em Lần này là lần thứ ba rồi đấy Anh chưa trả được đồng nào Trong khi anh cũng đi làm Mà lương tháng của anh chưa khi nào dưới 15 triệu cả Anh tiêu xài cái gì Mà lúc nào cũng hết tiền Anh có việc của anh Bọn con trai thi thoảng ở tổ chức nhậu nhẹt ừ, Tốn kém nhiều thứ Không như bọn con gái bọn mày Mà mày có còn tiền không Mày đi ra sư chắc cũng kiếm được khá khá Cho anh mượn 500 Anh ăn đến hết tháng nhá Tháng này chi tiêu quá đã Hết sạch rồi Đại gia cái gì Ai, Em còn đi học cố gắng sắp xếp thời gian lắm mới đi làm thêm kiếm được ít tiền lương tháng của em chưa bằng một phần ba của anh như thế gọi là đại gia cái gì anh mua sắm hoặc có việc quan trọng thì em có thể cho anh mượn nhưng em thấy anh chả biết quý trọng đồng tiền đi làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu lúc nào cũng trong tình trạng âm lương này cái con kia mày lại bắt đầu cảm giảm như bà cụ rồi đấy em vừa đi làm về em đang mệt đấy anh đừng nói gì. Không em cáu bây giờ. Mày đại dọa anh đi à? Mày không cho mượn thì thôi. Tắt máy đi. Nói chuyện với mày khó chịu. Có lương nhớ trả tiền cho em đi nha. Em đi làm vất vả. Không phải để anh bao nuôi bạn gái đâu. Không đến lượt mày phải dạy dỗ anh. Bớt cái mồm đi. Em nói sai à? Em thấy anh đi làm không đến mức không đủ chi tiêu. Một mình anh hoàn toàn thoải mái. Nhưng vấn đề là anh ở chung với chị ấy. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều là anh lo. Ta bảo rồi không phải việc của mày. Mày không cho mượn tiền thì bớt nói đi. Anh tắt máy đi nhá. Em cũng chả thích nói chuyện với anh đâu. 7 giờ tối từ thang máy bước về phòng. Trang ủy oài di chuyển trên đôi quốc 15 phân. Gương mặt make up kỹ lưỡng. Từ buổi sớm giờ đây đã nhạt nhòa đi không ít. Thấy Long nằm trên sofa ung dung xem điện thoại. Trang có kỉnh. Anh đã nấu cơm nước gì chưa? Nằm xem điện thoại sướng thế. Anh cắm cơm rồi, còn món sườn nướng. Em bảo anh làm không đúng khẩu vị của em. Nên anh đang để trong tủ lạnh, chưa làm. Đi làm về sớm, có một bữa tối thôi, mà cũng không nấu được. Trang vừa tháo đôi guốc vừa cầu nhau. Lòng nghe như vậy liền buông điện thoại xuống bàn, rồi đứng bật dậy đi về phía nhà bếp. Loay hoay lấy rau củ trong tủ lạnh ra, để chuẩn bị bữa tối. Bây giờ anh nhặt rau, anh nấu canh. Lát nữa em thay đồ, làm món sườn nhá. Em ăn quen nên em biết nếm chuẩn gia vị, còn anh anh chịu. Anh như thế mà bảo là yêu em. Yêu em mà món em thích ăn anh lại không biết làm. Anh đang cố gắng, nhưng mà em chê anh làm không ngon còn gì? Bây giờ anh ra nấu. Em chê không ngon đấy, có phải là mất công anh làm không? Mà em không ăn ấy thì thành ra lãng phí. Làm sườn nướng ấy chỉ một lát là xong nhá. Anh thấy em càng lúc càng khó tính em đi làm về và em đang rất mệt em không muốn gây sự với anh anh cũng đang rất nghiêm túc chứ không hề có ý gây sự em có muốn ăn sườn nướng không nếu không ăn để hôm khác nấu anh nấu canh làm thịt bò xào bông cải anh đưa em về để hỏi ý kiến chứ thật ra anh cũng thấy đói bụng lắm rồi thôi được rồi ăn theo ý của anh đi em cũng chả còn tâm trạng gì để mà ăn uống cầu kỳ Thế bây giờ em vào trong tắm gội đi Anh nấu một nhoáng là xong nhá Bên bữa tối Lòng lầy hoay lấy cơm Và đặt trước mặt của Trang Giọng nói nhẹ nhàng Ngữ khí cưng chiều âu yếm Anh nấu cơm xong rồi đấy Em ăn một chút đi cho đỡ mệt Thịt bò anh xào mềm lắm Ăn nhiều một chút nhá Cuối tuần này Cười đứa bạn cùng công ty Em chả có đồ gì để mặc cả Sao lại không có đồ Em mở tủ đồ ra mà xem Quần áo của anh không có chỗ để treo Toàn bộ đều là đồ của em cả Toàn những thứ lung linh đắt tiền Em có đi cả chục cái đám cưới Cũng mặc không hết được số quần áo ấy chứ Anh thì biết cái gì Mấy đồ đấy có đẹp Nhưng đã mặc chụp ảnh một lần rồi Một khi lên hình thì đều là đồ cũ Mặc đi với bọn bạn Chúng nó lại chê em nhà quê Anh thấy bọn con gái em đúng là phức tạp Chỉ riêng cái việc ăn mặc thôi cũng cầu kỳ quá đáng Mặc một lần hay hai lần Có làm sao đâu Miễn là nó kín đáo nó đẹp là được rồi anh không cần phải nói nói có thế thôi là tôi đủ hiểu con người của anh như thế nào rồi trang đặt bát xuống và buông đôi đũa xuống bàn cô trừng mắt lên nhìn long như muốn gây sự đang nói chuyện bình thường thái độ này của em là như thế nào hả còn như thế nào nữa em nói ý như vậy thôi là anh phải hiểu chứ như bạn trai chung nó nếu mà có việc gì đi tiệc tùng hoặc cưới hỏi là bạn trai chúng nó đưa chúng nó đi mua sắm này kia còn anh ấy hãy nhắc đến quần áo anh liền lôi cái tủ đồ của em ra và nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc làm đàn ông ấy có cái chuyện còn con như vậy anh không làm được anh nói anh yêu tôi mà có chút chuyện nhỏ như thế anh không lo được cho tôi anh có thấy mình hèn hay không chàng hình như anh nhường nhìn em quá anh chiều em quá em được đà thì phải Hừ, anh chiều tôi á anh cho tôi được cái gì mà anh bảo anh chiều tôi hôm giữa tháng em nói mỹ phẩm hết rồi trong người anh không còn tiền nhưng anh đưa cho em 4 triệu để mua em muốn anh phải chiều em như thế nào em có nghĩ đến anh không cả hai đứa đều đi làm như nhau tiền lương của em thì em mua sắm hết anh cũng đi làm nhưng có tháng nào anh mua sắm được gì cho bản thân mình hay không anh mua cho người yêu anh có cái gì anh phải kể công anh nghĩ đó là thành tích à anh không kể công anh không tự hào tất cả những việc đó bởi vì yêu em anh không bao giờ toan tính nhưng mà em đừng bao giờ so sánh ví von anh với người ngoài có thể anh không ga lăng được như họ anh không sắm sửa được cho em mọi thứ này nhưng đó tất cả là những gì anh có anh có thể dành cho em trong khả năng của mình em nói như vậy anh thật sự cảm thấy bị tổn thương thôi được rồi em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh em cảm thấy cuộc sống này càng lúc càng mệt mỏi. Anh phải nói, bởi vì anh và em chúng ta là người yêu của nhau, nhưng như vậy không có nghĩa anh phải có trách nhiệm với em trong tất cả mọi chuyện. Những việc anh làm cho em, đó là vì anh yêu em, anh tự nguyện. Nhưng đổi lại là gì? Là sự khinh thường của em. Anh là đồ hèn. Anh thật là kém cỏi. Thu nhập của anh luôn ở mức 20 triệu đồng, vừa phải lo chi tiêu sinh hoạt, mua sắm vật dụng cá nhân cho em. Anh đã làm hết khả năng của mình em cũng đi làm những việc đó có khi nào em chủ động chia sẻ cùng anh hay không hay là có bao nhiêu em đều gửi về cho gia đình và mua sắm cho bản thân rốt cuộc anh là người ích kỷ hay là em tôi thật không ngờ anh là người hẹp hòi như vậy có chút tiền bạc mà so đo tính toán với người yêu còn hơn cả người dưng nước lã đó là bởi vì tiền không phải là tiền em làm ra nên em mới không cảm thấy trân trọng thôi được từ bây giờ tôi không nhận của anh một đồng một xu tôi thật ghê tởm con người của anh em nói cái gì hả em nói thì em phải suy nghĩ trước sau em hết mỹ phẩm anh đưa tiền để em mua em muốn đi ăn đồ nướng hàn anh sẵn sàng đưa em đi cuối tuần em nổi hứng đi du lịch tam đảo anh không ngại ngùng mà búc khách sạn thuê xe đưa đón cốt là muốn làm em vui muốn em được thoải mái muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất đổi lại là gì đây là gì đây? Đây là sự chân thành mà anh dành cho em. Mà đổi lại là sự khinh bỉ của em. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Tháng này anh đã vay mượn bạn bè không ít để chi tiêu sinh hoạt. Cả Hà mi Em nên tiết chế lại cách sử dụng tiền bạc của mình đi. Trang bực tức đứng dậy bò về phòng ngủ, đóng cửa cây rầm. Lòng ngồi đó ánh mắt in hẳn những tia máu đỏ. Bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, Sức chịu đựng trong anh dường như đã chạm đến ngưỡng cực hạn. Anh thật sự không thể nào yêu thương được cái tính cách của cô người yêu này. Trường đại học thương mại, ngồi trong giảng đường, Hà Mi lơ đễnh hướng ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ. Đầu đó sau những tán lá phượng rộng ngợp, có những cánh bướm đang bay chập chờn. ánh nắng dần gắt gao. Không gian trong lớp học cũng oi bức hơn ngày thường. Mùa phượng vĩ cũng là mùa của những cuộc chia ly, một mùa hè lại đến. Hà Mi đang suy tính xem hè này cô ở lại trường đi dạy kèm hay về quê. Những lời của giảng viên vẫn vang lên đều đặn, nhưng Hà Mi không để tâm vào đầu. môn học chán ghét này, cô chỉ mong đủ điểm để không phải học lại. Đang đàn đo suy nghĩ thì điện thoại trong ba lô rung lên. Hà Mi vội vàng mở ra xem. 10 triệu đồng. Hà Mi ngỡ ngàng khi nhận được thông báo biến chuyển số dư tài khoản. Tại sao tháng này Mẹ của bé Tùng Anh lại trả lương cho cô nhiều như vậy, gần gấp đôi lương của tháng trước. Hà My soạn tin nhắn và gửi cho chị Hương. Chị ơi, em vừa nhận được tiền lương tháng này, nhưng mà chị có nhầm không ạ? À? Chị chuyển dư cho em nhiều quá. Chưa đầy 5 phút sau điện thoại của Hà My lại rung lên là chị Thu Hương dép tin nhắn. Chị xin lỗi, chị vừa có điện thoại nên bây giờ mới trả lời tin nhắn của em. Tháng này cô giáo của Tùng Anh nhận xét là bé học tiến bộ hơn chị nghĩ cháu được như vậy cũng là nhờ sự kèm cặp và chỉ bảo của em chị muốn gửi lời cảm ơn đến em muốn tặng em món quà gì đấy nhưng không biết em thích gì nên chị gửi thêm tiền em nhận cho chị vui nhé em cảm ơn nhưng mà em đi dậy đã được nhận tiền công rồi chị làm thế này em ngại quá tùng anh nhà chị tiếp thu chậm cũng nhờ có em kiên trì kèm cặp cháu nên mới có sự tiến bộ Cảm ơn em nhiều nhé. Món quà đấy là quà khích lệ, động viên tinh thần. Mà chị đang bận khi nào rảnh, chị em mình nói chuyện nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị, em chào chị. Hà My tắt điện thoại và ngồi thần mặt. Con số 10 triệu thực sự khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng. Đó là số tiền lớn nhất mà cô kiếm được kể từ lúc bắt đầu đi làm thêm. Đối với sinh viên như cô, có thể nói đó là một thành tựu đáng kể. Không để gặm nhấm niềm vui ấy một mình, Hà Mi mở điện thoại và nhắn tin cho Linh. "Này, tối nay bận gì không, đi ăn đồ nướng?" Hà Mi chủ chi. "Ơ, ừ, thật á? À? Hôm nay có bão giật cấp 15 mà. Nhà mình hôm nay cô giáo Hà Mi chiêu đãi. Thật, hôm nay bạn mới có lương, nên hào phóng một chút. Thế có rảnh không?" "Không rảnh thì thôi, người ta hủy kèo." "Ấy ấy, cô giáo Hà Mi chủ chi thì đương nhiên Linh cô nương đây phải rảnh rồi." Này uh, tao làm ca sáng Tối rảnh Này Hà mi chiêu đãi Cả đêm nhá Vậy thì tối gặp nhau 7 giờ nhá Ừ 7 giờ tối Ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn nhuốm màu cả không gian oi bức Bóng tối dần bao phủ Dưới lòng đường các phương tiện giao thông chen lấn từng chút một Chạy xe được đến nhà hàng Gương mặt Linh không che giấu được cảm giác khó chịu Gương mặt make up nhẹ nhàng Sơ mi lỡ tay kết hợp với chân váy jean cá tính nổi bật như một đóa hoa giữa đám đông. Mở máy và gọi cho Hà Mi Linh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Tôi nghe. Đến chưa? Đang ở dưới về hè. Mà mày đến chưa? Đến rồi. Ngồi tầng 3, bàn số 9. Linh đeo túi sách và bước vào trong nhà hàng. Bên trong quán đang mở bàn nhạc không lời du dương. Hưng thơm từ những món ăn mà thực khách đang dùng bữa, khiến cho Linh đói bụng. Đến lâu chưa? Cũng vừa mới tới, mà giờ này hay bị kẹt xe nên đi sớm. "Hay à, đúng là lặng lách ở ngoài kia. Suýt thì tăng sông. Gọi món đi, đói chưa?" "Đói lắm rồi, gọi con bò hai người đi." Nhân viên nhà hàng nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn, vì quá đói bụng nên Linh ăn lấy ăn để, cảm giác giống như cô nàng bị bỏ đói từ lâu. "Nghe tên nhà hàng này lạ nhỉ, lần đầu tiên đến đây, gia vị cũng không tệ." Tôi thấy mẹ của Tùng Anh nói quán ăn này được nên ghé qua ăn thử Ăn chậm thôi kẻo nghẹn Ăn cái gì mà vội thế Thằng cô bé ấy tên là Tùng Anh à Ừ hôm nay mẹ cô cậu nhắn tin cho tôi Nói là Tùng Anh ở lớp Cô giáo khen vì học tiến bộ hơn đấy Thế là cô giáo Hà Mi Lại phồng mũi chứ gì Thì vui nhưng mà chưa hết Tháng này chị ấy hào phóng Chuyển khoản cho tao 10 triệu Thật á Ừ bởi thế mới có tiền Mời mày đi ăn Hà Mi xem hàng xóm của Tùng Anh có bé nào có nhu cầu tìm người dạy kèm Alo cho Linh nhá Nghe kể mà muốn đi làm gia sư thật đấy Để hôm sau Tao nói chuyện thử với chị Hương xem sao Hà Mi thì nghiêm túc Còn Linh thì bật cười sàng khoái Không ngừng xua tay Thôi người ta đùa Thế mà cứ tưởng thật Đúng là ngốc Mà thôi ăn đi Nhưng mà đi dạy hay mà Việc tương tác với trẻ Khiến mình rèn luyện được nhiều kỹ năng khá thú vị Đặc biệt là tính kiên nhẫn Khả năng giao tiếp nắm bắt tâm lý con trẻ cũng rất tốt nghề chọn người tao nghĩ mày chọn sai ngành học rồi đấy đang lý ra mày về theo học sư phạm mới đúng tao chưa bao giờ thích làm giáo viên cả này thế mày suy nghĩ xem năm sau có nên chuyển ra ngoài chưa đầu tiên ý muốn chuyển ra ngoài thì tao phải duy trì công việc làm thêm bố tao không đồng ý cho tao chọn bên ngoài sợ yêu đương hư hỏng nếu không đảm bảo được tình hình tài chính thì tôi không dám. Nói chung việc này cần phải cân nhắc kỹ. Mà anh Long dạo này thế nào? Khi nào tổ chức đám cưới với cái chị kia? Mày đang còn quan tâm đến anh Tao à? Chả biết khi nào cưới, nhưng tình hình này tao thấy khó mà cưới được. Con người thì không có ai hoàn hảo, ai cũng có ưu điểm nhược điểm, nhưng mà tao thấy ấy, người yêu anh Long nhược điểm nhiều hơn, ngoài sinh gái ra thì chả thấy được ưu điểm nào. Hay là tao khó tính nhỉ? Mày nói thế, càng làm tao cảm thấy thích. Biết không? Thích cái gì? Đang tâm sự thật lòng mà chả hiểu công việc của anh Long thế nào. Dạo này cứ toàn vay mượn tiền không? Mượn tiền á? Ừ. Nghe nói dân IT thu nhập cao, sao lại đi vay tiền sinh viên bọn mình nhỉ? Anh Long sống thử cùng người yêu, mà với tính cách đuông chiều bạn gái của anh ấy, tao đoán khả năng anh bao nuôi. Nên bình thường ấy à? Có bao giờ thấy mượn tiền đâu Đúng là bạn gái số hưởng thật Số hưởng cái gì Bà cũng nên từ bỏ anh trai tôi đi Tương tư mấy năm trời rồi Có đáng hay không Chuyện tình cảm thật sự khó nói Đã bao giờ bà nếm trải cái cảm giác Yêu đơn phương một ai chưa Chưa Đấy Thế thì làm sao Mà mày hiểu được Nhưng mà tao thấy mày ngốc Dành tình cảm cho một người Mà biết chắc là không có kết quả khi nào anh Long cưới vợ Tao sẽ từ bỏ Đúng là cố chấp Thôi ngồi ăn đi Tao vào nhà vệ sinh một chút Hạ Mi đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh cuối dãy Đang rửa tay trước gương Bỗng từ phía sau thấp thoáng bóng dáng Của một người phụ nữ Ăn mặc sexy Chạy thẳng đến vị trí cô đang đứng Gục mặt xuống bồn rửa Và không ngừng nôn ẻ Hạ Mi ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đó Chính là chị Thu Hương mẹ của bé Tùng Anh mà cô đang dạy kèm. Hà My cất lời quan tâm. Ơ, chị Hương, chị bị làm sao thế này? Ơ, Hà My đây à? À, chị, chị uống say quá. Hà My lo lắng, dẫu gì cũng có chút quen biết. Cô bối rối vén cao mái tóc của chị Hương để tránh dính vết bẩn, nhẹ nhàng vuốt lưng cho chị. Mà tại sao em ở đây? Em đi ăn với bạn. Chị uống say thế này có về được không? Chị không sao, chị quen rồi. Em ra ngoài với bạn đi. Cảm ơn em nhé. Dạ không có gì đâu ạ. À. Công việc của chị bây giờ là như vậy, tiếp khách mà không uống rượu thì không ra vấn đề được. Mà cứ như thế này thì bao tử của chị chắc là cũng không ổn. Nói xong Thu Hương quay người bước đi, dáng hình thon thả trong bộ cánh sexy cứ như vậy uyển chuyển bước ra ngoài. Hà Mi thẫn thờ một lát, sau đó cũng rời nhà vệ sinh mày làm gì trong đấy mà lâu thế à thấy hà mì bước ra linh tò mò hỏi đi vệ sinh nhưng vô tình gặp mẹ bé tùng anh chị ấy đi tiếp khách đúng tại nhà hàng này thế là tranh thủ chuyện trò với nhau à cũng chả có gì chị ấy say quá cứ ôm cái bồn sửa tay nôn thốc nôn tháo tao lo lắng đứng ở đấy xem chị ấy có làm sao hay không Hơi... mà thôi ăn đi từ nãy tới giờ Người ta ngồi ăn luôn cả bàn rồi đấy Tao chả muốn ăn nữa Nhìn thấy chị kia nôn xong Tao sợ Chỉ là tự nhiên Tao nghĩ thế này Phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ quá Cũng chả sung sướng gì Mày bị làm sao thế Tự dưng lại nói mấy chuyện xa xôi này Khó hiểu ừ, Thôi, bỏ qua đi 11 giờ khuya tại ký túc xá trường đại học thương mại, Hà mi loay hoay làm vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh. Sau khi trở về giường ngủ, cô thấy màn hình điện thoại liên tục nhận được tin nhắn mới. Cô tò mò mở ra xem. "Hà My, hôm nay em có rảnh không? Chị buồn quá. Chị muốn đi dạo. Em có thể đi dạo cùng chị một lát được không?" Em nghe điện thoại được chứ? Là tin nhắn của chị Thu Hương, mẹ của bé Tùng Anh. Đọc tin nhắn xong, Hà My cảm thấy khá ngỡ ngàng. Chưa kịp trả lời, thì chị thuyết đồ giường đối diện, cất lời thì thầm: này, có ai nhắn tin với cả gọi điện cho em liên tục đấy. Hôm nay đi đâu mà về muộn thế hả? À? Dạ, em đi chơi với bạn. Có bạn trai rồi à? Dạ không chị, em đi ăn với đứa bạn thân từ hồi cấp 3. Em của chị tối ngày lo đi học với làm thêm, thời gian nào mà yêu đương. Tiền nhắn cả của gọi cứ dồn dập như thế, chắc là của anh nào rồi. Là phụ huynh của học sinh em đang dạy kèm. Chả hiểu tại sao hôm nay chị ấy lại gọi điện liên tục như thế người ta gọi nhiều chắc là có chuyện em gọi lại đi dạ vâng hà mi gión rén mở cửa phòng và bước ra ngoài hành lang gió miên man cái nóng của ngày dài giờ đây cũng dịu đi đôi chút những hồi chuông vẫn vọng lại đều đều phải đến cuộc gọi thứ hai mới có tín hiệu từ đầu dây bên kia alo chị hương em là hà mi đây khuya thế này rồi chị gọi em có việc gì ạ à? hà mi sao bây giờ em mới gọi lại cho chị Giọng của chị Thu Hương vọng vào điện thoại Giống như đang trách móc cô À em xin lỗi Em đi chơi về muộn Chị gọi đúng lúc em đang đánh răng rửa mặt Nên em không biết Chị đang ở dưới cổng ký túc xá Em có thể đi dạo với chị một lát được không Khuya thế này rồi Sao chị không về Anh Bình và bé Tùng Anh Rất lo cho chị đấy Hôm nay chị đang buồn Em có thể đi dạo với chị một chút được không Em hà my vô cùng lưỡng lự cô không đưa ra được câu trả lời vì bây giờ trời đã khuya hơn nữa chị ấy lại đang say rượu sáng mai cô phải đến giảng đường từ tiết 1 hà my chị đang rất buồn chị muốn có người lắng nghe tâm sự em sợ chị là người xấu hay là dạ dạ không có vậy tại sao em không đồng ý đi dạo cùng chị hà my im lặng với chị thu hương cô thực sự chưa hiểu nhiều về con người của chị ấy trong mắt của cô, chị Hương là mẫu phụ nữ điển hình về tài năng và xinh đẹp, gia đình hạnh phúc viên mãn. Mỗi khi đến nhà dạy kèm cho Tùng Anh, Hà Mi luôn nuôi dưỡng một ước nguyện, sau này cô cũng muốn có một mái ấm giống như chị Hương. Sự tiếp xúc với chị ấy chỉ dừng lại ở mức độ xã giao, trên tinh thần công việc. Hôm nay chị ấy muốn đi dạo cùng cô như thế này, sự thật là khiến cho Hà Mi cảm thấy khó nghĩ bây giờ khuya thế này nếu chị muốn đi dạo thì hẹn hôm khác em đi cùng chị có được không ạ à? bây giờ chị về nhà nghỉ ngơi kẻo anh bình anh ấy lo chị không muốn chị không muốn về em không đi cùng chị thì thôi vậy chị hương à chị có chuyện gì có đúng không ạ à? đúng rất rất nhiều chuyện hôm nay chị say rồi chị nghe lời em chị về nhà nghỉ ngơi lang thang ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm con người ta có đôi lúc không nhất thiết cứ phải sống theo nguyên tắc em hiểu chứ em không hiểu ý chị phụ nữ ấy, cũng có quyền được la cả quán xá đi qua đêm và làm điều mình thích mà có đúng không à, dạ vâng nhưng mà em định nói là chị say rồi nên nói linh tinh chứ gì em nhầm rồi khi con người ta say là lúc họ sống thật nhất với con người của mình. "Chị muốn đi dạo cùng em, khó như vậy sao?" "Thôi được rồi, em sẽ xuống, nhưng mà chị hứa với em là về sớm nhé." "Ok, em xuống đi, chị đợi." Cuộc gọi kết thúc, Hà Mi dào bước thật nhanh khỏi khu ký túc xá và bước về phía cổng. Từ phía xa một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu dưới gốc cây cổ thụ, nhìn thấy Hà Mi, chị Thu Hương mở cửa xe và bước xuống đường vẻ mặt vô cùng hào hứng như đang mong ngóng sự xuất hiện của Hà Mi. Gió đêm đưa lại mùi bia rượu, Hà Mi cảm thấy khó chịu vì cái thứ mùi này. Tuy nhiên cô không biểu lộ ra trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cất lời. Chị đợi em lâu chưa? Em xuống gặp chị là chị vui rồi. Mình đi dạo một chút nhé. Dạ vâng, nhưng mà chỉ một lát thôi nhé. Khuya quá ký túc xá em đóng cửa. Em rất ngại nếu như làm phiền, đến giấc ngủ mọi người trong phòng. Gương mặt của Thu Hương không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hà Mi không nhìn ra được chị ấy có say rượu hay không. Và thần thái, ánh mắt cực kỳ linh hoạt. Em làm chị nhớ đến thời sinh viên. Ngày trước, chị cũng ở trọ trong khu tuy túc xá. Nhưng cơ sở hạ tầng ngày đó chưa tân tiến và hiện đại như bây giờ. Cái gì cũng thiếu thốn, nghĩ lại mà thấy sợ. Chị Hương, ngày xưa chắc chị học giỏi lắm nhỉ, có đúng không ạ? Sao em lại hỏi thế? em chỉ suy đoán nhưng mà em tin những gì mà em nghĩ là đúng nếu như không học giỏi tại sao bây giờ chị có thể đứng ở vị trí cao như vậy gọi là biết nhiều hơn người khác một chút chứ không có gì đáng để tự hào nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình nhưng mà nhìn lên thì mới thấy mình còn kém cỏi em ạ à. cần phải học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn nằm chắc tay lái ánh mắt thu hương cường nghị nhìn lên phía trước lén nhìn trộm. Hạ mi thầm cảm thán trong đầu, phong thái quyền lực và tư duy của người phụ nữ tài giỏi này thật đáng để cô học hỏi. Lúc tối ở nhà hàng, trai ta lây. Em cảm thấy chị rất sai, tưởng chừng như chị có thể gục ngã ngay tại bàn tiệc. Tại sao bây giờ chị lại có thể tỉnh táo như thế này? Chị làm em rất tò mò. Lúc đó đúng là chị sai thật. Nhưng khi nôn xong thì bình thường. Chị vốn đã quen với những tiệc rượu như vậy chỉ cần nôn ra là ok không sao cả thu hương bình thản đáp từ góc nghiêng của buổi tối ánh đèn đường lặng lẽ hắt qua ô cửa kính xe hà mi thấy chị hương đẹp đến nao lòng ông trời đúng là bất công ban cho chị ấy nhan sắc xinh đẹp thôi chưa đủ đã thế còn không keo kiệt ban thêm cho sự thông minh tài sỏi hơn người thật sự đáng đi ngưỡng mộ thấy hà Mi chăm chú nhìn mình thu hương chậm rãi cất lời hỏi Em nhìn gì mà chăm chú thế? Chị đúng là xinh gái thật. Cái này em nói thật đấy, em không định chị đâu. <laughs> Ngốc, thế chị có bảo là em định đâu. Nhưng mà tại sao chị lại muốn đi dạo cùng em ạ? À? Lúc này Hà My mới chú ý nhìn qua ô cửa kính. Chiếc xe hơi đang bắt đầu rẽ lối vào hồ Tây lộng gió. Cảnh đêm thật yên tĩnh và thơ mộng. Thì thoảng lại có cặp đôi ngồi giữa lưng vào nhau ven hồ và thì thầm những lời tâm sự. Chị thấy mến em Ngay từ lần đầu tiên Em nhận dạy kèm cho Tùng Anh Cô gái có đôi mắt long lanh như đang cười Một gương mặt ngây thơ và xinh xắn Chị quá lời rồi Em đâu có được như chị nghĩ Cái đẹp vốn không có phạm chủ cụ thể nào Để nhận xét một cách toàn diện Để cảm nhận được nó Tùy vào cảm xúc của mỗi người thôi Với người khác thì chị không biết Nhưng với chị Hà My là một cô gái vừa dễ thương Lại vừa tốt bụng chị em mình chưa tiếp xúc nhiều sao chị có thể nói em tốt bụng ạ à? giữa đêm em đồng ý đi dạo với chị cho chị đỡ buồn như thế này là tốt lắm rồi à như thế này cũng tính à? chị đùa đấy chị ra ngoài xã hội từ khi còn rất trẻ gặp và tiếp xúc với không ít người không thể bao quát được hết nhưng ít nhất chị có thể cảm nhận được những người mình từng gặp là những người như thế nào cụ thể hơn nữa thì thì thoảng chị có lắng nghe cách em kèm cặp và phân tích bài cho Tùng Anh. Chị cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thứ nhất là sự nhẫn nại tỉ mỉ. Em vốn không phải là dân sư phạm, dạy kèm cho trẻ nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Không chỉ riêng về kiến thức, em tuy không được đào tạo về sư phạm, nhưng lại hội tụ được đầy đủ những ưu điểm trên. Với trẻ con đặc biệt là những học sinh cá biệt như Tùng Anh, nếu không có tấm lòng nhân hậu và bao dung, rất hiếm ai có thể kiên trì mà kèm cặp thằng bé lâu như vậy. Em cảm ơn chị vì những lời nhận xét. Em nhận dạy kèm cho bé mục đích chính là mong muốn có thêm thu nhập. Chính vì vậy em cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. Khiêm tốn như thế là tốt đấy. Em không khiêm tốn, em nói thật đấy. Đã bao giờ em đi hết một vòng hồ Tây chưa? Em chưa. Nghe nói đi hết một vòng hồ Tây cũng hơn chục km. Bọn em thi thoảng có đến đây chơi. Nhưng chỉ lang thang ở mấy khu phố, ngồi uống nước linh tinh rồi về, chưa chưa đi hết à. Vậy thì hôm nay chị em mình đi thử nhé. Dạ vâng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh bên bờ hồ tuyệt đẹp, Thu Hương im lặng không nói gì, ánh mắt của chị như muốn chìm sâu vào đêm đen vô tận, dường như người đàn bà này có quá nhiều điều muốn tâm sự, nhưng với một người chưa đủ thân, Thu Hương không biết phải mở đầu câu chuyện từ đâu. Hà Mì cũng im lặng và hướng ánh mắt nhìn ra xa. Nhờ ánh sáng của đèn pha ô tô, cô quan sát được quang cảnh hai bên bờ hồ. Sự yên tĩnh vào buổi đêm này, ngày dài sẽ không bao giờ cảm nhận được. Thỏa sinh viên chị có chơi thân với một người. Là bạn nữ có phải không chị? Ừ, là một cô gái rất dễ thương. Em biết điều gì không? Là gì ạ? À? Em sở hữu nét mặt khá giống bạn ấy. Chắc cũng bởi vậy, nên vừa gặp em, Chị cảm thấy rất mến Có chuyện trùng hợp như vậy sao chị Bạn ấy tên là Ngọc Khuê Hai đứa chị cùng quê với nhau Cùng học trung trường đại học Ở cùng ký túc xá Tình bạn đẹp đẽ đó Càn bó suốt 18 năm trời Em nghe chị kể em ngưỡng mộ thật Vậy chị Ngọc Khuê bây giờ Đang công tác ở đâu ạ à? Nghe câu hỏi đó từ Hà My Thu Hương đột nhiên giữ im lặng Không gian như trùng xuống Hà Mi phát hiện từ đáy mắt diễm lệ của người đàn bà này có những giọt nước mắt trong veo đang trực trào chảy ra. Hôm nay... Hôm nay là ngày rỗ của Ngọc Khuê. Câu trả lời của Thu Hương khiến cho Hà Mi Mì giật mình, sống lưng vô tình trở nên lạnh bốt, giữa đêm vắng, thái độ lạnh lùng cùng với câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn thực sự làm Hà Mi cảm thấy sợ hãi. Dưới mái trường đại học, Ngọc Khuê lúc nào cũng rạng rỡ như đóa hoa. Nhan sắc ngây thơ thuần khiết ấy khiến cho bao nhiêu trái tim nam nhân tan chảy, thư từ gửi về nườm nượp. Nhưng Ngọc Khuê không đem lòng tương tư một ai. Cứ như vậy, tình bạn của chị và cô ấy đi cùng năm tháng, thân nhau đến mức ra trường, hai đứa cùng xin vào một công ty vì không nỡ rời xa nhau. Em ngưỡng mộ tình bạn của hai chị thật, thế nhưng mà tại sao Năm 25 tuổi, Ngọc Huê phân đấu lên được chức phó phòng kinh doanh. Tuổi trẻ nhưng thăng tiến rất nhanh. Lại thêm có nhan sắc xinh đẹp. Chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty. Thu Hương cứ bình thản và kể thêm. Ánh nhìn cùng thái độ lạnh lùng của người phụ nữ ấy lại càng khiến cho Hà My thêm tò mò. Đôi mắt mở to hết cỡ. Hà My chăm chú quan sát và chờ đợi câu chuyện ở phía sau chị và ngọc khuê rất thân với nhau khi biết chuyện giám đốc theo đuổi khuê đang lý ra chị phải nên mừng cho bạn vì anh giám đốc đẹp trai sự nghiệp thì không cần phải bàn cãi khi đó chị rất buồn vì chị không muốn mất đi một người bạn thân thân hơn cả chữ thân em có hiểu điều đó không hà mi lắc đầu liên tục bởi vì cô thực sự chưa chơi thân với ai mà tình cảm lại gắn bó tới mức như vậy Kể từ ngày Khuê theo chồng bỏ bạn Chị chuyển đơn vị công tác Tình cảm giữa chị và cô ấy cũng phai nhạt Phần nhiều ở trong tâm tưởng chị Luôn luôn tồn tại chữ hận Nghe nực cười thực sự Nhưng sự thật là như thế Chị hận Bởi vì cô ấy bỏ chị mà lấy chồng Chị Hương Sau đó thì như thế nào ạ? À? Có nhiều lần Ngọc Khuê luôn cố gắng Tìm cách liên lạc cho chị thậm chí cô ấy tra ra được địa chỉ công ty chị làm và tìm đến nhưng chị không gặp. Mặc dù chị rất muốn gặp. Tình bạn của hai người tốt như thế, tại sao chị lại buồn chứ? Chị nên mừng vì chị Ngọc Khuê tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình chưa ạ? À? Vậy là chị ích kỷ lắm. Có đúng không em? Em là người ngoài cuộc, em không hiểu được tình bạn của chị và chị Ngọc Khuê như thế nào, càng không hiểu được những gì hai người gắn bó với nhau nên em không dám nhận xét tùy hứng <laughs> con bé này em khéo ăn nói thật đấy thu hương nhích môi cười và dành tặng cho hà mi một lời khen ngợi một năm sau ngày cưới vợ chồng ngọc khuê chưa có con anh chồng khá là chiều vợ luôn sẵn sàng đưa cô ấy đi du lịch bất cứ nơi đâu nếu như khuê muốn rồi trong chuyến đi định mệnh đó chiếc xe bốn chỗ của vợ chồng khuê bị xe container cán bẹp dí. Hôm nay là ngày rỗ của cô ấy. Và cũng là ngày rỗ của chồng cô ấy. Đã 11 năm rồi em à. Nói đến đây Thu Hương không giấu được xúc động mà bật khóc thành tiếng. Hà mi lặng người, cô thực sự khó xử và vì không biết phải an ủi chị ấy như thế nào. Chị xin lỗi vì nói về em những chuyện không vui. Nói chuyện về em cũng lâu rồi. Nhưng mà chị quên không hỏi, gia đình em có mấy anh chị em? Dạ không sao đâu chị, hôm nay là một ngày đặc biệt với chị mà, nên em hiểu. Em có một người anh trai, hiện tại cũng đang làm việc ở Hà Nội. Hai anh em gần nhau, lúc khó khăn có nơi để nương tựa, dựa dẫm rồi. Dạ vâng. Đấy. Chị xin lỗi nha, cứ mãi nói chuyện. Chị em mình đi hết một vòng hồ Tây rồi đấy chị cứ làm em cuốn vào câu chuyện của chị hóa ra đi một vòng hồ tây cũng không quá lâu như em nghĩ cảm ơn em bởi vì em đã lắng nghe những gì chị tâm sự thuê muộn rồi chị đưa em về kế túc xá mà này em có đói bụng không có muốn ăn chút gì về để ngủ cho ngon không lúc tối em đi ăn với bạn ăn nhiều thịt quá bây giờ đang còn no mà cũng khuya rồi em không có thói quen ăn đêm còn chị chị đói không ạ à? Ừ. Bảo sao dáng hình của em thon gọn Chị già rồi Không thể nào sánh được với lớp trẻ bọn em Chuyện trò qua lại Một lát sau đó chiếc xe màu trắng của Thu Hương Đã dừng trước cổng ký túc xá Cơ mà giờ này đã quá khuya Bảo vệ khóa cổng Nên Hà My không vào được bên trong Chị xin lỗi Ký túc xá đóng cửa mất rồi Hay là em về nhà chị ngủ nhé Sáng mai chị đi làm Chị đưa em đi học luôn Có được không Nghe Thu Hương đề nghị, Hà My cảm thấy có chút đắn đo. Từ ngày theo học ở Hà Nội, cô chưa bao giờ ngủ lại ở một nơi khác ngoài ký túc. Nhưng tình huống hiện tại, nếu không gật đầu thì Hà My thực sự không biết phải tính sao. Vậy, chị cho em ngủ nhờ sofa nhà chị có được không ạ? Sao lại sofa? Nhà chị còn phòng trống. Em cứ yên tâm nhé. Thế chị cho em ngủ nhờ một hôm ạ? Ok, mình đi thôi. Bước vào thang máy Lên tầng 31 của chung cư Hà Mi ngắp ngắn ngắp dài Vì bây giờ đã quá khuya Lâu lắm cô chưa thức khuya như ngày hôm nay Thường thì vào những dịp Khi kết thúc học phần cô mới thức khuya Nhưng ngày hôm sau cô sẽ ngủ bù Hà Mi thầm nghĩ Ngày mai đến giảng đường không biết cô có vượt qua được Cơn buồn ngủ hay không Bước vào căn hộ cao cấp Thu Hương nhẹ nhàng tháo đôi quốc cao hơn chục cm Ra khỏi chân Và nhanh miệng lên tiếng Hà My, em ngủ ở phòng này nhé. Phòng của Tùng Anh ở bên cạnh. Trong phòng có WC đầy đủ. Em muốn tắm gội một chút cho thoải mái. Cứ bật nước nóng lên. Khuya rồi, chị cũng đi nghỉ. Để sáng mai kịp giờ làm. Dạ, chúc chị ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon. Hà My mở cửa phòng và bước vào trong. Không gian đưa lại hương thơm man mát, dễ chịu. Nhìn ngắm một lát, vì quá buồn ngủ, nên cô tắt đèn và thà mình xuống chiếc giường êm ái em đi đâu bây giờ mới về từ phòng tắm bước ra thu hương mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình chất liệu cốt tông mát mẻ bình thấy vợ về muộn liền cất lời thắc mắc công việc của em bận rộn như thế nào anh còn chưa hiểu hay sao bây giờ anh cũng chưa ngủ thế sao cũng ngủ đi ngày mai đến tòa soạn làm sao được anh đang hỏi em vợ đi về muộn em nghĩ rằng anh có thể ngủ được không vậy anh nghĩ không có ngày nào anh về muộn à chỉ vì mình anh Có được quyền về muộn à Anh đi đâu làm gì anh đều thông báo với em mà Còn em Vì sao em về muộn như thế Hả Em nói rồi Em có công việc nên phải ra ngoài Không có công việc nào mà đi khuya như thế cả Em đừng nói chuyện kiểu đó với anh Em đi gặp khách hàng Xong rồi gặp cô giáo dạy kèm của Tùng Anh Hai chị em đi dạo một chút Khuya rồi anh nói nhỏ thôi Hà My đang ở trong nhà Sao cơ? sao em lại đưa cô bé về đây hai chị em vừa đi dạo cùng nhau khuya rồi nên ký túc xa đóng cửa không đưa con bé về đây thì đưa về đâu em làm gì khuất tất sau lưng anh nên mới đưa cô giáo tùng anh về đây để làm la chắn có đúng không khuya rồi anh ngủ đi đừng có suy diễn em mệt mỏi lắm rồi em nghĩ xem anh có thể không suy diễn được không một tháng em cho anh động vào người em được mấy lần chưa kể lần nào muốn gần gũi vợ chồng Đều phải dùng gheo bôi trơn Anh thật sự không thể nào hiểu được em Công việc ở công ty em rất mệt Áp lực đủ thứ chất chồng Về nhà em chỉ muốn có một giấc ngủ ngon Em thật sự không có hứng Không có hứng Hay là tại bởi ở công ty Cô có người khác Em rất mệt mỏi Anh thích suy diễn đến bao giờ Em không có ai qua lại cả Em không làm gì xấu xa sau lưng của anh cả Anh không tin em thì em cũng chịu. Anh thật sự không chịu nổi không khí gia đình này, vợ chồng với nhau, mà như hai người dưng, ngay cả một chút hứng thú với anh. Em cũng không có, như vậy có phải là em đang miễn cưỡng, sống cùng với anh hay không? Như bị hỏi chúng tâm can, thu hương lặng người, đó là vấn đề cô luôn muốn trốn tránh. Việc gần gũi động chạm nam nữ là một trong những cảm xúc rất tồi tệ mỗi khi cô trải qua. Anh Bình rất tốt, Ngoại hình khá dịu dàng Hết lòng yêu thương vợ con Nhưng cô không thế Cô không thể nào mở lòng mình và đón nhận những hoan lạc ái tình Khi ở bên người đàn ông này Ngược lại Cô còn cảm thấy ghê tởm. Em muốn ngủ Thu Hương cất lời cộc lốc và nằm xuống giường Cách vị trí của Bình một khoảng nhất định Vợ chồng mâu thuẫn Bình cũng không níu kéo Anh ôm chăn và nằm một góc đối diện Không ai nói với ai thêm câu gì không gian yên tĩnh chìm sâu vào một khoảng không đen tối. Mỗi người một tâm sự riêng, không thể nào giải bày. Và khi tiếng hô hấp thở đều của Bình vang lên, Thu Hương lặng lẽ ngồi dậy, giòn rén, bước ra khỏi phòng ngủ. Trong đêm tối, Thu Hương vặn chốt cửa, nhẹ nhàng bước vào căn phòng của Hà My. Nhờ ánh sáng đèn mờ ảo, Thu Hương thấy Hà My đang ngủ rất ngon, dáng vẻ nằm co cắp như một chú mèo con, trông thật đáng yêu thu hương say sưa nhìn ngắm và rồi trong phút giây không kìm được lòng mình cô nằm xuống bên cạnh hà mi cánh tay đưa lên trước mặt và vuốt ve những lọn tóc đang bông xõa rối bời thấy nhột hà mi cựa mình và thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn thu hương lặng lẽ quan sát thấy hà mi ngủ say quá mức cô đánh vào vòng tay qua chiếc eo nhỏ gọn của hà mi mà ôm thật chặt đồng thời khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng ghé sát lại gương mặt của Hà Mi, hít hà hương thơm, da thịt thiếu nữ, đôi mắt nhắm nghiền. thu hương bột miệng thì thầm. Em quay lại đây, để bố đáp lại quãng thời gian chúng ta xa vắng có phải không? Tôi đã rất vui khi gặp lại em. Đừng rời xa tôi nhé, tôi đã chờ em lâu lắm rồi. Sáng ngày hôm sau. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên Khiến Hà My giật mình tỉnh giấc Đôi mắt vẫn nhắm nghiền Cô đưa tay của quạng xung quanh Và tìm kiếm điện thoại theo quán tính Thứ âm thanh ồn ào đó đã tắt liếm Nhưng Hà My bắt đầu cảm thấy Có chút gì đó không bình thường Điều đầu tiên chính là mùi hương Hà My say sưa hít vào lồng ngực Cái thứ hương thơm dễ chịu Sau giấc ngủ say Cô quên mất rằng bản thân mình Đang ngủ ở nhà người lạ Phòng mình hôm nay có ai xịt nước hoa thế nhỉ? Hà Mi cứ nghĩ thầm trong đầu thứ hương thơm sang chảnh này hiếm khi xuất hiện trong phòng ký túc xá chật trội của cô hôm nay chắc chắn ai đó đã đầu tư một lọ nước hoa mới hoặc cũng có thể có cô bạn hoặc chị bạn nào được người yêu mua tặng thật sự là rất thơm chưa kịp suy diễn thêm điều gì thì không gian lại vọng đến âm thanh giao thớt lịch kịch kèm theo đó là hương thơm xào nấu vô cùng hấp dẫn mời sáng sớm mà ai chăm chỉ nấu nướng thế này. Hà Mi mở mắt ra nhìn, trần nhà màu trắng với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, chiếc đèn neon màu vàng kim lấp lánh do ánh mặt trời hắt vào ô cửa kính, càng làm cho không gian trở nên sang trọng. Hà Mi cựa mình mới phát hiện cơ thể của cô bị ai đó đè lên. Chị Hương. Hà Mi giật mình thốt lên khi đưa ánh mắt nhìn xuống dưới. Đôi chân dài thon mịn không vết sẹo của chị Hương đang gác lên người của cô. Một cánh tay trắng nõn đang tọa lạc ngay trên thềm ngực của cô. Và gương mặt xinh đẹp của chị ấy ghi sát vào bờ vai của cô mà ngủ ngon lành. Chuyện này là sao? Tại sao chị ấy lại ngủ cùng với mình? Nhanh chóng lục lọi lại ký ức. Hà mi chợt nhớ ra rằng đêm qua chị Hương say rượu. Muốn có người tâm sự. Vì quá khuya nên ký túc xá đóng cửa. Và cô đành phải ngủ nhờ nhà chị ấy. Nhưng đêm qua rõ ràng Cô đi ngủ một mình cơ mà Có lẽ vì quá mệt Nên Thu Hương đang say sưa với giấc ngủ của mình Hạ mi nhẹ nhàng đặt chân tay của chị ấy xuống giường Và gión rén bước ra khỏi phòng Cảnh tượng đầu tiên dội vào mắt của cô Chính là hình ảnh của anh Bình Nhưng mà Anh Bình đang cởi trần Thân dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần dịp Anh Bình đeo tạp dề Và hồn nhiên đứng nấu ăn trong phòng bếp Ở phía bàn ăn Tùng Anh đang ngồi dựa trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền ngủ gật. Hà Mi chưa biết đi vào trong hay nên làm gì tiếp theo thì anh Bình lại bất ngờ quay người lại. Khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Hà Mi mở to hết cỡ. Anh Bình không lường trước được tình huống này, hoặc cũng có thể anh đã quên lời vợ đã dặn dò anh vào đêm qua, trong nhà đang có sự xuất hiện của cô giáo dạy kèm Hà Mi. Ờ... À, em em à." "Dạ vâng, em chào anh ạ." À. Hà My đỏ mặt. Đã từ lâu cô chưa chứng kiến cảnh tượng nam nhân thiếu vải. Nhưng ngày hôm nay, anh Bình tuy đã ngoài 30, nhưng diện mạo bành bao và tuấn tú đến hút mắt người đối diện. Xì tai quần xịp và tạp dề màu đỏ này thực sự rất châm biếm. Tuy nhiên, lại không kém phần nhạy cảm. Tùng Anh, dậy ăn sáng đi con. Tôi sửa soạn đến trường. Muộn học bây giờ, khẩn trương lên. Bình đi giật lùi về phía bàn ăn và đặt lên trước mặt Tùng Anh một dĩa thức ăn nóng hổi. sau đó anh đi giật lùi về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Hà My không còn tâm trí nào để phán đoán xem đó là món gì bởi vì cô đang cảm thấy ngượng ngùng. Khung cảnh buổi sớm mai này chắc chắn không bao giờ cô có thể quên được. Cô chào Tùng Anh. Cô Hà My, cháu chào cô. Hôm nay cháu phải đến trường học cả ngày. Cô nhớ nhầm lịch học có đúng không ạ? Tùng Anh ngỡ ngàng khi thấy Hà My xuất hiện trong nhà mình vào buổi sáng sớm, cô cậu cứ tưởng Hà My quên lịch dạy kèm nên thắc mắc. Cô nhớ không nhầm, cô qua nhà chơi với Tùng Anh không được sao? Nhất định phải là có lịch học mới được đến đây chơi à? "Cháu không có ý đó, cháu mời cô ăn sáng." "Ngoan lắm, Tùng Anh ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều mới học giỏi được." "Dạ vâng, cháu phải ăn nhiều để có sức mạnh giống như siêu anh hùng. Siêu anh hùng thì không sợ bất cứ một kẻ thù nào." có đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Cháu phải ăn nhiều, học giỏi. Tương lai mới trở thành siêu anh hùng được. Đúng lúc này Thu Hương ở trong phòng mở cửa bước ra. Thấy Hà My cùng Tùng Anh đang say sưa trò chuyện. Thu Hương bày ra bộ mặt bình thản như mọi khi và cất lời. Tùng Anh ăn sáng nhanh lên con. Sắp sửa đến giờ mẹ đi làm rồi. Không đợi con được đâu đấy. Dạ vâng. Hôm nay cô giúp việc nhà chị có việc bận nên về quê. Không có ai chuẩn bị bữa sáng. Em đợi chị một lát Chị làm vệ sinh cá nhân Thay đồ xong Chị em mình ra ngoài ăn sáng nhé Dạ vâng chị cứ thông thả Lát về ký túc xá em ăn sáng cũng được Cứ ngồi xuống đấy đợi chị một chút Vâng ạ à. Bình vào trong phòng riêng Một lát sau anh bước ra ngoài với diện mạo chìm chu Sơ mi trắng và vét đen lịch lãm Mái tóc vuốt kèo tạo kiểu Hà mi vượng ngượng ngùng hình ảnh lúc sớm Nên nhìn thấy anh cô cúi mặt Không dám nhìn trực diện trước khi bước ra khỏi nhà bình nhẹ nhàng lên tiếng tùng anh này bố đi làm đây ăn sáng nhiều một chút chiều tối bố con mình gặp nhau dạ vâng con chào bố anh có việc phải đến tòa soạn bây giờ em mà lại chơi với tùng anh nhé dạ vâng em chào anh ạ à. nhìn theo bóng lưng của tùng anh khuất sau cánh cổng trường thu hương mới chậm rãi cho xe lăn bánh những cảm xúc và suy nghĩ vào đêm qua thu hương kịp thời thu vén và giấu nhẹm vào một góc nhỏ ký ức. Ngày mới bắt đầu, mọi thứ trở về với quần quay vốn có. Bày ra gương mặt vui vẻ, Thu Hương quay sang nói với Hà mi Đêm qua em ngủ ngon chứ? Lâu lắm rồi em mới ngủ một giấc ngon như vậy. Thế trước kia ngủ không ngon à? Chị biết rồi mà, em ở trong ký túc, phòng có 8 người, không có không gian riêng tư, nên giấc ngủ không được thoải mái. Chị hiểu chứ, khá là bất tiện thế tại sao em không chuyển ra ngoài em cũng đang có kế hoạch nhưng chắc là cần thêm một bạn nữ để ở ghép cho đỡ chi phí bố mẹ em không muốn em ra ngoài thuê trọ Sợ so em đàn đúm bạn bè tư tưởng của các cụ đúng là hậu nếu muốn hư ấy, có trăm ngàn cách để hư đâu cứ phải ở trọ bên ngoài mới hư cơ chứ dạ vâng nhưng em chưa lo được cho bản thân mình đang cần sự chu cấp của bố mẹ nên không dám cãi lời hơn nữa chi phí khi ra ngoài thuê trọ. Đất Hà Nội này đắt đỏ chị ạ. À? Biết đắn đo tính toán như vậy là tốt. Hiện tại em đi làm thêm cũng có thu nhập, với mức tài chính đó có thể thoải mái thuê một căn phòng nhỏ cho riêng mình. Sang năm học em sẽ cân nhắc chuyện này. Còn nhiều thời gian thì bây giờ muốn ăn gì nào? Chị ơi, chị đưa em về ký túc xá đi. Lát đến giảng đường em ăn tạm cái gì đấy ở căng tin. Ăn mấy cái đồ đấy đâu có đảm bảo. Ăn bánh cuốn nhé, chị biết chỗ này ngon lắm. <laughs> dạ vâng ạ. Chiếc xe màu trắng của Thu Hương dừng trước cổng ký túc xá. Hà Mi nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe. Cô bước về phòng, mọi người ai nấy đều đang chăm chú soi gương trải chút để chuẩn bị đến trường. Nhìn thấy Hà Mi, chị Thuyết tò mò. Đi đâu mà mất tích từ đêm hôm qua tới giờ thế? Hà Mi chưa kịp đáp lời thì có một người khác chen ngang. Chắc là có người yêu rồi Đi qua đêm thế này Chỉ có thể là đi chơi với người yêu Uầy, hà mi của chúng ta Bây giờ... Thôi, mọi người đừng làm như thế Bây giờ em phải nhanh chóng đến trường kẻo muộn đây Hà My loay hoay tìm quần áo để mặc Nhóm người còn lại vẫn không ngừng ồn ào Và chiêu ghẹo cô Hà My Đêm qua có vui không nhỉ Xinh xắn thế này chắc anh người yêu cũng đẹp trai phải biết Mọi người có tò mò xem anh ấy là sinh viên trường nào không? Biết đâu anh ấy ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi thì sao? 11 giờ đêm, cửa hàng vắng khách, Linh đang ngồi trước quầy thanh toán và ung dung mở điện thoại lút vép, đọc những tin tức giải trí. Chiều nay cô có hai tiết ngồi giảng đường nên bây giờ cảm thấy khá buồn ngủ. Đang định vật lon cà phê lên uống cho tỉnh táo thì cánh cửa bật mở. Hai vị khách một nam, một nữ bước vào. Cô gái mái tóc thả buông trước thềm ngực những lọn tóc uốn xoăn tạo kiểu Hàn Quốc bồng bềnh kết hợp với màu xám hồng cá tính, gương mặt make up lung linh, đặc biệt là thân hình sexy rực lửa. Người đàn ông đi cùng cao trên 1m7, anh ta diện một bộ vest màu xám, gương mặt không có gì nổi bật, nhưng thoáng nhìn cũng đoán anh ta khá là giàu. Hai vị khách đi đến tủ đồ uống, cô gái nũng nịu. Em không uống cái này đâu, bút răng lắm. Trời nóng mà, uống chút đồ lạnh cho tỉnh táo. Sáng ngày mới bọc xứ, mỗi khi uống đồ lạnh cảm thấy ê bút em muốn nước lọc bình thường thôi thế em muốn ăn gì bánh sô-cô-la? em chỉ muốn ăn anh thôi cô gái lúng liếng cặp mắt đưa tình và thì thầm vào tai người đàn ông anh ta mỉm cười thích thú đưa một tay vòng qua eo cô gái rồi xiết mạnh anh cũng muốn em ăn sắp sửa không kiên nhẫn thêm rồi đây này anh này sao lại như thế thật là xấu hổ ở gần em lúc nào nó chả thế cho anh một lon, trong bầu nhé. Anh thích vị nào? Vị táo. Hai vị khách đi ra đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ máy tính tiền, người đàn ông loay hoay cầm mấy hộp bao cao su trước mặt, sau đó đọc thầm. Lát sau anh ta ngừng mặt lên và hỏi Linh. Chỗ mình có loại áo mưa nào khác không em? Dạ không thưa anh. Tất cả những mẫu áo mưa ở cửa hàng em có đều được bày biện ở đây ạ. À? Thế bán cho anh cái hộp này? Dạ vâng cô gái đứng bên cạnh người đàn ông và thì thầm lúc này linh mới chú ý quan sát nhìn chị ấy rất quen dường như cô đã gặp ở đâu đó ánh mắt và nụ cười anh không thích dùng mấy thứ này nhưng mà sợ em uống thuốc nhiều không tốt nên hôm nay anh mới mua đấy linh như bừng tỉnh vì ký ức lúc này được lục lại trời ơi giọng nói óng ẹo cùng với ánh mắt đa tình này không phải là bạn gái của anh long anh trai của hà mi sao dù mới chỉ chạm mặt nhau một lần Khi anh Long đưa chị ta về quê chơi Đã hơn một năm qua Nhưng mà Linh vẫn còn ấn tượng rất nhiều Bởi vì cô gái này có được tình yêu của anh Long Nhưng mà có điều gì đó không đúng Bạn gái của anh Long Tại vì sao đi hẹn hò cùng với một người đàn ông khác Không lẽ hai người họ Đã chia tay nhau Này em gì ơi Dạ À dạ vâng em gửi anh à Buồn ngủ quá à khổ thân Sinh viên thức đêm làm hôm thế này Cũng cực nhỉ Dạ vâng em xin lỗi anh chị Em hơi mất tập trung một chút Ừ chào em nhé Ngay khi hai vị khách quay người bước ra ngoài Linh lén mở điện thoại Và quay lại bóng lưng của hai người đó Cho đến khi họ ra đến xe riêng Đang đậu bên lề đường Lúc trước Linh còn cảm thấy buồn ngủ Không ngờ hai vị khách này xuất hiện Cô bỗng tỉnh ngủ Không những thế trong đầu còn xảy ra biết bao nhiêu suy nghĩ không tên Hà Mì có nói anh Long đang sống thử cùng với người yêu, vậy chị gái kia đi cùng với người đàn ông này, họ còn mua bao cao su, cách nói chuyện vô cùng thân mật, chắc chắn họ sẽ qua đêm với nhau. Như vậy có hai khả năng, một là anh Long đã chia tay người yêu, chị gái kia có người yêu mới, hai là anh Long bị phản bội. Nhưng cho dù kết quả như thế nào thì Linh cũng thấy vui, bởi vì cô có cơ hội được tiến đến gần hơn với anh Long. Sáng ngày hôm sau, trở về nhà sau ca làm việc mệt mỏi. Nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Linh không thể nào chợp mắt. Chuyện về anh Long và chị người yêu của anh ấy cứ khiến cho cô suy tư mãi. Không chịu được sự tò mò, Linh mở điện thoại và nhắn tin vào book chat cho Hà My. Đang làm gì thế? Hôm nay có đi học không? Đang đọc sách đây, sáng nay không có tiết. Chiều nay đến giảng đường 2 tiết, rồi về đi dạy. Lịch kín à? Bà có đi học hay là đi làm Mà sao hôm nay nhắn tin cho bạn giờ này Hôm qua làm ca đêm Bây giờ đang ngủ bù Nằm mãi chả ngủ được Nên nhắn tin tám với mày một chút Vẽ chuyện Đi làm đêm về tranh thủ mà nghỉ ngơi đi Tin qua tin lại mất ngủ Học hành làm sao được Chiều này đến điểm danh một chút Rồi ngủ gật cũng được Tao quen như thế rồi Học hành mày chả chuyên tâm Chảnh mảng Cuối năm rớt môn thì sao Khiếp nói như mẹ tao ấy mà tại sao mày với mẹ tao lại giống nhau thế nhở tao nói thế không đúng à mày có loay hoay đi làm kiếm tiền thời gian đi học toàn tranh thủ việc học là quan trọng nhất đi làm chỉ có thể thêm trải nghiệm thôi mày hiểu chưa làm ra được đồng tiền nó cuốn mày à tao lại thích kiếm tiền hơn thôi tranh thủ ngủ đi người ta đọc sách một chút này chưa nói xong câu chuyện đã đuổi người ta rồi có chuyện gì Ừ, anh long chia tay người yêu rồi có đúng không sao tự nhiên mày hỏi thế thực ra tao cũng chả quan tâm đến đời sống riêng tư của anh ấy lắm nhưng hình như không phải anh long ấy mê bà kia như bị bỏ bua chia tay thế nào được thế chả nhẽ tao nhìn nhầm à đang nói cái gì thế có chuyện gì nói thẳng ra úp úp mờ mờ làm cái tao tò mò muốn chết hôm qua tao làm ca đêm vô tình gặp một người Giống hệt người yêu anh long thế á à? Người ấy với người giống nhau là chuyện bình thường. Ở cái thủ đô này, hàng ngày có biết bao nhiêu người ra vào cửa hàng tiện lợi. Chắc là mày nhìn nhầm. Tao cũng hy vọng là tao nhầm. Nhưng... Tao thấy chị ấy đi vào cửa hàng cùng với một anh cao to. Không đẹp dai bằng anh Long, nhưng mà nhìn thoáng thấy khá giàu. Bà có biết họ mua cái gì không? Mua gì? Bao cao su đấy. Thế nhưng tại sao? Mày lại khẳng định chị kia giống bạn gái anh Long Hơn một năm trước Tao vô tình gặp chị ấy ở nhà mày Cái dạo anh Long Đưa về ra mắt đi Lần đó có nói gì với nhau đâu Nhưng mà chị đấy là người yêu của anh Long Nên tao ấn tượng đôi chút Lâu rồi không gặp Nhưng mà tao đảm bảo chi nhớ của tao không tệ Giống đến 99% đấy Để ngày mai tao hỏi lại xem Nếu mà chia tay thật thì càng tốt Tao thật sự không thích tính cách của chị ấy Tao có lén quay Cái lúc mà hai người họ rời đi Nhá, gửi cho mày xem Có đúng là chị ấy hay không Ok, gửi sang đây xem nào Clip được ấn sen trong nháy mắt Hà My cũng xem liền sau đó Cô gái với mái tóc màu xám hồng Những lọn tóc xoăn bồng bềnh Cùng với gương mặt make up tỉ mỉ Dù chất lượng hình ảnh hơi thấp Nhưng Hà My vẫn nhận ra Đó chính là bạn gái của anh Long Giữa đêm chị ấy thản nhiên khoác tay một người đàn ông Mặc âu phục màu đen và cánh tay của người đàn ông ấy Tùy hứng đặt trên vòng eo thon gọn của chị Có đúng là người yêu anh Long không mày? Đúng rồi Chị nhớ của mày đúng là tốt thật Bạn của Hà My Làm sao có thể tầm thường được Thôi bớt xạo đi Tranh thủ chập mắt chút cho khỏe Người ta đọc sách đây Chuyện riêng của anh Long Tao thực sự không có hứng thú quan tâm Vì mày biết rồi đấy Tao và anh ấy không hợp nhau Cứ nói đôi ba câu Lại gây sự với nhau Chán lắm Ừ thế nhá Tao cũng ngủ một lát đây Tan làm Long chạy vội qua siêu thị mua đồ Để về nhà kịp giờ nấu cơm chiều Dạo này tính tình của người yêu hay hờn dỗi và cáu gắt Nếu như chàng về nhà chưa thấy cơm nước tươm tất Chắc chắn cô nàng sẽ cáu kỉnh Mặt nặng mày nhẹ Và kiếm cớ gây sự với anh Ánh nắng mặt trời dần tắt Nhưng cái không khí oi bức của ngày hè Vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu Chèn lấn giữa dòng người đông đúc một lát mà gương mặt cả người của Long ướt đẫm mồ hôi. Buổi tối được chuẩn bị xong xuôi, lòng loài hoài ngắm nghĩa và tự nhủ. Từ khi nào mình lại trở thành người đàn ông đảm đang và chăm chỉ làm việc nhà như thế này? Mở điện thoại và chụp một bức hình, lòng ấn sen cho người yêu với dòng tin nhắn. Cơm canh ấy, anh sẵn sàng, chỉ chờ em về là mình ăn tối. Mực chiên xù, mực xào chua, canh cua, toàn món em thích nhá. Anh đi tắm trước đây. Tám giờ tối, Long nằm ở sofa với chiếc bụng đói. Chờ đợi mãi nhưng không thấy cô người yêu đi làm về. Tin nhắn được gửi đi, nhưng Trang lại không thèm đọc. Không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Long sốt sáng mở máy bấm gọi cho Trang. Phải đến cuộc gọi thứ hai, đầu dây bên kia mới truyền đến tín hiệu. Em nghe! Giọng nói lạnh lùng của Trang vọng vào, kèm với đó là những âm thanh ồn ào hỗn loạn. Em được nghỉ chưa? Sao hôm nay về muộn thế? tin nhắn anh gửi mà em không thèm đọc. Anh đang cáu với em đi à? Anh có nói gì mà cáu? Anh đang thắc mắc thôi. Bữa tối anh chuẩn bị xong rồi. Em bận rộn gì, thu xếp công việc rồi về nhà ăn cơm. Anh đói bụng quá. Làm việc cả ngày ở công ty. Hai mắt của anh nó mờ đi rồi. Công việc của em ấy càng ngày càng bận. Không có thời gian cầm điện thoại. Anh đói bụng á. Anh có phải là trẻ con đâu. Tại sao đói bụng không biết tìm cái gì mà ăn đi. Nếu như em không về thì anh cứ ôm cái bụng đói đấy để đi ngủ à? Lòng thực sự không chịu được cái thái độ này của Trang. Dường như anh chiều cô nàng quá rồi nên cả ngày cô ấy càng quá đà. Anh cũng bận rộn công việc như em. Thậm chí còn bận rộn hơn em rất nhiều lần. Nhưng luôn cố gắng dành thời gian quan tâm và chăm sóc em. Những gì anh làm không phải chỉ để nhận lại lời trách móc này của em đâu. Anh hoàn toàn có thể đi ăn với bạn bè ở đâu đó ngoài kia nhưng anh không làm như thế. Em phải hiểu những gì anh làm đều là vì em. Hai chúng ta đều bận rộn với công việc cả ngày dài, chỉ có một chút thời gian hiếm hoi cuối ngày, anh muốn chúng ta dành thời gian bên nhau. Ngày nào cũng thấy mặt nhau chưa đủ chán à? Vậy em có về ăn cơm không? Em không về, chắc là tối khuya em mới về. Em không ăn cơm nhà, em phải báo trước cho anh một câu. Em có biết tàn làm? Anh trốn cả tăng ca về để nấu cơm cho em không? Em đừng nghĩ công việc của anh nhàn hạ. Nói không chừng Nó còn áp lực đau đầu gấp trăm gấp ngàn lần em Này Chuyện nhỏ như vậy mà anh cứ cảm giảm Em bận rồi không tiện nói chuyện Anh nấu cơm rồi tự đi mà ăn Ăn xong thì ngủ đi Đừng có đợi Long chưa kịp nói thêm câu gì Thì đầu dây bên kia đã tắt lịm Thái độ này thực sự Khiến cho người khác cảm thấy tức điên Kết thúc 2 giờ đồng hồ dạy kèm cho Tùng Anh hà my ngồi ghế sofa và chờ đợi vợ chồng anh bình chị thu hương tan làm trở về nhà dạo gần đây cô giúp việc nhà anh chị ấy có chút việc ở quê nên mỗi khi dậy kèm xong hà my luôn phải ở lại thêm một chút nữa để trông bé tùng anh ngồi ở phòng khách hà my loay hoay bấm điện thoại để giết thời gian thi thoảng cô lại nhìn đồng hồ bởi vì mong ngóng được về ký túc xá cô đói bụng muốn được ăn tối tắm gội và học bài ngày mai có bài thuyết trình nhưng cô vẫn chưa kịp chuẩn bị Tùng Anh say sưa lắp ghép đồ chơi siêu nhân và xem hoạt hình. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Hà Mi mới cất lời hỏi. Tùng Anh này, ngày thường bố mẹ cháu có thường xuyên đi làm về muộn thế này không? Dạ có nhưng cháu quen rồi. Ở nhà cháu chơi với bà Tâm, khi nào buồn ngủ quá thì cháu ngủ ạ. À? Mà cô Hà Mi ơi, ơi, cô đây. Cháu đói bụng. Cháu thèm ăn mì ý với lại gà giòn. Tùng Anh đói bụng à? Thì cô nấu món gì đó cho cháu ăn tạm nhé Lát nữa bố Bình mẹ Hương về Thì cho Tùng Anh ra ngoài Đi ăn gà giòn được không nào Vừa nói Hà My vừa nhanh chân di chuyển về phòng bếp Cô tò mò mở tủ lạnh và tìm kiếm xem Bên trong có gì ăn được không Nhưng mà tủ lạnh trống trơn Và rồi cô chợt hiểu ra Công việc của anh Bình và chị Hương rất bận Gần như luôn vắng nhà Thời gian nào mà mua sắm nội trợ Chưa kể cô giúp việc dạo gần đây Về quê lâu quá Tùng Anh này, cô xem tủ lạnh rồi nhưng chả có gì ăn được cả. Cháu kiên nhẫn đợi bố mẹ. Thêm một chút nhé. Hay là cô gọi điện cho bố mẹ cháu đi. Cháu đói bụng lắm. Cháu không chịu được nữa đâu ạ. À? Hà My nhìn Tùng Anh một lát và đắn đo suy nghĩ. Mình có nên gọi điện cho bố mẹ cu cậu hay không? Gọi điện thì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh chị ấy. Mà không gọi thì... Cô cũng thực sự muốn về nhà và nghỉ ngơi. Còn rất nhiều công việc cần xử lý trong buổi tối ngày hôm nay. Sau cùng Hà My mạnh dạn mở điện thoại và bấm số gọi cho chị Thu Hương. Ba cuộc gọi liên tiếp, không có hồi âm. Hà My lưỡng lự không dám gọi thêm bởi vì biết rằng chị ấy giữ chức vụ cao trong công ty nên chắc chắn rất bận rộn. Hà My bấm số tiếp tục gọi cho anh Bình. Anh nghe này. Dạ, em chào anh Bình. Không biết gọi điện thế này có ảnh hưởng đến công việc của anh không ạ? À? Không sao, em cứ nói đi. Mười phút thì anh bận ghi hình Nên bây giờ vẫn nói chuyện được Thế khi nào anh có thể về nhà? Có chuyện gì? À, dạ không có chuyện gì Nhưng mà Hết giờ em dậy kèm rồi Em gọi cho chị Hương không được Nên em phải gọi cho anh Thôi chết anh vô tâm Anh xin lỗi Anh bị cuốn vào công việc Nên quên mất cô giúp việc nhà anh không có ở đây Để anh gọi cho vợ anh xem sao nhé Em muốn hỏi là khi nào anh được về Công việc của chị bận như thế Khi nãy em mới gọi ba cuộc Nhưng chị không nghe Hôm nay anh bận làm phóng sự đến 10 giờ mới xong Khó nghĩ quá Hà My Anh có chuyện này muốn nhờ em được không Hà My chưa kịp đáp lời Thì Tùng Anh lại nói vọng vào Cô My Cô cho cháu nói chuyện với bố Bình đi ạ à? Nói đoạn Tùng Anh chạy đến bên cạnh Và cầm lấy điện thoại của cô Bố Con đói bố về sớm với con mấy hôm nay con phải chơi một mình an toàn là món không ngon à bố xin lỗi bố mẹ bận quá nên không về sớm với con bố hứa ngày mai rảnh bố đưa con đi ăn thật nhiều món ngon nhé con không chịu con đang đói bụng con thèm ăn mì ý con thèm ăn cả gà giòn con thèm lắm bố về nhanh với con con chuyển máy để bố gặp cô hà my một lát tùng anh trả điện thoại cho hà my cô bố muốn nói chuyện với cô hà my nhẹ nhàng nói vào điện thoại dạ em nghe đi anh thật ngại quá khi làm phiền đến cô giáo em có thể ở lại với tùng anh thêm một lát không hai cô cháu gọi xe ra ngoài ăn tối bao nhiêu chi phí anh trả anh sẽ trả thêm tiền lương cho em bây giờ thật sự là anh rất bận không về sớm được mà gửi thằng bé cho người khác anh lại không yên tâm nhưng mà hà my định nói là cô còn bài thuyết trình cần phải chuẩn bị lời nói chưa kịp nói ra lại bị anh Bình chen ngang. Lương hôm nay của em gấp ba, em cứ đưa cháu ra ngoài ăn tối, rồi dạo một chút, lát nữa anh chuyển khoản cho em, em giúp anh nhé. Mà nếu như anh chị bận quá, em ở lại trông tùng anh một lát cũng được. Anh không phải khách sáo như vậy đâu à. Anh cảm ơn, anh chuẩn bị ghi hình rồi, anh sẽ cố gắng về nhà sớm. Dạ vâng, em chào anh. Tùng Anh thấy Hà My tắt điện thoại, liền tò mò hỏi. Cô ơi, Bố cháu nói gì với cô thế ạ? À? Bố bình bận, 10 giờ mới về. Tùng Anh ở lại với cô tới 10 giờ nhé. Bố mẹ đi vắng suốt. Tùng Anh chả có ai chơi cùng cô ạ. À? Thôi nào, bố mẹ bận đi làm, bận kiếm tiền. Có tiền thì mới mua được nhiều quần áo đẹp, đưa Tùng Anh đi ăn nhiều món ngon, mua nhiều đồ chơi siêu nhân. Mấy cây đấy cháu chán rồi. Cháu muốn bố mẹ mỗi ngày về sớm. Tùng Anh muốn ngủ cùng Mẹ. Thế bây giờ Tùng Anh có muốn đi ăn mì ý với cả gà giòn không? Dạ có, cháu đang thèm lắm ạ. À? Một lúc sau đó hai cô cháu cùng nhau sửa soạn đi ăn. Thì Hà My quay ra nhìn thấy có một tin nhắn mới. Cô mới tò mò mở ra đọc. Đó chính là số tiền 2 triệu đồng mà anh Bình đã gửi cho cô. Hà My thực sự ngỡ ngàng. Sinh ra trong một gia đình công chức. Bố mẹ cô luôn luôn bận rộn trong bệnh viện. Nên cô hiểu được những tâm tư của Tùng Anh Lúc nào cũng khao khát không khí gia đình Xung vầy và đoàn tụ Nhưng có lẽ cô may mắn hơn Vì thời gian của bố mẹ cô tuy gò bó Nhưng không áp lực Giống như công việc của vợ chồng Anh Bình, chị Hương Mặc dù còn bài tập chưa xử lý xong Nhưng gặp tình huống này Hà My không nỡ từ chối Nếu như anh chị ấy không có lòng Cô vẫn vui vẻ Đưa Tùng Anh ra ngoài ăn tối Vì sự yêu ái của chị Thu Hương Dành cho cô rất nhiều anh bình làm thế này khiến cho cô ngại ngùng đúng là người giàu có vung tay không cần đắn đo cô mi mình đi ăn tối được chưa ạ à? chờ cô gọi một cuộc điện thoại rồi mình đi ăn nhé dạ vâng hà my mở máy và bấm gọi cho thủy cô bạn học cùng lớp đại học alo hà mi đây gọi người ta có chuyện gì ừ thì có việc mới gọi nói nhanh đi người ta đang chơi nốt trận game quỷ, con gái suốt ngày game, làm xong bài thuyết trình chưa? Hỏi đúng chỗ rồi đấy, ai chứ với Thủy, bài thuyết trình làm trong nháy mắt là xong. Đang dành thì làm giúp bạn một bài, nội dung thay đổi đi một chút, cả cái tiêu đề nhá, bạn trả công cho. Hôm nay bận cái gì à? Ừ có chút việc nên chưa về ký túc được, làm giúp nhá, lát về gửi qua email cho tao, thích chuyển khoản hay mời đi ăn nào? Cuối tuần à, xin bữa ốc, bận gì thì cứ làm đi. Nha, chơi nốt trận game đây. Ừ, ừ. Bên chiếc bàn tròn, Long cùng với hai người bạn say sưa cạn ly và chúc rượu cho nhau. Bữa tối chuẩn bị cho người yêu nhưng Trang không về. Quá buồn chán, Long lại gọi hai cậu bạn đến nhà để nâng ly dài sầu. Uống ít thôi, ngày mai tôi còn phải đi làm. Công việc tồn động từ hôm nay, chưa giải quyết xong. Rượu bia vào, ngày mai nhức đầu, sợ không làm kịp. Không biết đã bao nhiêu ly vơi đầy Long cảm thấy tiểu lượng của mình đã chạm đến ngưỡng giới hạn Nên vội vàng xua tay Đang vui Mà cứ bảo không uống nữa Uống đi Hôm nay có tâm trạng Mới gọi tụi tôi đến chứ gì Lại giận nhau với con ghệ à Không, giận cái gì mà giận Lâu lâu anh em không gặp nhau Tụ tập một chút Kẻo quên mặt đi mà Bớt nói điêu đi Long à Trong nhóm tụi mình Ông nổi tiếng là sợ người yêu mới chỉ yêu thôi mà người yêu hắt xì một cái là ba chân bốn cẳng chạy về nhà người yêu bảo gì thì nghe nấy giết rồi thế ông như con robot bảo nấu cơm thì nấu cơm bảo đi chợ là sách giỏ đi chợ mất hẳn sự uy nghiêm của cánh mày dâu sau này mà cưới nhau thật đi à chắc anh em bạn bè cả năm chả có cơ hội mà nhìn mặt nhau gọi fake time lúc nào cũng hình ảnh long ngồi ôm chậu tã đầy cứt kiên lúc này ngửa cổ uống cạn ly rượu và phủ định câu nói của Long Kiệt nói đúng rồi đấy, thanh niên Long chưa gì đã gắn mắc sợ vợ thế này. Tương lai anh em không nhờ cậy được gì. Đức cũng tung hứng theo. Thôi cạn ly, lát nữa lên ba quẩy một chút, ngắm các em chân dài, cho mãn nhãn. Thôi uống xong thì về. Tôi mà lên ba về, tối ngủ dưới đất là cái chắc. Nó ghen kinh lắm. Hôm nay nó đi vắng, anh em mình cứ xóa một hôm. Lên ba chứ có làm gì đâu mà sợ là đàn ông ấy, kể là ngủ trong nhà vệ sinh cũng không bao giờ chịu cúi đầu. nào cạn ly. Công ty tôi đang có mấy dự án lớn, cứ say sưa thế này, mất công mất việc, vớ vẩn bị trừ hết cả lương, lại lo xa, kiếp đi làm thuê mà lâu lâu nhảy việc một chút mới thấy được giá trị thực sự của bản thân. Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Quan trọng nhất ý, là mình có kinh nghiệm, có năng lực, sợ cái gì? Đấy, nó say lắm rồi đấy. Thôi uống đi, uống đi. Bình về đến nhà khi đồng hồ điểm 23 giờ đêm. Phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng không gian khá yên tĩnh. Tháo đôi giày đặt lên kệ, tay sách cặp tài liệu. Bình nhẹ nhàng đi về phía phòng của Tùng Anh. Anh thực sự rất lo khi trễ hẹn. Bây giờ cũng đã khuya, phiền Hà My ở lại trong cu cậu thế này. Anh cảm thấy rất áy náy. Một tay nới lòng cà vạt. Bình vặn chốt và mở cửa phòng con trai. Nhờ ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, anh thấy hai cô cháu nằm co cắp trên giường. Tùng Anh nằm rất tùy hứng, thậm chí cu cậu còn khắc hẳn một chân lên ngực của Hà My. Cô nàng cũng ngủ say, nên không hề hay biết gì. Nhìn ngắm một lát, Bình đặt cặp sách xuống kệ tủ. Anh nhẹ nhàng đến gần và nhấc chân Tùng Anh ra khỏi người Hà My để cô được ngon giấc. Đúng lúc anh chạm vào chân con trai, thì Hà My cựa mình, cả thêm ngực căng đầy mềm mại của cô gái tuổi đôi mươi, cứ ghi vào tay của anh anh cảm thấy nóng mặt thật sự. Hà My vẫn đang say ngủ và không biết gì. Bình thì đứng chiếc chân tại chỗ. Chỉ là một hành động vô tình, nhưng thực sự lại khiến cho não bộ của anh phải suy nghĩ quá nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn của câu chuyện được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập đầu tiên của câu chuyện, chúng ta được biết rằng là cô gái Hà My của chúng ta đang trải qua những đoạn tình cảm vô cùng là khó hiểu. Bởi vì cuộc sống của cô đang càng ngày là càng tiến bộ hơn, có rất là nhiều công việc, học hành, tất cả mọi thứ đang suôn sẻ. Nhưng từ khi gặp với chị Thu Hương thì cuộc sống hình như bị đảo lộn. Hình như Thu Hương là một người phụ nữ nhưng mà lại thích phụ nữ. Câu chuyện này đang khiến cho Tâm An rất tò mò và thắc mắc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để rồi xem nội dung của nó ra sao quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì ủng hộ và lắng nghe tầm an đọc truyện. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.